Lộng Triều, Triệu Quốc Đống. Tập 61. Quyển 15, chương 9-11. Dự quân, Giản Hồng cùng Hoắc Vân Đạt đúng là lo như vậy. Chẳng qua tôi rất nhanh đã gạt bỏ lo lắng của bọn họ. Hạng mục này nếu do Đông Giang cố gắng kéo được thì thị xã có lý do gì mà lấy, còn cần tích cực xúc tiến. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Ngành vật tư có ý nghĩa quan trọng đối với sản nghiệp thứ nhất, thứ hai. Sự hiện đại hóa của ngành này có quan hệ trực tiếp đến việc lưu hành sản phẩm, cũng có ảnh hưởng nhất định đến nền kinh tế quốc dân. Có thể nói ngành này là khá quan trọng, mà Ninh Lăng chúng ta có vị trí địa lý và giao thông ưu việt, có đủ cơ sở trở thành trung tâm trung chuyển của ngành này. Mà nếu trụ sở này được thành lập nó chẳng những có thể phúc xạ ra xung quanh, xúc tiến các nhà kinh doanh tụ tập sản phẩm đến Ninh Lăng, thúc đẩy ngành vận chuyển của cảng, ga Ninh Lăng, cũng sẽ giảm bớt chi phí vận chuyển sản phẩm đối với các công ty Ninh Lăng. Ừ, tôi cũng thấy như vậy. Chẳng qua bây giờ cả An Đô cùng Trường Sa đều tranh thủ hạng mục này. Hai thành phố này đều là tỉnh thành, thực lực kinh tế mạnh hơn chúng ta có thể nói ở vị trí xấu hơn. Đúng như anh nói là điều kiện giao thông và vị trí địa lý của Ninh Lăng chúng ta so sánh với hai to kia cũng không chiếm ưu thế hơn là mấy. Bây giờ ba nhà cạnh tranh, ưu thế duy nhất của chúng ta là tập đoàn Trường Phú có mạng lưới vận chuyển ở hai tỉnh An, Tương. Một khi hợp tác thành công thì trụ sở có thể nhanh chóng phúc xạ. Hơn nữa Ninh Lăng cũng có thể cung cấp chính sách ưu đãi hơn An Đô cùng Trường Sa. Chuyện chưa ký kết thì tôi vẫn có chút lo lắng. Trung Dược Quân nhíu mày nói. Đây cũng là một vấn đề, Đông Giang hình như vẫn còn giấu thị xã gì đó thì phải. Triệu Quốc Đống không biết chuyện còn có vấn đề này. Hắn vốn nghĩ An Đô cùng Trường Sa chỉ là tỏ vẻ mà thôi chứ không ngờ hai thành phố này lại hứng thú với hạng mục này đến thế. Nếu An Đô cùng Trường Sa quyết tâm cạnh tranh với Ninh Lăng thì ai là người cười cuối cùng cũng khó nói. Đương nhiên An Đô cùng Trường Sa nếu chỉ coi đây là một hạng mục kinh doanh bình thường mà tranh thủ thì cơ hội của Ninh Lăng lại là khá lớn. Tôi thấy thị xã nên trao đổi với Đông Giang, phải nắm cho được hạng mục này. Lúc cần thiết anh và tôi có thể ra mặt đảm bảo, cũng phải giữ chặt hạng mục này không được để rơi vào tay thành phố khác. Kiêu Kiêu ngẩn ra sau đó khẽ gật đầu. Y cũng không nghĩ Triệu Quốc Đống có hứng thú lớn như vậy với hạng mục này. Cả bí thư thị ủy và thị trưởng đều ra mặt đảm bảo một chuyện thì đã lâu y không gặp, điều này có nghĩa hạng mục không hề đơn giản. Sự quân, chuyện không thể kéo dài, phải lập tức tiến hành. Tôi thấy hai chúng ta cần lập tức thông báo Đông Giang, hiểu rõ xem bọn họ đang vướng mắc ở vấn đề gì, không nên kéo dài. Chỉ cần thị xã có thể giải quyết được thì đều có thể đàm phán. Triệu Quốc Đống nói rất nghiêm túc. Hắn hiểu tầm quan trọng của hạng mục này đối với Ninh Lăng. Một khi trụ sở này xây dựng ở Ninh Lăng thì nó có tác dụng xúc tiến sự phát triển của Ninh Lăng lên tầm cao mới. Được, tôi lập tức đi bố trí, để Giản Hồng cùng Hoắc Vân Đạt mang theo đội công tác phụ trách hạng mục này lên đây. Trung Dược Quân nói. Tháng 6 là tháng quy hoạch lớn của Ninh Lăng, nó càng làm Ninh Lăng thêm chói mắt. Ngày 21 tháng 6. Hạng mục sản xuất ô tô tải hạng nặng giai đoạn 1 của tập đoàn ô tô Fukuda chính thức xây dựng xong, các máy móc nhập khẩu từ nước ngoài thông qua đường thủy được đưa về Ninh Lăng. Nhà máy bắt đầu tiến vào giai đoạn lắp đặt, chạy thử nghiệm. Ủy ban Ninh Lăng tổ chức nghi lễ long trọng chúc mừng nhà máy của Fukuda được xây dựng xong. Thị trưởng Trung Dược Quân, Phó Thị trưởng Thường trực Cố Vĩnh Bân, Thường vụ Thị ủy, Phó Thị trưởng Lý Đại Phú đều tới tham gia. 22/6 Đường sắt An Tương chính thức thông xe toàn tuyến. Đoàn xe đầu tiên từ An Đô đến Trường Sa xuất phát từ ga phía Bắc An Đô chạy tới Trường Sa, sau 4 tiếng là đến ga Ninh Lăng. Phó Bí thư Thị ủy Lam Quang, Phó Thị trưởng Trúc Văn Khôi, lãnh đạo phân cục đường sắt Ninh Lăng đều tới ga xe lửa Ninh Lăng tổ chức lễ ăn mừng. 23/6, trụ sở nuôi dưỡng động vật quý hiếm ở Thúy Loa Câu, Thương Hóa được xây dựng xong. Đây là trụ sở nuôi dưỡng các loại động vật quý hiếm như cá hồng, cá tầm, kỳ nhông. Nó do nhiều nhà kinh doanh tư nhân kết hợp với Sở Nông nghiệp tỉnh hợp tác, đầu tư trên 30 triệu, cổ đông trên 30 người. Ngoài một bộ phận các nhà đầu tư bên ngoài thì có không ít đều là các hộ nuôi cá, động vật lớn ở Thương Hóa góp vốn vào. Trong đó Sở Nông nghiệp cũng lấy kỹ thuật tham gia, chiếm 10% cổ phần. Trụ sở này sẽ cung cấp các loại đồ quý hiếm cho Ninh Lăng và các khu vực xung quanh, cũng tiến hành hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ nông dân xung quanh. Thị trưởng Trung Dược Quân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp, Trương Thành Chiêu, Phó Thị trưởng Ninh Lăng, Mạnh Nguyên cùng Bí thư huyện ủy, Chủ tịch huyện Thương Hóa đều có mặt tham gia lễ khánh thành. Ngày 24/6, công trình nâng cấp quốc lộ cấp 2 đoạn từ Ninh Lăng,
Phong Đình chính thức hoàn thành, đoạn từ Ninh Lăng, Thương Hóa khởi công. Phó Giám đốc Sở Giao thông Tần Tự Bân, Phó Thị trưởng Trúc Văn Khôi đến tham gia lễ khánh thành và khởi công. Buổi chiều Triệu Quốc Đống tự mình bày tiệc mời Tần Tự Bân. 25/6, công viên rừng thấp quốc gia ở Phong Đình chính thức được công nhận, đây là công viên rừng thấp cấp quốc gia đầu tiên của tỉnh An Nguyên. Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp Quốc gia, Phù Tiến, chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu của Cục Lâm nghiệp, Cao Hoa, Phó Chủ tịch tỉnh An Nguyên, Khang Nhân Lương, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, Mông Triển Tài, Bí thư Thị ủy Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống, Thị trưởng Trung Dược Quân, trưởng Ban tuyên giáo Lỗ Năng, Phó Thị trưởng Mạnh Nguyên, Phù Quyên tham gia nghi thức treo biển. 26/6, Ủy ban Ninh Lăng, Ủy ban quận Đông Giang, Tập đoàn Truyền Hoa, S Tập đoàn Trường Phú, Tập đoàn Đầu tư Đô thị Ninh Lăng chính thức ký hợp đồng ghi nhớ ở khách sạn Ninh Uyển về việc thành lập trung tâm lưu thông hàng hóa, vật tư ở Đông Giang với tổng diện tích trên 800 mẫu. Trong đó Tập đoàn Truyền Hóa chiếm 50% cổ phần, Tập đoàn Trường Phú chiếm 50% cổ phần, Tập đoàn Đầu tư Đô thị Ninh Lăng chiếm 10% cổ phần, thời gian dự kiến xây dựng công trình là 13 tháng. Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Nhâm Vi Phong, Bí thư Thị ủy Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống, Thị trưởng Trung Dược Quân, Phó Thị trưởng Thường trực Cố Vĩnh Bân có mặt trong lễ ký kết này. 27/6, khu công nghiệp năng lượng mặt trời do 3 công ty gồm Hán Đức, Thiên Uy, Thượng Đức cùng kết hợp thành lập đã chính thức khởi công xây dựng. Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Tề Hoa đích thân tới phát biểu. Bí thư Tỉnh ủy Ứng Đông Lưu, Chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nghiên cũng gửi thư chúc mừng khu công nghiệp có thể nhanh chóng hoàn thành xây dựng, nhanh chóng đi vào sản xuất. Trong 3 ngày liên tục có 3 lãnh đạo tỉnh tới Ninh Lăng. Nhật báo An Nguyên gần như ngày nào cũng đưa tin về Ninh Lăng. 28/6, Trắc Tâm đào tạo dạy nghề Ninh Lăng chính thức được thành lập ở Tây Giang. Bí thư Thị ủy Triệu Quốc Đống, Thị trưởng Trung Dược Quân, Phó Bí thư Thị ủy Lam Quang, Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Lỗ Năng, Phó Thị trưởng Phù Quyên cùng tham gia lễ thành lập. Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân còn phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào dạy nghề, tăng sức cạnh tranh của người lao động. Hai người yêu cầu các quận, huyện phải coi trọng việc nâng cao năng lực của người lao động, giúp đỡ người lao động ở nông thôn vào học để có thể tìm được vợ chồng tốt hơn, thiết thực giải quyết vấn đề công ăn việc làm cho nhân dân. 30/6, lễ khởi công sân bay Đông Trại Ninh Lăng chính thức diễn ra tại Đông Giang. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hàng không Dân dụng Quốc gia, Khâu Việt, Bí thư Tỉnh ủy Ứng Đông Lưu, Chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nghiên, Thường vụ Tỉnh ủy Phó Chủ tịch tỉnh Tề Hoa cùng tới Ninh Lăng. Tần Hạo Nghiên và Khâu Việt đều lên đài phát triển, Bí thư Tỉnh ủy Ứng Đông Lưu tuyên bố khởi công sân bay. Một loạt giám đốc các công ty hàng không lớn của Trung Quốc đều tới tham gia. Đầu tư dự tính của sân bay là 1,2 tỷ nhân dân tệ, tổng thời gian xây dựng trong 30 tháng, sau khi xây dựng xong sẽ là sân bay cấp 4D, cố gắng tranh thủ trong vòng 3 năm sau khi sân bay xây dựng xong sẽ có lưu lượng hành khách qua lại đạt 500.000 người. Cùng lúc đó hạng mục đường cao tốc từ nội thành Ninh Lăng đến sân bay Đông Trại cũng được khởi công, thời gian hoàn thành dự tính trong 14 tháng. Quyển 15, chương 9-12. Mãi đến khi cất bước lãnh đạo tỉnh, Triệu Quốc Đống mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may lịch trình của lãnh đạo luôn kín, sau khi nghi thức khởi công kết thúc liền nhanh chóng rời đi. Nếu như có vị lãnh đạo nào ở lại đi khảo sát một vòng thì Triệu Quốc Đống đoán lãnh đạo Ninh Lăng nhất định có người mệt ngã xuống. Chẳng qua Ứng Đông Lưu vẫn lợi dụng thời gian sau bữa trưa ngồi nói chuyện một chút với Triệu Quốc Đống. Ứng Đông Lưu rất kỳ vọng vào Ninh Lăng, nhất là nửa đầu năm Ninh Lăng vẫn giữ được xu thế phát triển tốt, đứng đầu cả nước là chuyện đương nhiên. Hơn nữa mấy ngành sản nghiệp trụ cột của Ninh Lăng như năng lượng mới, tài liệu mới vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Ngành sản xuất thiết bị bảo vệ môi trường cũng bắt đầu có xu thế tê nhanh. Dương Kính Quang đã không ít lần khen ngợi ngành bảo vệ môi trường của Ninh Lăng có tương lai trước mặt Ứng Đông Lưu. Điều này cũng làm Ứng Đông Lưu thấy hứng thú. Hiện nay ngoài công ty Neo, tập đoàn Quang Hoa ra thì bắt đầu từ cuối năm trước sang đầu năm nay đã có 3 công ty trong làm việc sản xuất thiết bị bảo vệ môi trường tiến vào khu công nghiệp Lâm Cảng Tây Giang, xây dựng nhà máy sát bên cạnh Neo và tập đoàn Quang Hoa. Khu công nghiệp sản xuất thiết bị bảo vệ môi trường sơ bộ đã hình thành. Lúc Dương còn trên Bắc Kinh thì cũng có nhiều công ty trong lĩnh vực này đã đến Ninh Lăng khảo sát hoàn cảnh đầu tư, có 2 công ty nước ngoài sau khi đến mấy tỉnh như Thượng, Du, Thâm, Tuệ khảo sát rồi được giám đốc của công ty Neo mời nên đã vào Ninh Lăng khảo sát. Sau vài lần khảo sát và đàm phán, bọn họ khá hài lòng với hoàn cảnh đầu tư của Ninh Lăng. Ngành bảo vệ môi trường hiện nay đã được Trung ương khá chú trọng. Tháng 5 diễn ra hội nghị bảo vệ môi trường Đông Á, Thường vụ Bộ Chính trị,
Phó Thị trưởng Quốc vụ Viện, Tiền Việt đích thân tới tham gia diễn đàn và phát biểu. Đây là lần tỏ vẻ rõ ràng nhất của Trung Quốc trong việc bảo vệ môi trường quốc tế. Nó khiến không ít các nhà khoa học chú ý và bình luận. Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Tổng cục Bảo vệ Môi trường Quốc gia cũng liên tục đưa ra các chính sách cổ vũ ngành bảo vệ môi trường phát triển, cổ vũ các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Âu, Mỹ đầu tư xây dựng nhà máy ở Trung Quốc, nhất là cổ vũ các công ty bảo vệ môi trường của Trung Quốc tăng cường đầu tư nghiên cứu kỹ thuật mới. Tài chính quốc gia sẽ căn cứ các chính sách liên quan mà có trợ cấp tài chính. Cùng lúc đó các ngành liên quan của quốc gia cũng cùng Tổng cục Bảo vệ Môi trường thông báo đến các địa phương phải kiểm soát gắt gao các công ty không đáp ứng được về yêu cầu bảo vệ môi trường, khiến cho các công ty này phải tăng khả năng chống ô nhiễm. Bởi vì như vậy mới khiến đảng ủy, chính quyền địa phương các nơi đưa ra yêu cầu bắt buộc trong việc bảo vệ môi trường, từng bước yêu cầu cấp dưới phải có kế hoạch bảo vệ môi trường, hơn nữa cũng sẽ công bố các công ty gây ô nhiễm lên các phương tiện truyền thông. Nếu nơi nào có ô nhiễm môi trường quá nặng có thể sẽ cách chức thủ trưởng hành chính nơi đó. Quy định cứng rắn này được khởi động đầu tiên ở mấy tỉnh thành là Thượng, Việt, Tô. Nó cũng khiến nhu cầu ngành thiết bị bảo vệ môi trường Trung Quốc ấm lên. Các đơn hàng của công ty NEO đã được đặt kín đến cuối năm 2006, công trình xây dựng nhà máy giai đoạn 2 cũng sẽ bắt đầu khởi công xây dựng vào tháng 7. Mà trụ sở của tập đoàn Quang Hoa cũng đang tiến hành lắp đặt thiết bị, chạy thử nghiệm để nhanh chóng đưa vào sản xuất. Ứng Đông Lưu sau khi hỏi qua về tình hình phát triển của ngành bảo vệ môi trường Ninh Lăng, cũng đưa ra yêu cầu đối với thị ủy Ninh Lăng. Ứng Đông Lưu yêu cầu Ninh Lăng phải nắm bắt cơ hội ngành bảo vệ môi trường trong nước đang ấm lên, toàn lực chế tạo ngành bảo vệ môi trường thành sản nghiệp trụ cột của Ninh Lăng, thậm chí toàn tỉnh. Hai cấp tỉnh, thị xã sẽ nghiên cứu và ban hành nhiều chính sách để xúc tiến ngành này tụ tập ở Ninh Lăng, cố gắng đảm bảo vị trí dẫn đầu trong ngành bảo vệ môi trường toàn quốc của Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống tự nhiên là vỗ ngực cam đoan tuyệt không phụ kỳ vọng của Ứng Đông Lưu, nhất định sẽ đứng trên độ cao chiến lược mà đối đãi với ngành bảo vệ môi trường này. Thị xã cũng sẽ dùng trong thời gian ngắn nhất để thành lập khu công nghiệp bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp Lâm Cảng, đưa ra các chính sách ưu đãi. Thời gian này tất cả lãnh đạo thị xã Ninh Lăng đều rất bận và mệt mỏi. Chẳng những có nhiều cuộc tiếp đón, hơn nữa các lễ khởi công khánh thành cũng nối liền không dứt. Vốn có mấy hạng mục công nghiệp, kinh doanh thì Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân cũng không muốn tham gia, hai người liền xác định lễ khởi công, khánh thành của các hạng mục không phải công nghiệp, buôn bán mới tham gia, các hạng mục xây dựng cơ sở vật chất thì căn cứ theo tình hình mà quyết định. Mấy hạng mục công nghiệp kinh doanh nếu lãnh đạo thị xã phải tham gia thì chủ yếu do lãnh đạo được phân công quản lý tham gia là chính. Nhưng mấy hạng mục liên tiếp có lãnh đạo thị xã tham gia khiến cho Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân không thể không tham gia. Vì thế hắn và Trung Dược Quân ít nhất phải có một người tới tham gia. Tháng 6 có thể nói là tháng rất bận của Dương. Từ các hạng mục công nghiệp tới hạng mục xây dựng cơ sở vật chất, từ hạng mục sinh thái, nông nghiệp hắn đều tham gia. Hắn cũng không biết văn phòng thị ủy và ủy ban bố trí như thế nào mà tập trung hết vào cuối tháng 6 này. Hàn Độ đã chuyên môn gọi điện tới nói cho hắn biết tổ khảo sát ban tổ chức cán bộ sắp tới, bắt đầu tiến hành khảo sát Triệu Quốc Đống. Hàn Độ muốn Triệu Quốc Đống cần chuẩn bị đầy đủ, tránh có bất ngờ xảy ra ảnh hưởng đến quá trình khảo sát. Mặc dù đây chỉ là vấn đề trình tự nhưng nếu như bố trí không chu đáo thì dù kết quả không bị ảnh hưởng nhưng thời gian sẽ bị trì hoãn. Triệu Quốc Đống cũng hiểu Hàn Độ có ý tốt nên nhắc mình như vậy. Hắn biết nguyên nhân mình có thể thắng trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy là do phái trung lập đột nhiên đứng về phía hắn. Ví dụ như Hắc Mộng Hiệp cùng Đinh Sâm, thực ra hai người này tuyệt đối không tính là người kiên quyết ủng hộ hắn, có thể bởi vì nhiều nguyên nhân mà bỏ phiếu cho hắn khiến cho việc bỏ phiếu sau đó không còn bao tác dụng nên cục diện mới nghiêng hẳn về một phía. Nếu như hắn đột nhiên có vấn đề gì thì chỉ sợ không chỉ có ban tổ chức cán bộ trung ương gây khó dễ, ngay cả trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy thì hắn cũng mất đi sự ủng hộ. Bí thư Triệu, có phải là nên cho mọi người nghỉ không nhỉ? Tôi thấy mọi người đều có vẻ đã mệt mỏi, ngài là lãnh đạo cũng nên suy nghĩ một chút. Lỗ Năng cầm chén trà cười hì hì đi vào văn phòng Triệu Quốc Đống. Sao, tôi sao không thấy ai kêu khổ mà chỉ có mình anh nhỉ? Triệu Quốc Đống đang xem mấy thiếp mời. Anh còn muốn nghỉ, nhìn xem đây là gì? Tuần sau có hội thảo diễn ra ở Hoa Lâm, một vị phó hội trưởng, Hiệp hội Giáo phái Toàn quốc sẽ tới. Phó Chủ tịch Lôi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tới tham gia. Giám đốc Mã, Sở Tông giáo tỉnh cùng Hội trưởng Hiệp hội Giáo phái tỉnh cũng đến. Minh Hư lão đạo nửa tháng trước đã gửi thư mời, anh chưa nhận được sao?
Ồ, tôi thiếu chút nữa quên mất, xem ra muốn nghĩ cũng không được rồi. Lỗ Năng có chút ảo não vỗ đầu mình. Hiện nay chủ tịch mặt trận Tổ quốc Ninh Lăng còn đang chống, Lỗ Năng tạm thời phụ trách công tác này. Quyển 15, chương 9-13. Hội thảo, đạo giáo, là một diễn đàn tôn vinh đạo giáo trong toàn quốc, tụ tập chuyên gia và học giả nghiên cứu đạo giáo. Lần này Kỳ Lân Quan có thể tổ chức hội thảo cũng là do ngành du lịch Hoa Lâm phát triển khiến du khách tới Kỳ Lân Quan tăng cao. Minh Hư lão đạo cũng có danh tiếng lớn trong đạo giáo toàn quốc nên mới có cơ hội này. Kỳ Lân Quan và núi Hốt Luân có phong cảnh như tranh, bây giờ trời đang nóng nực, anh có cơ hội nghỉ ngơi miễn phí hai hôm còn không thích sao? Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Lỗ Năng. Đừng có mà không biết đủ, người khác muốn đi còn không được. Ha ha, bí thư Triệu, Kỳ Lân Quan cũng bắt đầu nổi tiếng khi ngài đến Hoa Lâm. Chẳng lẽ ngài không có hứng thú quay lại xem một chút sao? Minh Hư đạo trưởng cứ gặp người là nói đến chỗ tốt của ngài, tôi thấy tình cảm của y đối với Thái Thượng Lão Quân cũng không bằng với ngài. Lỗ Năng cười ha hả nói. Tôi về đó nhiều rồi, Minh Hư lão đạo cũng chán thấy mặt tôi rồi. Chẳng qua Minh Hư lão đạo mấy năm qua trông càng lúc càng trẻ khỏe ra, có lẽ là do hương khói thinh vượng nên thân phận cũng khác, người cũng có vẻ tiên phong đạo cốt hơn xưa. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Anh đại biểu thị xã đến đó. Tuần sau tôi còn phải đi khảo sát tình hình phát triển sản nghiệp thứ ba nên không đi được. Triệu Quốc Đống lúc này khá vui vẻ. Sắp cuối tuần nhưng hắn không định về Ando, trong thời gian này hắn cần cẩn thận một chút mới được. Vị trí thường vụ tỉnh ủy trước khi có quyết định chính thức thì vẫn còn có ẩn số, không chừng có nhiều người hy vọng mình ngã ở ngay trước cửa thiên đường. Không về Ando nhưng hắn có thể tính tới việc đến công viên quốc gia Cô Lỗ Câu, Vân Lĩnh nghỉ 1-2 ngày. Triệu Quốc Đống cũng suy nghĩ nên đi một mình hay hẹn ai khác. Hẹn người khác thì bọn họ đều mang theo gia đình, mình đi một mình không quá tiện. Nếu gọi Tiểu Âu hoặc là La Băng thì còn nguy hiểm hơn là hắn về Ando. Triệu Quốc Đống không dám mạo hiểm như vậy nên chỉ có thể đi một mình. Công viên quốc gia Cô Lỗ Câu thực ra lấy Cô Lỗ Câu làm chủ. Cô Lỗ Câu có địa thế uốn lượn kéo dài trên 50 km, chia làm 3 đoạn, đoạn đầu dài khoảng 10 km. Đỉnh núi cao nhất là 1.822 m so với mặt nước biển, đoạn giữa dài 15 km có đỉnh Kỵ Long Bình cao trên mực nước biển 2.445 m, đoạn sau dài hơn 20 km có đỉnh cao nhất, Tiên Nhân đỉnh trên mực nước biển là 2.968 m. Do địa thế khá hiểm trở nên đoạn giữa bây giờ mới bắt đầu được làm được, có lẽ phải đến 3 năm sau mới kinh doanh. Về phần đoạn sau càng ít người tới, ngoài dân chúng địa phương ra thì gần như không ai vào đó. Hiện nay chỉ có đoạn đầu là mở ra kinh doanh, đây là thiên đường nghỉ hè với khí hậu mát mẻ. Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ thì điện thoại di động vang lên. Hắn nhìn hóa ra là XX gọi tới. San San, sao lúc này lại có thời gian rảnh gọi cho anh vậy? Em đang ở đâu? Triệu Quốc Đống do dự một chút nhưng vẫn nghe điện. Sau hôm đó quan hệ giữa hắn và XX trở nên vi diệu. Triệu Quốc Đống rất khó giải thích tại sao lúc ấy trong xe mình lại to gan như vậy. Hình như do hắn đoán XX sẽ không có phản ứng với hành vi đó của hắn. Ánh mắt hờn dỗi và đôi má ửng hồng của cô như cổ vũ hắn tiếp tục làm như vậy. Cũng may sau đợt Tết hai người còn không có cơ hội gặp mặt. Mặc dù lúc Triệu Quốc Đống lên Bắc Kinh, cô Tiểu Âu lên hai lần nhưng đều đi một mình vì muốn có không gian riêng cho cả hai. XX cũng đã gọi cho hắn vài lần như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ có hai người biết tâm linh tội ác ẩn sâu trong lòng chỉ chờ bùng cháy mà thôi. XX khi chuẩn bị gọi điện cũng có chút do dự. Cô vốn không tiện gọi, mấy người đồng nghiệp hẹn nhau tới Cô Lỗ Câu chơi nên kéo cô theo. Chẳng qua người khác nếu không mang theo bạn gái thì cũng có bạn trai đi cùng, chỉ có mình XX là lẻ loi. Nhưng trời xui đất khiến thế nào lại làm XX gọi cuộc điện này, bề ngoài như muốn nói cho hắn biết mình và bạn tới Cô Lỗ Câu nghỉ phép nhưng thật ra lại có ý ám chỉ mình đi một mình. Nghe XX nói, Triệu Quốc Đống không khỏi động tâm. Cổ Tiểu Âu đến Nga du lịch, nghe nói cùng mấy người bạn ở Hong Kong sang đó chơi một tuần. Trước khi đi cô cũng gọi cho hắn. Triệu Quốc Đống dặn cô sang đó phải cẩn thận vì tình hình an ninh trật tự của Nga không quá tốt. Cổ Tiểu Âu đi, Ando chỉ còn lại có Kiều San cùng Đồng Úc. Nhưng XX nói sẽ tới Cô Lỗ Câu nghỉ phép mà không nhắc đến Đồng Úc, ý là cô đi một mình. Được, bọn em muốn đi cắm trại ở Cô Lỗ Câu. Ừ, hiện nay bên đó đang thịnh hành việc này. Cuối tuần có nhiều đoàn du khách từ ngoài đến thưởng thức không khí miền quê. Chẳng qua em nên chuẩn bị đủ chăn màn, lều. Ở đó có nhiệt độ khá thấp,
đừng có mà bị cảm lạnh đó. Triệu Quốc Đống cẩn thận dặn dò. XX đầu bên kia có chút thất vọng, lời Triệu Quốc Đống không có gì khác lạ cả, hoàn toàn như không có việc hắn đã làm trên xe hôm nào. Nghĩ vậy người cô có chút nóng lên như bàn tay kia đang sờ sờ mông mình vậy. Được rồi, sáng sớm mai em xuất phát, chưa là tới được cô Lỗ Câu, chiều đi leo núi. Ừ, anh có rảnh không, hay là đến nghỉ ngơi một chút? Giọng XX xen lẫn một tia khẩn trương và run sợ, nghe qua như một lời ời bình thường nhưng trong lòng XX lại cảm thấy mình bảo hắn cùng mình hưởng thụ một ngày nghỉ ấm áp vậy. Trong đó sẽ xảy ra chuyện gì thì có lẽ không ai đoán được. Triệu Quốc Đống im lặng khá lâu, XX cảm thấy tay mình cầm máy đã chảy mồ hôi. Cô gần như muốn dập máy, yêu cầu như vậy cũng bị từ chối là sỉ nhục quá lớn. Triệu Quốc Đống đúng là có chút do dự. XX mặc dù đi cùng nhiều đồng nghiệp, bọn họ cũng chưa chắc nhận ra hắn nhưng hắn tham gia vào sẽ làm người ta bất ngờ. XX vẫn luôn từ chối các đồng nghiệp trong cơ quan theo đuổi, không ít lãnh đạo giới thiệu bạn trai cho cô nhưng cô cũng từ chối. Bây giờ hắn đột nhiên xuất hiện sẽ không thích hợp, nhưng hắn có thể nhận ra sự chờ mong và hy vọng của cô khi mời mình, Triệu Quốc Đống không tiện từ chối. Ừ, anh xem mai có lịch gì không, nếu không có thì tới lúc đó anh sẽ gọi cho em. Câu nói của hắn làm tim XX được thả xuống. Vâng, Quốc Đống ca, em nghe nói ở trên núi mọi người tự do hoạt động, chỉ hẹn lúc về mà tập trung mà thôi. XX nói rõ ràng là đánh động tâm tư của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống biết công viên cô Lỗ Câu xác định cho khách tự do leo núi, các hộ dân gần đó cũng cung cấp đủ các dụng cụ cho khách vào núi. Đến cô Lỗ Câu du lịch phần lớn là các đôi nam nữ, hoặc là các đoàn du lịch theo nhóm, cũng có một số gia đình, người trung tuổi muốn cảm nhận không khí thôn quê. Vì nhiều nhóm khách hàng nên ban quản lý công viên cô Lỗ Câu cũng đã đưa ra nhiều đoạn cho phép du khách tự do leo núi ở đây. Đoạn trước của cô Lỗ Câu kéo dài tầm 10 km là nơi dành cho khách leo núi. Chẳng qua khách chỉ được leo đến lưng chừng núi, còn trên đỉnh do nguy hiểm nên nghiêm cấm du khách. Chẳng qua mỗi tháng vẫn có không ít người tự xưng là người mạo hiểm muốn khiêu chiến cực hạn, đó là vấn đề đau đầu nhất của ban quản lý. Từ khi công viên cô Lỗ Câu bắt đầu kinh doanh với bên ngoài cũng đã có nhiều trường hợp trượt chân, lạc đường, bị dã thú tập kích. Cũng may ban quản lý cô Lỗ Câu trang bị một đội ngũ cứu hộ có năng lực và được chia làm mấy tổ luôn tuần tra tại các khu vực nguy hiểm của cô Lỗ Câu. Dù vậy hơn năm qua cũng có 2 trường hợp trượt chân mà tử vong khiến truyền thông đưa tin một thời gian. Nhưng 2 vụ việc này sau khi được công bố chẳng những không làm công viên cô Lỗ Câu giảm khách mà còn thu hút nhiều nhà mạo hiểm hơn nữa. Quyển 15, chương 9-14. Long Ứng Hoa cầm lấy tập tài liệu đối phương đưa rồi ra hiệu ngồi xuống còn mình cẩn thận đọc. Tài liệu viết rất chi tiết, trong đó có không ít bản copy. Long Ứng Hoa cầm một tờ cẩn thận lật xem, chăm chú kết hợp với chính sách đất đai và tiêu chuẩn hạng mục để xem vấn đề trong đó. Long Ứng Hoa xem rất chậm, người đàn ông ngồi đối diện cũng khá kiên nhẫn. Y biết lãnh đạo rất chú trọng việc này. Sau khi đọc cẩn thận hết tài liệu và văn bản liên quan, Long Ứng Hoa nhắm mắt lại như đang suy nghĩ hoặc tiêu hóa thứ trong tài liệu. Một lúc sau y mới nói. Rất tốt, cậu đã đến hiện trường xem chưa? Tôi đã tới không chỉ một lần, chẳng qua tường vây đã bị đập đi. Chắc là do nghe được lời đồn gì đó nên gác lại. Người đàn ông là người làm việc cẩn thận nên mới được Long Ứng Hoa dùng lâu như vậy. Thời gian trước tạm dừng một chút nhưng đó là chuyện một tháng trước. Bây giờ tường vây lại bắt đầu được xây dựng, xem ra là chuẩn bị động thổ. Việc giải phóng mặt bằng và bồi thường có dựa theo trình tự không? Tôi không phải nói là trên giấy tờ mà là tình hình thực tế. Mắt Long Ứng Hoa sáng lên giống như một kẻ mới hút được thuốc phiện. Theo tôi biết thì bây giờ còn có nhiều khu đất không làm đúng trình tự. Do trưng dụng đất đai với quy mô lớn nên huyện và thị xã căn bản không có quyền lực phê duyệt. Tôi đoán có lẽ một bộ phận dùng để chia nhỏ ra để che mắt người, nhưng số còn lại vẫn là rất lớn nên lấy lý do thuê. Nông dân bên đó dễ lừa, đầu tiên xây dựng tường vây sẽ thành chuyện như ván đã đóng thuyền đâu thể làm gì được nữa. Người đàn ông thấy tâm trạng Long Ứng Hoa khá tốt nên mới rút thuốc ra hút. Hừ, như vậy mà không ai quan tâm chuyện này sao? Bọn họ nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi. Long Ứng Hoa hừ một tiếng. Trên đời này không có gì đáng sợ, chỉ sợ 2 chữ, nghiêm túc, của Đảng Cộng sản. Chẳng qua bọn họ lần này đúng là giỏi nhịn. Đây chính là khu đất mấy ngàn mẫu mà vẫn chưa dám treo biển lên, có lẽ là do thị xã còn chưa đồng ý hoặc giả câm giả điếc. Ha ha, huyện đúng là làm đủ trò, hình như một vị phó giám đốc sở tài nguyên môi trường cũng được bọn họ đi thông.
Tôi đoán vị phó giám đốc Thương này ít nhiều cũng biết nhưng lại mắt nhắm mắt mở. Chỉ cần không có chuyện gì là không sao. Bí thư, tôi đã liên lạc với đám phóng viên, hôm nay bọn họ sẽ bay tới Ando, có nên đi tiếp không? Không cần nếu không lại lộ tôi. Bảo bọn họ đi taxi tới đó, cùng lắm là trả tiền taxi. Không, tiền taxi cũng không nên trả nếu không sẽ tạo nghi ngờ. Long Ứng Hoa lắc đầu nói. Chuyện này khá mạo hiểm, đám phóng viên này đều là kẻ lão luyện, đều là kẻ tài cao gan lớn, đừng để chúng ta bị mắc mưu bọn họ. Chúng ta chỉ có thể xuất hiện ở góc độ người thấy chuyện không đúng rồi phản ánh vấn đề mà thôi. Ha ha, bí thư, ngài yên tâm, chuyện này chúng ta chuẩn bị lâu như vậy thì nhất định là có chuyện, hơn nữa vấn đề không hề nhỏ. Chẳng qua tên kia có chỗ dựa khá cứng, có thể vì chuyện này vặn ngã hắn hay không cũng khó nói. Người đàn ông cười ha hả nói. Hừ, chuyện này không cần anh quan tâm, tôi chỉ cần điều tra rõ chuyện này, để đám phóng viên đưa tin là đủ. Long Ứng Hoa một lần nữa xem tài liệu. Anh nói nông dân còn chưa nhận đủ tiền bồi thường, nông dân có ý kiến gì không? Nhất định là chưa cầm đủ, đất còn chưa chính thức nhận thì huyện sao có nhiều tiền trả cho nông dân như vậy? Trên đời sợ không có ủy ban huyện nào thiện lương như vậy. Nông dân sao không có ý kiến? Thứ nhất tiền chưa nhận đủ, thứ hai đất để hoang thì sao bọn họ không đau lòng? Người đàn ông lắc đầu nói. Chẳng qua muốn kiện cũng khó khăn vì ủy ban huyện ngầm đồng ý việc này. Chuyện này phải chuẩn bị cho tốt nếu không đám phóng viên nhất định sẽ không dễ dàng viết bài, hơn nữa còn cần làm bí mật. Nếu như đám phóng viên lộ tin để chính quyền địa phương biết thì bọn họ nhất định có kế sách đối phó, hiệu quả sẽ không cao. Vì thế chúng ta phải tiến hành bí mật sau đó để đám phóng viên lặng lẽ rời đi. Long Ứng Hoa trầm ngâm một chút rồi rất kiên quyết nói. Cái này, người đàn ông có chút khó xử. Y nhờ người đi hỏi thăm tình hình không khó nhưng nếu muốn dẫn phóng viên đi đến thực địa tìm tin lại không để chính quyền địa phương biết thì có chút phiền phức. Tôi biết việc này nhất định có chút khó khăn nhưng không khó khăn thì tôi đã không tìm anh. Anh phải nghĩ làm tốt việc này bằng mọi giá. Long Ứng Hoa nói. Vâng, tôi sẽ cố hết sức. Người đàn ông gật đầu. Không phải cố hết sức mà là phải làm tốt, phải làm theo lời tôi, không thể có chút sai lầm nào. Các thứ khác không phải vấn đề. Anh hiểu ý tôi chứ? Long Ứng Hoa trầm giọng nói. Tôi hiểu. Người đàn ông hiểu ý trong câu nói cuối cùng của Long Ứng Hoa. Bí thư cứ yên tâm chờ tin tốt của chúng tôi. Tài liệu này sẽ đưa trước cho đám phóng viên hay là đưa sau? Có thể đưa một phần trước để bọn họ hiểu qua, phần còn lại thì đợi bọn họ rời đi mới đưa. Long Ứng Hoa chia tập tài liệu làm đôi. Phần này cho bọn họ, tôi thật ra muốn xem hắn có bản lĩnh lật trời hay không. Đúng rồi bí thư, ngài nói mấy phóng viên này có thể. Người đàn ông đứng lên chuẩn bị đi ra nhưng như đột nhiên nghĩ ra gì đó mà nói. Hừ, tôi biết chừng mực. Long Ứng Hoa cười lạnh nói. Bành Trường Quý đưa Triệu Quốc Đống đến thị trấn Cô Lỗ đã là 2 giờ chiều. Đường từ Ninh Lăng đến thị trấn Vân Lĩnh không xa, nhưng từ thị trấn Vân Lĩnh đến Cô Lỗ lại mất một đoạn. Đây là thị trấn ở tận cùng phía bắc huyện Vân Lĩnh. Vừa vặn đối lập với thị trấn Vân Lĩnh ở phía nam, khoảng cách hai bên cũng là hơn 50 km. Mặc dù đường là quốc lộ cấp 2 nhưng trong thời gian dài bị các xe tải hạng nặng chiếm dụng vận chuyển thiết bị đến trạm phát điện ưu nên có nhiều đoạn đường bị hư hại nghiêm trọng. Mặc dù đội cảnh sát giao thông Vân Lĩnh thường xuyên có người đứng ở các điểm đường xấu nhưng do chiều rộng đường có hạn, lưu lượng xe đông nên dễ kẹt xe. Triệu Quốc Đống đã tới thị trấn Cô Lỗ vài lần, có 2 lần đến xem việc xây dựng công viên quốc gia ưu. Còn đâu là đến kiểm tra tiến độ xây dựng trạm phát điện ưu. Đây là hạng mục quan trọng của tập đoàn Quốc Điện, thi thoảng Đồng Minh Đường cũng tới nên hắn đi tiếp. Tiến độ của trạm phát điện ưu rất thuận lợi, chủ yếu do lượng giải tỏa nhỏ, người ở khu đó ít nên tốc độ xây dựng rất nhanh. Huyện Vân Lĩnh cùng huyện Khuê Dương là 2 huyện có tài nguyên nước phong phú nhất Ninh Lăng. Hai bên đều có các trạm phát điện khổng lồ đang được xây dựng, đây cũng là điều kiện đảm bảo nguồn cung ứng điện cho Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống mặc bộ đồ leo núi khá đơn giản, đi giày thể thao, trên lưng khoác ba lô màu đen nên trông khá giống du khách từ ngoài tới. Quyển 15, chương 95. Lần này đi đến Cô Lỗ Câu, Triệu Quốc Đống cũng có chuẩn bị để tránh bị người chú ý. Chiếc kính râm lớn gần như che nửa mặt, bên trên là chiếc mũ lưỡi chai gần như phá vỡ hình tượng bí thư thị ủy của hắn. Hơn nữa hắn mặc bộ đồ gần như hiếm khi xuất hiện cùng hắn, thay đổi này làm hắn trông như một thanh niên ham vận động vậy. Hắn cũng đã cẩn thận đứng trước gương nhìn mình,
hắn đoán dù là người quen gặp mặt cũng không nhất định có thể nhận ra hắn. Hắn không biết đang có một mũi tên độc đang nhằm vào sau lưng hắn. Lúc này hắn vẫn còn say mê về việc mình gần như thay đổi hẳn. San San, em ở đâu, anh tới rồi. Triệu Quốc Đống vừa gọi điện vừa quan sát xung quanh để phòng giọng mình có ai đó nghe và nhận ra. Trên thực tế người địa phương ở đây không nhiều, hầu hết là du khách tới đây. Hơn nữa du khách đa số đến từ An Đô cùng Trường Sa. Từ biển số xe Triệu Quốc Đống cũng có thể thấy biển Anna chiếm hơn phân nửa, còn có biển xe của không ít tỉnh như Thiểm, Quế, Kiềm, xe bản địa Ninh Lăng chủ yếu là xe tải, người địa phương chạy xe tới đây nghỉ ngơi là không nhiều. Kiều San nhận được điện của Triệu Quốc Đống có thể nói là rất vui vẻ. Cô vẫn không chắc Triệu Quốc Đống có tới không, cô thậm chí nghĩ đến hắn sẽ dùng lý do gì để thoái thác mình. Cái gì mà lãnh đạo tỉnh đột nhiên tới, gì mà nơi nào đột nhiên xảy ra chuyện lớn hoặc là đột nhiên phải tổ chức hội nghị gì đó. Đồng nghiệp thấy cô chỉ có một mình, cô bạn gái đi như hình với bóng không thấy đâu nên có chút bất ngờ. Vì thế bọn họ cũng hẹn cô đi nhưng đều bị cô từ chối. Đồng nghiệp hoặc là đi theo gia đình hoặc là đi với người yêu, mời chỉ là mang tính lễ phép mà thôi. Một cô gái nếu đi một mình thì dù tình hình an ninh trật tự ở đây tốt thì cũng có chút lo lắng. Kiều San lấy lý do mình đã hẹn bạn học ở lối vào, đồng nghiệp nghe vậy liền cũng để cô lại mà tự đi chơi. Còn Kiều San một mình đợi ở lối vào cô lỗ câu. N. Cũng có không ít các đoàn lên núi thấy một cô gái xinh đẹp đứng đó liền chạy tới mời vào đội nhưng đều bị Kiều San từ chối. Cô không biết Triệu Quốc Đống nếu thật sự không đến thì mình sẽ tiếp tục đợi hay là đi về nữa. Triệu Quốc Đống từ xa thấy Kiều San đứng một mình ở đó như đóa hoa hải đường tràn đầy sức sống làm cho cả khung cảnh trở nên sinh động. Giống như có thần giao cách cảm, Kiều San cũng đội mũ lưỡi chai màu đỏ, tóc buộc đuôi ngựa, một chiếc áo tê, sất màu vàng, chiếc quần ngố màu trắng sữa khoe đôi chân đẹp trắng. Kiều San không nhận ra người đang đi về phía mình là Triệu Quốc Đống, mãi tới khi hắn đến gần. Tháo kính ra vẫy tay với cô mới giật mình nhận ra và vui mừng lao tới. Triệu Quốc Đống chỉ do dự trong giây lát rồi giang tay ra. Trong nháy mắt đó hắn cảm thấy mình rất xấu hổ, Kiều San vui sướng thật lòng như vậy mà mình còn suy tính thiệt hơn, là do ở trong chốn quan trường quá lâu khiến hắn hết can đảm hay là hắn không phá vỡ được phòng tuyến tâm lý của mình. Kiều San chỉ thấy mình như hạnh phúc đến độ muốn bay lên, hai cơ thể ôm sát vào nhau khiến cô quên mình đang ở đâu. Đến khi niềm vui trôi qua cô mới giật mình vội vàng nhìn xung quanh. Cũng may vị trí của bọn họ không quá bắt mắt, hơn nữa hiện tượng nam nữ ôm nhau ở đây cũng là bình thường. Các đoàn tới đây ngoài các đội mạo hiểm ra thì đều là vợ chồng hoặc đôi yêu nhau. Nhìn vẻ hạnh phúc hiện rõ trên mặt và trong mắt Kiều San, Triệu Quốc Đống không khỏi thấy ấm áp trong lòng. Hắn hình như thoáng cái về thời gian 10 năm trước lúc ở bên đường Cần, cảm giác e dè, vui mừng đan xen lẫn nhau. Nhưng từ sau khi hắn và Đường Cẩn chia tay thì hình như chưa bao giờ được chính thức nhấm nháp cảm giác này. Khổng Nguyệt như một đám mây đi ngang qua cuộc đời hắn, sau đó các người phụ nữ hắn gặp về cơ bản đều trưởng thành hơn hắn, xinh đẹp, gợi cảm hoặc là đầy quyến rũ nhưng lại thiếu cảm giác ngây ngô, chua xót ngọt ngào. Nhìn Kiều San đôi môi anh đào và gò má đỏ ửng của Kiều San, Triệu Quốc Đống không khỏi thấy xúc động nâng mặt cô lên tận tình hưởng thụ. Chẳng qua điểm hai người đang đứng không quá thích hợp. Người qua lại nhiều. Hắn và Kiều San ôm nhau có lẽ không ai chú ý chứ hôn nhau lại khác. Có lẽ cảm nhận được dục vọng của Triệu Quốc Đống, Kiều San có chút kiêu kỳ trừng mắt nhìn hắn. Đi thôi, chúng ta không thể đứng đây mãi, sắp thành người mẫu rồi. Triệu Quốc Đống mới giật mình gật đầu cầm túi cho Kiều San, sau đó một lần nữa đeo kính lại. Ừ, đi thôi, định leo từ đâu lên núi à em? Kiều San cũng lấy một chiếc kính Pura trong túi ra đeo lên. Vâng, thế nào cũng được, em nghĩ chúng ta không nên đi quá xa, em cũng hỏi rồi ở đây cũng có tuyến đường mà mọi người ưa thích, ngoài ra cũng có mấy nơi nguy hiểm. Như phái Tây Bắc có 5 tuyến đường hiểm trở, phía Đông Nam có 4, có lẽ đều dài 3, 4 km, sau đó có các khu vực cắm trại, từng nơi cũng có trạm phục vụ cung cấp lều bạt hoặc là có thể vào nhà gỗ ở. Để anh xem qua bản đồ cái. Triệu Quốc Đống cầm bản đồ từ tay Kiều San rồi cẩn thận xem. Hay là chúng ta đi tuyến này đến Thúy Vân Lang đi, khu vực ở đây lớn cũng bằng phẳng, dù là cắm trại hay ở nhà gỗ cũng thích hợp, đi cũng không quá xa. Vâng, Kiều San vui vẻ nói, cô đang hoàn toàn chìm trong bể tình yêu, dù là đi đâu chỉ cần có thể ở bên Triệu Quốc Đống, không có ai quấy rầy là đủ rồi. Triệu Quốc Đống và Kiều San bước tay đi chậm vào trong cốc,
tâm trạng thả lỏng làm cả hai như có men say, mỗi một ánh mắt, mỗi cái nhìn u oán của Kiều San đều có thể làm Triệu Quốc Đống cảm nhận được tình cảm của cô. Em nhìn xem, đó mới thật sự là đội ngũ thám hiểm chính thức, giống như là đoàn cấp bậc quốc tế đó. Triệu Quốc Đống thấy mấy người trẻ tuổi như sinh viên đại học cười nói vui vẻ đi nhanh qua mình, nhóm này có hơn 10 người, có cả người da trắng, người lai, trang bị trên người rất hoàn mỹ. Kiều San cũng cười nói. Em không ngờ đám sinh viên người nước ngoài này lại còn biết đến cô Lỗ Câu nữa đó. Giờ phút này Triệu Quốc Đống đột nhiên nhớ đến hơn 10 năm trước mình cùng Phòng Tử Toàn, Ngô Trường Khánh, Uông Phi cùng với Khổng Nguyệt, Hàn Đông lên Vân Bản Sơn chơi. Lúc ấy Khổng Nguyệt và Hàn Đông leo trên đầu hắn làm hắn thấy cảnh tượng rất đẹp đến giờ vẫn là điều hắn ghi nhớ. Đi, chúng ta đi khách bọn họ nhưng chúng ta cũng theo đuổi một cảnh tượng vô hạn khác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 15, chương 96. Trên loa thông báo chuyến bay từ Quảng Châu chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Thái Bình. Người đàn ông nhìn đồng hồ gật đầu, chuyến bay đúng giờ, mình cũng nên chuẩn bị một chút. Y gọi điện ra ngoài hỏi. Xong rồi chứ? Giọng bên kia khá ồn ào. Không vấn đề gì, chúng tôi đã tìm vài hộ nhưng bọn họ yêu cầu giữ bí mật không được tiết lộ tên của họ. Đương nhiên phí phỏng vấn không thấp, chỉ chờ các phóng viên đến mà thôi. Rất tốt, hôm nay sợ không được, tôi đang ở sân bay, bọn họ đã đến có lẽ sẽ liên lạc với bên anh. Anh bố trí cho bọn họ, chọn thời gian là được. Anh không nên can dự quá nhiều. Người đàn ông nói. Đến lúc đó tôi sẽ liên lạc lại với anh. Ừ, yên tâm, bên này đã bố trí xong. Nghe bên kia nói như vậy, người đàn ông mới hài lòng gật đầu. Y không nhận ra đám phóng viên mà là thông qua vài tuyến mới liên lạc được. Sếp cũng lạ sao phải cứ phải tìm tờ Southern Weekend chứ. Nghe nói tờ báo này dám nói thật, hơn nữa cũng không phải báo trong tỉnh nên dễ đăng bài hơn. Ngoài ra cũng tìm một tờ truyền thông mạng khác. Y nhìn quanh thì nhận ra một người đó là phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Vi Sùng Thái, tên này đến đây làm gì? Người đàn ông có chút kinh ngạc, thứ bảy mà, Vi Sùng Thái không có công việc gì mới đúng. Mà Vi Sùng Thái cũng có quan hệ tốt với sếp Long thì không có lý gì sếp không biết tình hình trên tỉnh. Mà Vi Sùng Thái tới đây đón thì nhất định là đón nhân vật quan trọng nào đó. Có mấy người từ phía trong đi ra, Vi Sùng Thái tươi cười chào đón. Chào mừng Cục trưởng Kim, trưởng phòng Hạ đến tỉnh An Nguyên. Trưởng Ban Hà và chủ nhiệm Liêu ủy thác tôi tới đón hai vị. Sau vài câu nói chuyện, mấy nhân viên công tác của ban tổ chức cán bộ và ủy ban kỷ luật tỉnh ủy phía sau đi lên cầm hành lý cho mấy vị khách. Bọn họ đến đây là đón tổ khảo sát của ban tổ chức cán bộ và ủy ban kỷ luật trung ương đến tiến hành khảo sát việc vào thường vụ tỉnh ủy của Triệu Quốc Đống. Bí thư tỉnh ủy Ứng Đông Lưu cùng trưởng ban Hàn Độ đều rất chú trọng việc này, yêu cầu cần phải đảm bảo đợt khảo sát hoàn thành tốt đẹp. Vì thế Vi Sùng Thái mới tự mình đến sân bay đón tổ khảo sát. Người đàn ông thấy Vi Sùng Thái nói cười vui vẻ với khách, có thể làm Vi Sùng Thái có biểu hiện đó thì nhất định là khách từ Trung ương tới. Chẳng qua y không biết nhóm người kia là gì, nhưng việc này không liên quan đến mình, nhiệm vụ quan trọng của mình bây giờ là đón đám phóng viên. Khi đoàn người Vi Sùng Thái rời khỏi sân bay, máy bay từ Quảng Châu mới hạ cánh, hơn 10 phút sau khách lục tục ra ngoài. Người đàn ông đứng bên cẩn thận quan sát nhưng làm y có chút thất vọng là không nhận ra ai cả. Mãi đến khi điện thoại di động vang lên. Đại ca, bọn họ đã tới và gọi điện cho tôi. Bọn họ muốn tới Ninh Lăng ngay hôm nay. Bên kia có chút dồn dập nói. Không được, như vậy quá nguy hiểm, dễ bị lộ. Người đàn ông có chút giật mình và vội vàng từ chối. Nhưng bọn họ cứ đòi đi, tôi không ngăn được nếu không sẽ khiến bọn họ nghi ngờ. Bên kia có chút lo lắng nói. Nghi ngờ cũng không sao cả, chúng ta giao cho bọn họ là chuyện thật. Sợ gì chứ? Nhưng bọn họ mà lộ để chính quyền địa phương biết thì quá phiền phức. Người đàn ông trầm giọng nói. Anh tìm một lý do để chặn bọn họ. Bọn họ nhất định muốn xuống phỏng vấn nông dân. Anh dọa bọn họ nói là chính quyền địa phương phong tỏa rất chặt. Có không ít đám côn đồ chặn phóng viên đến phỏng vấn, gặp là bị đánh. Nhớ, phải để bọn họ ở lại Ando. Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì cả. Sáng mai để bọn họ đi phỏng vấn là được nhưng tuyệt đối không được để lộ. Tôi không tin vào đạo đức nghề nghiệp gì gì đó của bọn họ. Cứ như vậy đi, mai rồi làm, sau đó nghĩ biện pháp để bọn họ phỏng vấn xong rồi đi ngay. Anh có thể bố trí vài tên côn đồ như là chính quyền bố trí đánh bọn họ, để bọn họ sợ chạy. Mấy thứ này không cần tôi dạy anh chứ.
Đại ca, tôi biết, chỉ là vấn đề kinh phí. Hừ, tiền anh tự quyết định, tôi chỉ cần kết quả biết không? Người đàn ông hung dữ nói. Nếu có chuyện thì tôi nói với anh là cứ chịu trận đi. Xong cuộc điện thoại, người đàn ông mới thở dài một tiếng. Đám phóng viên này đúng là khó chiều. Sếp giao nhiệm vụ cũng quá chi tiết, yêu cầu không được xuất hiện chút vấn đề gì là nhỏ nhất. Vừa phải để đám phóng viên phỏng vấn được thứ mình muốn, lại không được phỏng vấn công khai, phải làm đối phương không cảm nhận được gì, còn phải để bọn họ cảm thấy chính quyền địa phương bên đó tăm tối, kích thích tinh thần trọng nghĩa của bọn họ, viết càng sắc sảo càng tốt. Người đàn ông suy nghĩ một chút rồi gọi điện. Sếp, phóng viên đã tới, vâng, đã bố trí xong. Sếp yên tâm, tất cả theo ý ngài, tuyệt đối không xuất hiện vấn đề gì. Tôi đã cho người theo sát bọn họ, mai bọn họ sẽ xuống phỏng vấn xong tôi cũng bố trí người, xin mời, bọn họ đi, để bọn họ ngoan ngoãn đi theo tuyến đường chúng ta đặt ra. Cả chiều Kiều San chìm đắm trong hạnh phúc vô tận, có đôi khi cô cảm thấy mình có phải đang nằm mơ hay không. Nhưng đây lại là sự thật, dựa vào bờ vai đó là cảm giác cô luôn mong muốn. Tay hắn chạm vào bất cứ đâu trên cơ thể cô đều làm cô như bị điện giật, thậm chí còn làm cô rung động hơn hôm đó. Triệu Quốc Đống cũng đang hưởng thụ ngọt ngào của tình yêu. Đây có phải tình yêu hay không thì hắn không biết, tóm lại hắn thích cảm giác đi bên cạnh Kiều San như thế này. Thúy Vân Lang là nơi có địa hình khá bằng phẳng, cao hơn mực nước biển tầm 1.000 mét, mặc dù bây giờ đang là mùa hè nhưng thời tiết vẫn mát mẻ, dễ chịu. Các du khách tới đây trong mùa hè thường chọn cắm trại bên ngoài, như vậy có thể trực tiếp ở gần với thiên nhiên, đương nhiên cũng có nhiều vị khách chọn ở trong các căn nhà gỗ. Ở mỗi điểm như thế này có hơn 10 căn nhà gỗ chẳng qua giá thuê khá đắt, cứ một ngày là có giá từ 800 đến 1.500 tệ, đúng là ngang với giá của khách sạn 5 sao bên ngoài. Triệu Quốc Đống và Kiều San cuối cùng chọn vào ở trong một căn nhà gỗ. Thứ nhất, vị trí căn nhà này khá yên tĩnh, mỗi căn nhà gỗ cách nhau khoảng 20-30 mét, đảm bảo được tính độc lập và riêng tư. Mặc dù giá hơi đắt nhưng Triệu Quốc Đống và Kiều San đã vào xem qua thì thấy diện tích chỉ tầm 40 mét vuông. Thiết bị khá đơn giản, chỉ có hai căn phòng ngủ, một phòng khách, phòng tắm rửa riêng, không giống bên ngoài là có nhà vệ sinh công cộng. Triệu Quốc Đống đến đây mới phát hiện căn nhà gỗ này được xây dựng từ tre do công ty Phong Hoa sản xuất. Từ tường, sàn nhà đều dùng các sản phẩm từ tre mà xây dựng nên khá bắt mắt, giá một căn chỉ hơn vài chục ngàn. Chẳng qua muốn vận chuyển vật liệu xây dựng đến đây đúng là tốn khá nhiều công phu. Kiều San lấy chứng minh của mình để đăng ký về phòng thì thấy Triệu Quốc Đống đang đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Quyển 15, chương 97. Kiều San lén lút đi tới gần rồi ôm lấy eo hắn. Cơ thể mềm mại ấm áp đó dựa vào lưng không khỏi làm Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ. Hắn và Kiều San quen đã được 10 năm, từ một cô bé 17, 18 tuổi đã thành cô gái trưởng thành. Anh đang nhìn gì thế? Không ngờ chưa đầy một năm mà nơi này thay đổi nhiều như vậy. Tập đoàn Tinh Lãng đúng là giỏi kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Bọn họ đầu tư không ít nhưng hiệu quả càng lúc càng rõ ràng, chỉ cần sự sáng tạo và bố trí như thế này đã không đơn giản. Ví dụ như mấy căn nhà gỗ này trong cả cô Lỗ Câu có khoảng 300, 400 căn, đầu tư chỉ tầm 20, 30 triệu. Em tính xem cứ chia đều tiền thuê một ngày là 1.000 tệ, đến cuối tuần là cung không đủ cầu, vậy một tuần có thể kiếm được 6, 700 ngàn. Vậy một năm là thu được vốn đầu tư. Về sau chỉ còn thu lãi ròng. Triệu Quốc Đống cố ý chuyển đề tài. Bây giờ khu du lịch cô Lỗ Câu đang được mạng đưa tin rất nhiều, đây đều là do lễ hội văn hóa dân tộc và chương trình ấn tượng Ninh Lăng đợt vừa rồi ảnh hưởng. Rất nhiều khách vốn đến khu dân cư Tây Giang cùng thành cổ Thổ Thành sau đó mới biết tới cô Lỗ Câu, vì thế lên mạng thảo luận, càng thảo luận càng nhiều người chú ý. Trang Thiên Hạ còn chuyên môn mở một chuyên môn thảo luận về ngành du lịch Ninh Lăng, so sánh Ninh Lăng như cửu trại câu, Trương Gia Giới, Quế Lâm và Tam Á. Kiều San khẽ cười nói. Ừ, đây cũng là do Ninh Lăng có thực lực đó. Các điểm như khu dân cư Tây Giang, thành cổ Thổ Thành, khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân, công viên quốc gia Cô Lỗ Câu, công viên rừng ẩm Phong Đình đều là các điểm đến hấp dẫn du khách. Triệu Quốc Đống có chút tự hào nói. Kiều San yêu kiều trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Khen cái là anh được thể lên mặt ngay. Chẳng qua Ninh Lăng bây giờ đúng là thị trường du lịch hấp dẫn, hệ thống phục vụ cũng càng lúc càng hoàn thiện hơn xa nhiều nơi, tuy có danh tiếng tốt mà khi người ta tới lại đầy khó chịu trở về. Đây là hiện tượng bình thường. Mỗi khu du lịch nếu như thu hút được đông du khách mà chính quyền địa phương có cái nhìn thiển cận, chỉ lo tìm mọi cách lấy tiền từ ví du khách,
không tập trung mấy vào việc cải thiện hoàn cảnh du lịch cùng chất lượng phục vụ thì sẽ không có mấy người muốn tới lần thứ hai, kết quả cuối cùng sẽ làm thị trường du lịch hỗn loạn, thương hiệu bị phá vỡ. Khi đó bọn họ mới chỉnh đốn lại trật tự, nghĩ biện pháp thay đổi cục diện thì lúc ấy ảnh hưởng đã có, em muốn cứu vãn cũng không phải lập tức được ngay. Triệu Quốc Đống có chút tự hào về ngành du lịch của Ninh Lăng. Có thể nói quy hoạch ngành du lịch cùng với việc đẩy mạnh lĩnh vực này, mỗi một chi tiết hắn đều tham dự trong đó. Cho nên Ninh Lăng ngay từ đầu đã chú ý đến phương diện này. Kiều San rúc đầu vào vai Triệu Quốc Đống. Kiều San cao 1m75, cô đi giày thể thao cũng không thấp hơn Triệu Quốc Đống là bao. Coi như vậy đi, con người của anh khi làm việc đều chủ trương vì lợi ích lâu dài, đã làm sẽ làm tốt nếu không thà không làm còn hơn. Ninh Lăng có tài nguyên du lịch phong phú, ngành du lịch nhất định sẽ thành sản nghiệp trụ cột của Ninh Lăng. Vì thế anh hạ quyết tâm ngay từ đầu phải có một quy hoạch cụ thể. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Sự thật chứng minh anh đưa ra quy hoạch lớn ngay từ đầu đã có tác dụng. Ai không muốn bị đá ra khỏi ngành sản xuất này thì phải dựa theo quy củ, phải giữ gìn hình tượng ngành du lịch Ninh Lăng. Kiều San rất thích nghe Triệu Quốc Đống nói với giọng quyết đoán như thế này. Vẻ nam tính của hắn thường thể hiện qua từng chi tiết nhỏ. Mặc dù cô cũng không rõ biểu hiện của Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng là như thế này nhưng cô có thể tưởng tượng hắn có quyền uy tuyệt đối ở Ninh Lăng. Trạm phục vụ ở đây có khá đầy đủ các thiết bị, vật tư cũng phong phú, bảo sao các nhóm du khách đều thích tới cô lỗ câu. Điều kiện ở đây hoàn thiện khiến cho các đoàn mạo hiểm người nước ngoài muốn tới, có thể bổ sung mọi thứ. Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ vẫn chưa tắt hẳn, trời lại đột nhiên tối đi. Thời tiết miền núi thường hay thay đổi, ban ngày trời trong xanh nhưng đến tối đêm trời có khi lại mưa rào, nhất là bây giờ đang ở mùa hè thì hiện tượng đó càng hay xuất hiện. Triệu Quốc Đống và Kiều San cứ như vậy dựa sát vào nhau không nói gì mà nhìn ra bên ngoài. Mãi cho đến khi trời tối đen, hai người mới vào trong bật đèn. Nhiệt độ ở vùng núi giảm rất nhanh, người hay đi leo núi sẽ biết mà chuẩn bị quần áo. Đương nhiên không đủ có thể thuê ở trạm phục vụ. Ở các trạm có lều bạt chống thấm nước nên mưa có to cũng không bị ảnh hưởng. Đương nhiên nếu gặp phải cơn mưa rào đương nhiên cũng không phải điều du khách muốn thấy, không ai muốn đi ra ngoài vào buổi tối. Vì thế các du khách đều chui vào lều, bật đèn chơi bài hoặc là làm gì đó. Rèm cửa giày được kéo xuống, Kiều San đi tới cửa phòng mà có chút xấu hổ. Đêm như thế này luôn là đêm khó quên với một cô gái. Triệu Quốc Đống cũng có chút bất an. Không thể nghi ngờ hắn đến đây với Kiều San là có nghĩa gì không ai nói cũng hiểu. Nhưng hắn vẫn có chút khẩn trương. Kiều San tắm xong thay một chiếc váy ngủ có viền hoa, cô từ từ đi tới bên giường để cho Triệu Quốc Đống ngồi đó ngắm mình. Kiều San cảm thấy hơi thở mình trở nên dồn dập, hai tay càng khẩn trương túm chặt vào nhau. Chỉ có ánh đèn vẫn sáng. Trong phòng ngủ ngoài phòng khách có một cửa sổ ra thì mấy chỗ khác đều bịt kín, có lẽ là do ngăn ngừa các nhân tố nguy hiểm tiến vào. Triệu Quốc Đống dịu dàng cầm tay Kiều San, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói. Em suy nghĩ kỹ chưa? Một câu không đầu không đuôi nhưng Kiều San lại hiểu. Cô khẽ gật đầu không nói. Triệu Quốc Đống cũng không nói mà đứng lên nhẹ nhàng nâng cằm cô, hôn sâu xuống. Tay cô ôm lấy eo hắn, cô nhiệt tình đáp lại nụ hôn. Tiếng thở nặng nề cùng tiếng rên rỉ nhẹ nhàng quanh quẩn trong phòng. Một lúc lâu sau Kiều San mới nhẹ nhàng đẩy Triệu Quốc Đống ra hiệu hắn ngồi xuống giường. Cô đứng trước mặt hắn, cởi váy ngủ lộ ra bộ chiếc quần lót màu đen bên dưới, bên trên là cặp vú cao vút, hai điểm phấn hồng run rẩy. Kiều San không hề do dự nhấc chân cởi quần lót rồi nhào vào lòng hắn. Tối nay em là của anh. Triệu Quốc Đống mở mắt ra vì ánh mặt trời ngoài cửa sổ tản vào. Hắn vuốt mắt và cảm thấy tay hơi tê tê, đây là hậu quả sau một đêm Kiều San gối đầu vào đó. Hắn hơi nghiêng người nhìn Kiều San đang ngủ rất ngoan, chăn chỉ che ngực và bụng của cô, lộ cả vùng lưng và mông. Từ sau nhìn lại cơ thể của Kiều San đúng là làm mọi người đàn ông phải nóng lên. Triệu Quốc Đống cố gắng khống chế cơn xúc động trong lòng. Có lẽ do lâu rồi hắn không điên cuồng như vậy nên vẫn còn sức. Đáp chăn lại cho Kiều San, Triệu Quốc Đống ra ngoài phòng uống nước. Nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ sáng. Đêm qua hai người quấn nhau khá lâu đến rạng sáng mới ngủ. Triệu Quốc Đống sang trạm phục vụ mua đồ ăn sáng. Đến trước trạm thì có nhiều khách đã thu dọn đồ đạc rời đi, nếu không cũng lại đi quanh các nơi khác. Đại nhân hắn nghe được nhân viên công tác đang lớn tiếng nói với bộ đàm. Bên phía chúng tôi không có nhóm du khách đó, bên khác cũng không có ư. Vậy bọn họ đi đâu? Mất tích một đêm rồi. Mưa lớn như vậy sao còn có thể ở ngoài?
anh xác định các nơi khác không có. Quyển 15, chương 98. Triệu Quốc Đống thấy mấy nhân viên công tác khác đang gọi điện ra ngoài. Thấy một người nghe điện xong, hắn liền hỏi. Có chuyện gì vậy cô? Ồ, ban quản lý thống kê số du khách vào núi tối qua thì hình như có một đoàn không có ở đâu cả, đây đã là lần xác minh thứ hai. Bên chỗ này không có nhóm khách đó. Một nhân viên công tác thuận miệng nói. Ban quản lý cô Lỗ Câu có thể nói làm việc rất chăm chú. Bởi vì phạm vi phục vụ khá lớn nên yêu cầu các trạm phải tiến hành khách đăng ký để đề phòng khách đi vượt quá khu vực cho phép, vào khu vực cấm dễ xảy ra nguy hiểm. Cô Lỗ Câu thuộc dãy núi Tần Ba chạy dài từ Nam tới Bắc, chạy tới tận địa phận tỉnh Thiểm Tây, nhưng địa thế không quá cao. Đỉnh cao nhất của cả dãy núi chẳng qua chỉ là 3.300 mét. Chẳng qua địa hình của dãy núi lại gập ghềnh hiểm trở, nhiều chỗ dựng đứng. Hơn nữa rừng nguyên thủy ở đây được bảo vệ khá tốt nên là kỳ quan thiên nhiên. Công viên quốc gia Cô Lỗ Câu được đưa vào khai thác chưa lâu, chỉ khi tập đoàn Tinh Lãng góp cổ phần với ban quản lý công viên thì ở đây mới chính thức kinh doanh. Chỉ riêng vốn đầu tư vào Cô Lỗ Câu đã là 200 triệu vì thế tập đoàn Tinh Lãng còn lấy phương thức vay vốn để tụ tập được 450 triệu để cung cấp cho Cô Lỗ Câu và Cốc Thương Lãng bên Tân Châu. Chẳng qua hai nơi này lại thành hai điểm sáng tăng doanh thu cho tập đoàn. Do kinh doanh tốt nên giá cổ phiếu của tập đoàn vững vàng tăng lên, chỉ riêng 4 tháng đầu năm nay đã tăng 35%. Hơn nữa sau kỳ nghỉ 1/5 khiến cho giá cổ phiếu Tinh Lãng tăng lên 56%. Việc khai thác Cô Lỗ Câu cũng bị hạn chế lớn do địa hình và việc bảo vệ sinh thái. Vì dù sao tập đoàn Tinh Lãng cũng chỉ có thể khai thác ở đoạn ngoài, còn từ đoạn giữa trở đi thì đúng là còn nhiều nhân tố nguy hiểm không xác định. Bởi vì đi vào trong sẽ có thể xuất hiện nhiều động vật hoang dã như báo, gấu. Hơn nữa ngay ở đoạn ngoài này thì du khách cũng có thể thấy được khỉ, gấu xuất hiện nên ban quản lý rất chú trọng vấn đề an toàn của du khách. Có thể bọn họ không ở tại các trạm mà cắm trại ở dã ngoại không? Triệu Quốc Đống hỏi. Không thể, bảo vệ khu tuyệt đối không cho phép chuyện này, sẽ xử phạt nặng nếu xuất hiện tình huống đó. Hơn nữa trên các tuyến đường chúng tôi đều có đội tuần tra nhằm tránh tình huống này xuất hiện. Qua đó tránh dẫn tới hỏa hoạn. Tất cả các trạm đều có biện pháp xử lý tốt để đảm bảo không dẫn tới cháy rừng. Nhân viên nói. Vậy cô nói những người đó có thể đi đâu? Triệu Quốc Đống có chút vui vẻ. Đối phương là hai cô gái người Vân Lĩnh, có lẽ là do tập đoàn Tinh Lãng thuê người địa phương. Ừ, trừ khi bọn họ cố ý tránh đội tuần tra rồi vào khu vực cấm, như vậy cũng khó nói. Đội tuần tra bình thường cũng không vào khu vực cấm, ở đó có gấu dễ dẫn đến nguy hiểm. Một cô bé lắc đầu nói. Mà bọn họ cũng to gan, ở đó căn bản không có đường, nhiều lắm là mấy con đường mòn do người dân địa phương đi săn mà thôi, rất dễ bị lạc. Đâu nghiêm trọng như vậy chứ? Người ta có khi chỉ đi tiếp 200, 300 mét, tìm một chỗ cảm nhận không khí bên trong mà thôi, có lẽ chiều là đi ra. Một nữ nhân viên tuổi lớn hơn một chút không cho là đúng nói. Trước đây chưa từng xuất hiện việc này. Một đôi yêu nhau chạy vào núi cảm nhận không khí thôn quê ở trong đó cả đêm. Kết quả tối nghe tiếng gấu kêu làm bọn họ sợ đến độ hồn vía lên mây, bỏ chạy thẳng. Người đàn ông mặc quần đùi, người phụ nữ còn chỉ mặc váy ngủ. Về tới trạm phục vụ còn ôm nhau run nửa tiếng. Cô gái này miêu tả rất sinh động làm Triệu Quốc Đống cùng hai cô bé khác đều nở nụ cười. Triệu Quốc Đống không quá để ý đến việc này, hắn mua đồ ăn rồi về nhà gỗ. Đến 3 giờ chiều là phải trả phòng. Nó khác ở ngoài đô thị đến tầm 12 giờ là phải trả. Như thế này ít nhất cũng có thể để du khách được hưởng thụ thời gian nghỉ trưa. Đương nhiên nguyên nhân chính cũng là do du khách về cơ bản chỉ tới thuê nhà sau 4 giờ. Về phòng, Triệu Quốc Đống nghe thấy tiếng nước ở nhà vệ sinh, Kiều San đã dậy. Ở bên ngoài là chiếc áo lót màu đen và quần lót màu hồng tím chữ T đủ làm bất cứ người đàn ông nào bị mê hoặc. Ai thế? Kiều San ở trong nói vọng ra. Ngoài anh thì còn có thể là ai? Triệu Quốc Đống cười nói. Hắn đi tới bên cạnh phòng tắm lay lay chiếc áo lót và quần lót rồi lắc đầu. Phụ nữ luôn không tiếc rẻ dùng cách này thể hiện sự hấp dẫn của các cô. Em xong ngay. Kiều San vội vàng nói. Kiều San dùng khăn lau tóc mình thì thấy Triệu Quốc Đống đang nhìn vào bộ đồ lót. Kiều San thậm chí còn cố ý đi vòng tròn trước mặt hắn để thể hiện vẻ đẹp của mình. Cặp mông no đủ cùng bộ ngực vỉnh cao và vòng eo nhỏ tạo thành đường cong hoàn hảo. Rất đẹp. Đây là đánh giá của Triệu Quốc Đống với cơ thể Kiều San. Kiều San cao 1m75 đủ để làm người mẫu,
thêm vào đó là Đường Cong hoàn mỹ lại trở thành người phụ nữ của hắn, điều đó làm Triệu Quốc Đống có chút tự hào. Kiều San đương nhiên có thể cảm nhận được vẻ vui sướng của Triệu Quốc Đống. Cô thướt tha yêu kiều đi trước mặt hắn, cầm tay hắn đặt lên mông minh, ngẩng đầu lên để hắn có thể tận tình hưởng thụ cơ thể hoàn mỹ của cô. Hấp dẫn như vậy Triệu Quốc Đống còn có thể nói gì, có thể làm gì? Khi Triệu Quốc Đống và Kiều San đi ra khỏi nhà gỗ đã là 2 giờ chiều. Kiều San đi hơi tập tễnh làm Triệu Quốc Đống vừa thương vừa kiêu ngạo. Buổi sáng trời còn nắng to nhưng đến bây giờ trời đã âm u, một cơn mưa to chuẩn bị kéo tới. Có chuyện gì mà nhiều người tụ tập ở đây vậy anh? Mắt Kiều San rất tinh, liếc mắt một cái là thấy có không ít người tụ tập ở trạm y tế. Ai biết được? Triệu Quốc Đống cũng có chút bất ngờ. Có phải có người bị thương không nhỉ? Không giống. Ở đây đã nhiều người hơn nên Kiều San cố ý giữ khoảng cách với Triệu Quốc Đống. Hay là chúng ta chia tay ở đây, đồng nghiệp của em lập tức sẽ xuống, em ở đây chờ bọn họ. Em lái xe có tiện không? Hay là nói mình không khỏe để đồng nghiệp lái xe? Triệu Quốc Đống quan tâm nói. Kiều San đỏ mặt nói. Không có gì đâu, em tự biết xử lý. Anh đi đi. Triệu Quốc Đống đã sớm gọi cho Bành Trường Quý đến đón mình. Lúc vào Thúy Vân Lang thì không có sóng, đến đây sóng cũng không quá tốt nên chỉ có thể dùng máy bàn để gọi. Ừ, vậy anh sang kia xem có chuyện gì, hay là em lên xe mình ngồi một lát đi. Triệu Quốc Đống quan tâm nói. Kiều San không khỏi cảm thấy ấm áp gật đầu. Mặc dù cô biết mình đi như vậy không phải là sáng suốt nhưng Kiều San cảm thấy mình phải làm theo con tim mình. Triệu Quốc Đống đến trạm y tế và hỏi thăm thì biết một thành viên của đoàn du khách mất tích từ tối qua lảo đảo xuống núi và được đưa đến đây. Hắn lập tức ý thức được vấn đề không đơn giản như vậy. Cả đoàn du khách mà chỉ có một người đi ra hơn nữa sức khỏe không ổn định, vậy thành viên khác đâu? Bác sĩ có chút tức giận nhìn một người đàn ông trẻ tuổi trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Không có sự cho phép của mình mà tùy tiện vào văn phòng mình đúng là không lễ phép. Nếu không phải khí thế của hắn làm mình thấy thân phận đối phương không bình thường thì y đúng là đã đuổi đối phương ra. Quyển 15, chương 9-19. Cậu thanh niên kia thế nào rồi? Triệu Quốc Đống không nói nhiều, hắn biết cậu thanh niên kia là sinh viên Đại học An Nguyên, đoàn của bọn họ có tổng cộng 14 người. Bác sĩ trực ban đang định mắng lại ngẩn ra vì lời nói của Triệu Quốc Đống. Y vốn muốn thể hiện tôn nghiêm của bác sĩ một chút nhưng bây giờ đành phải nhịn lại rồi đầy bất đắc dĩ nói. Cậu thanh niên không có vấn đề gì lớn, có thể do tối qua gặp mưa cùng với sợ hãi, mệt mỏi quá độ nên tinh thần bị kích thích. Bây giờ tâm trạng đã dần ổn định, chẳng qua người lại bị cầm. Tinh thần có tỉnh táo không? Tình hình những người khác trong đoàn của bọn họ thế nào rồi? Khí thế của Triệu Quốc Đống làm cho vị bác sĩ vô thức trả lời. Tinh thần khá tỉnh táo nhưng bây giờ do mệt nên ngủ thiếp đi. Về phần những thành viên trong đoàn thì cậu ta cũng không thể nói rõ. Do cậu ta không theo kịp đoàn nên tự mình đi về. Cậu ta còn tưởng các thành viên khác trong đoàn sớm đã về rồi. Anh đưa tôi sang đó, tôi hỏi một chút. Triệu Quốc Đống không biết mình có quá mẫn cảm không? Cậu sinh viên này có thể về thì các sinh viên khác chắc không có vấn đề gì mới đúng. Xin hỏi anh là ai? Bác sĩ trực ban cuối cùng đã có thể lên tiếng hỏi. Triệu Quốc Đống nhìn đối phương và nhận ra vị bác sĩ đang có chút tức giận. Tôi là nhân viên ở thị ủy, chuyện này tôi lo các thành viên khác trong đoàn bọn họ có gặp chuyện chẳng lành hay không. Tối qua hình như ban quản lý công viên báo có một đoàn du khách không rõ ở đâu, không biết có phải là đoàn mấy cậu sinh viên này không. Bác sĩ lắc đầu nói. Việc này tôi không rõ, cần phải hỏi mấy người ở ban quản lý mới biết được. Ừ, anh mang tôi tới chỗ cậu sinh viên kia. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Nhưng cậu ta vừa ngủ. Bác sĩ có chút khó chịu nói. Nếu các thành viên trong đoàn cậu ta đang gặp nguy hiểm thì cậu ta nghỉ quan trọng hơn hay là an toàn tính mạng của bạn mình quan trọng hơn? Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói. Cũng không mất bao thời gian đâu. Sau khi nghe cậu sinh viên đứt quãng trình bày, Triệu Quốc Đống cảm thấy có vấn đề rất lớn. Đoàn du khách có tổng cộng 14 người từ An Đô đến Cô Lỗ Câu vào sáng thứ Bảy, 3 giờ chiều hiệu quả bọn họ tránh qua đội tuần tra đi vào một con đường mòn tiến vào khu vực cấm của Cô Lỗ Câu. Hơn nữa tiến vào đoạn giữa 4 km. Cậu sinh viên này là người đi cuối cùng trong đoàn, bởi vì thời tiết âm u, tầm nhìn quá gần nên cậu ta bị lạc đoàn. Mới đầu cậu ta còn có thể theo dấu chân bạn đi tới, đến sau lại không thể tìm được. Cậu sinh viên này có thể lực kém hơn nên đành phải dừng bước.
Đoàn đã hẹn nhau đến 6 giờ là quay lại khu vực bên ngoài nhưng do trời mưa đột ngột nên một vài ký hiệu cũng biến mất nên lạc đường. Cậu sinh viên tìm loạn trong núi đến 8 giờ tối thì trời hoàn toàn tối om, không thể không tìm chỗ trú mưa. Mãi đến khi trời sáng mới tìm đường xuống núi, 11 giờ sáng mới đi ra được khu ngoài và được đội tuần tra đưa tới trung tâm y tế. Cậu sinh viên không biết bạn học của mình ở đâu, mà hiện nay 13 sinh viên kia không biết tin tức. Làm cho Triệu Quốc Đống cảm thấy phiền phức là trong số 13 người kia có nhiều là sinh viên nước ngoài đến Đại học An Nguyên học. Trong đó có 2 sinh viên Mỹ, 2 sinh viên Đức, Úc, 1 sinh viên Brazil, 2 sinh viên Đài Loan, 1 sinh viên Nhật Bản cùng với 5 sinh viên Trung Quốc. Do có người nước ngoài nên việc này càng dễ khiến truyền thông chú ý, càng dễ dẫn tới áp lực lớn. Nếu như nhóm người kia mà bị lạc ở Cô Lỗ Câu, đêm nay cũng dễ có mưa to thì tình hình còn không biết sẽ xấu đến mức như thế nào. Mà nếu như tình hình xấu đi thì đó sẽ là thử thách lớn đối với năng lực xử lý khẩn cấp của chính quyền địa phương và ban quản lý công viên Cô Lỗ Câu. Rất nhiều chuyện Triệu Quốc Đống thà tin là có, thà đồng ý nghĩ đến tình hình xấu nhất còn hơn là vì khinh thường nên tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Triệu Quốc Đống hỏi số điện thoại của chủ nhiệm ban quản lý, sau đó dùng máy bàn gọi nhưng đối phương không nghe. Không gọi được cho vị chủ nhiệm Lý Trung này, Triệu Quốc Đống không thể nào nắm giữ tình hình ở ban quản lý Cô Lỗ Câu, kể cả thông tin về thời tiết cùng đội ngũ tuần tra và cứu hộ. Càng quan trọng hơn chính là ở ban quản lý có ai quen thuộc tình hình ở khu giữa hay không. Lúc này tất cả đều phải tính tới trường hợp xấu nhất. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ, đã là hơn 5 giờ chiều. Đám sinh viên này đã vào núi đã hơn 24 tiếng, theo lời cậu sinh viên may mắn ra được ngoài thì bọn họ không mang theo nhiều lương thực, chỉ đủ cung cấp cho một tối mà thôi. Bọn họ thực ra chỉ muốn vào sâu bên trong cảm nhận không khí mà thôi, nếu như bọn họ lạc đường thì tối nay sẽ lấy gì mà ăn? Có xuất hiện tình huống bất ngờ không? Tất cả đều không thể biết trước, không ai có thể đoán được hậu quả sẽ như thế nào. Lang Thế Quần nghe thư ký nói là bí thư thị ủy Triệu Quốc Đống gọi tới liền cảm thấy như có đại họa rơi xuống đầu. Sao bí thư Triệu biết chuyện nhanh như vậy? Lang Thế Quần vốn thấy chuyện vẫn yên ắng và không có chuyện gì, ai ngờ lại có người theo dõi mình. Lang Thế Quần biết đây là một quả bom đủ để nổ tung bộ máy huyện ủy, ủy ban huyện, thậm chí là cả thị ủy, ủy ban. Khi biết được tin, Lang Thế Quần đúng là rất sợ. Có phóng viên đến huyện thầm tìm tin tức. Hơn nữa cũng đã chụp ảnh các bức tường vây, hơn nữa nghe nói còn phỏng vấn vài hộ dân xung quanh. Hơn nữa trước sau có 2 nhóm phóng viên, nhóm trước đã rời đi lúc 2 giờ chiều, nhóm sau đến 4 giờ chiều mới đi. Lang Thế Quần nhận được tin này mà gần như muốn điên lên. Phóng viên từ đâu tới? Mục đích của bọn họ là gì? Lang Thế Quần hoàn toàn không biết nhưng có một điều chắc chắn đây không phải phóng viên của Ninh Lăng, thậm chí là của tỉnh. Mục đích của bọn họ đương nhiên là không phải ca ngợi công việc của huyện. Lang Thế Quần cảm thấy sống lưng mình ướt đẫm. Y cảm thấy như ngày tận thế đã tới. Ai cũng biết ban tổ chức cán bộ trung ương sắp cử tổ khảo sát tới tiến hành trình tự cuối cùng việc bí thư Triệu vào thường vụ tỉnh ủy. Tuần trước phó bí thư thị ủy Lam Quang còn chuyên môn gọi tới các quận, huyện, ban ngành lên họp, yêu cầu phải coi đây là nhiệm vụ chính trị. Cũng đã nói ai mà để xảy ra chuyện thì người lãnh đạo nơi đó sẽ mất chức. Mà bây giờ có người muốn lấy việc này mà gây chuyện, mục đích là gì không nghĩ cũng biết. Nghĩ vậy Lang Thế Quần không biết mình nên làm gì, y đã phái người xuống điều tra chuyện này. Lang Thế Quần cầm máy mà lòng bàn tay ướt đẫm, y không biết nên nói gì với Triệu Quốc Đống. Khi Triệu Quốc Đống nói chuyện ở công viên Cô Lỗ Câu, yêu cầu Lang Thế Quần lập tức bố trí đội ngũ cứu nạn đến Cô Lỗ Câu, chuẩn bị vào núi tìm người. Triệu Quốc Đống cảm thấy Lang Thế Quần như chút được gánh nặng gì đó mà liên tục nói sẽ tự mình dẫn đội tới Cô Lỗ Câu. Triệu Quốc Đống còn nghĩ đối phương có nhạy cảm chính trị, biết đâu là chuyện lớn. Triệu Quốc Đống đâu ngờ Lang Thế Quần nghe hắn nói không phải chuyện phóng viên ngầm tới Vân Lĩnh thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nếu Triệu Quốc Đống biết việc hắn có thể vào thường vụ tỉnh ủy sắp bị mất thì hắn còn tâm trạng mà nghĩ đến chuyện này hay không? Quyển 15, chương 100. Triệu Quốc Đống liên lạc được cho chủ nhiệm ban quản lý Cô Lỗ Câu, Lý Trung đã là 6 giờ chiều. Khi biết bí thư thị ủy Triệu Quốc Đống tới khu du lịch, Lý Trung gần như vội vàng chạy tới. Tình hình thế nào rồi? Triệu Quốc Đống không nói nhiều với Lý Trung. Lý Trung coi như phản ứng nhanh, sau khi nhận được tin đã cử 2 đội tuần tra đi đến nơi mà cậu sinh viên kia nói, cũng tìm được con đường mòn mà bọn họ vào núi. Bí thư Triệu, tình hình không tốt lắm. Bọn họ tiến vào khu giữa gần 3 km, đi về phía đông nam, đi qua một cốc,
có lẽ qua cốc này mà tiến vào núi. Do tối qua mưa to nên cốc đó có rất nhiều nước, căn bản không thể vượt qua. Chúng tôi bây giờ đang đi vòng lên trên sen có tìm được đường vòng qua cốc hay không? Lý Trung không nghĩ Triệu Quốc Đống lại đến ngay được hiện trường. Nhìn Triệu Quốc Đống tới một mình mà không có lãnh đạo huyện ủy, ủy ban đi cùng, cũng không có thành viên thị xã nào đi nên Lý Trung cũng có chút tò mò. Chẳng qua bây giờ y đã không có thời gian nghĩ chuyện khác, chỉ riêng chuyện này đã làm y đủ đau đầu rồi. Vậy cậu sinh viên kia làm như thế nào qua được cốc giản đó? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Trước trận mưa hôm qua cậu sinh viên đã qua cốc giản nhưng lạc đường nên không đi ra được ngoài này. Sau trận mưa đêm qua khiến không ai qua được cốc giản. Chúng tôi chỉ có thể nghĩ biện pháp đi vòng lên trên mà thôi. Lý Trung một bên quan sát vẻ mặt Triệu Quốc Đống, một bên giải thích. Vậy anh bây giờ định làm gì? Triệu Quốc Đống có chút xúc động. Bây giờ về cơ bản có thể xác định đám sinh viên đó đã lạc ở trong núi. Bọn họ cũng đã mất liên lạc gần một ngày. Đêm qua có mưa to nên tôi lo bọn họ có thể gặp nguy hiểm. Anh cần nghĩ biện pháp có thể tìm bọn họ trong thời gian ngắn nhất chứ không tối nay trời mưa to sẽ càng nguy hiểm hơn nữa. Bí thư Triệu, tôi đã bố trí thêm hai đội tuần tra chạy tới đó. Nhưng ngài cũng biết khu giữa chưa khai thác nên không mấy người quen đường bên đó, hầu hết mọi người chỉ đi dọc theo đường núi chứ không ai dám đi loạn vì dễ lạc đường. Lý Trung cẩn thận nói. Tôi cũng bố trí người liên lạc với thị trấn, mời bọn họ tìm mấy người dân địa phương quen địa hình khu giữa, mời bọn họ nhanh chóng tới đây giúp các đội tuần tra của chúng ta vào núi tìm kiếm nhưng bây giờ vẫn chưa thấy báo tin lại. Tại sao không báo cáo trực tiếp với huyện ủy, ủy ban Vân Lĩnh? Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói. Đây là chuyện liên quan tới mạng sống con người. Anh gọi cho bí thư thị trấn Cô Lỗ, tôi tự nói chuyện với y. Nhận được điện của Triệu Quốc Đống làm cả bí thư, chủ tịch thị trấn Cô Lỗ đều không ngờ bí thư thị ủy lại tự mình tới ban quản lý. Trước đó bọn họ nhận được điện của huyện ủy nói bí thư thị ủy Triệu Quốc Đống đến khu du lịch Cô Lỗ câu còn không quá tin. Chẳng qua bí thư huyện ủy Lang Thế Quần gọi tới làm bọn họ sợ nên hiệu suất làm việc cũng nhanh hơn. Khi bí thư, chủ tịch thị trấn mang hơn 10 người đã từng đi vào đoạn giữa của Cô Lỗ Câu tới ban quản lý khu du lịch thì bí thư huyện ủy Vân Lĩnh, Lang Thế Quần cũng tới nơi. Triệu Quốc Đống tổ chức cuộc họp gấp, hắn yêu cầu Lang Thế Quần lãnh đạo lực lượng công an, vũ trang của huyện, thị trấn vào núi tìm người. Lúc này đã là 6 giờ 30 chiều. Bí thư Triệu, tôi nhận được điện trên thị xã nói thị trưởng Trung, trưởng ban Lỗ, bí thư Mã, thị trưởng Phù đang trên đường tới đây, có lẽ một tiếng rưỡi là đến nơi. Lang Thế Quần cẩn thận đi theo phía sau Triệu Quốc Đống. Bí thư Triệu, hay là ngài đi ăn gì đó? Hừ, anh cảm thấy tôi bây giờ có thể ăn được sao? Triệu Quốc Đống thở dài nói. Tôi cảm thấy việc quản lý ở công viên là khá nghiêm túc nhưng vấn đề tuyên truyền còn thiếu sót, không nên chỉ tuyên truyền Cô Lỗ Câu có phong cảnh tuyệt đẹp, cổ vũ du khách tới du lịch mà phải nhắc du khách chú ý an toàn. Tại sao lại xuất hiện việc du khách tự ý vào núi chứ? Đúng thế. Xem ra Vân Lĩnh chúng tôi vẫn còn thiếu sót ở việc này. Lang Thế Quần cười khổ nói. Thực ra trong lòng y bây giờ đang rất lo lắng việc đám phóng viên đến Vân Lĩnh. Chỉ riêng việc đó đã làm Lang Thế Quần đau đầu, giờ lại thêm chuyện này nữa thì là như thế nào? Nếu chuyện bộc phát thì Lang Thế Quần biết mình không muốn chết cũng khó khăn. Lang Thế Quần vốn định báo cáo luôn với Triệu Quốc Đống bây giờ nhưng lại sợ bây giờ là thời điểm rất quan trọng với Triệu Quốc Đống. Mình đâm chuyện này ra thì không phải tự tát vào mặt mình sao? Muốn chết cũng không nên chết bằng cách này mà. Bí thư Lang, có điện tìm bí thư Triệu, hình như là trưởng ban Lỗ. Thư ký đến nhỏ giọng nói với Lang Thế Quần. Triệu Quốc Đống biết nhất định không có chuyện tốt nếu không Lỗ Năng đã không gọi tới. Mấy phóng viên của các trang mạng như Tân Lãng, Thiên Hạ đều biết sinh viên Đại học An Nguyên đến Cô Lỗ Câu du lịch và mất tích, bây giờ đã có vài nhóm phóng viên chạy tới đây, có thể còn nhiều phóng viên hơn nữa. Lỗ Năng vừa nhận được điện nói phóng viên của đài truyền hình tỉnh đang tới Ando, có lẽ 3, 4 tiếng nữa là đến nơi. Triệu Quốc Đống cũng đã sớm chuẩn bị tư tưởng, yêu cầu thị ủy, ủy ban báo cáo chuyện này lên tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Chính hắn cũng gọi điện báo cáo với Dương Kính Quang, có lẽ Ứng Đông Lưu và Tần Hạo Nghiên cũng đã biết chuyện này. Thân phận các sinh viên đã bị truyền thông biết, có lẽ chỉ trong tối nay tin này sẽ truyền ra nước ngoài. Hơn nữa bây giờ mạng đã phát triển nên khiến thông tin càng lan nhanh. Trong số sinh viên có cả sinh viên người nước ngoài và Đài Loan, đây là tin tức đáng giá mà không ai muốn bỏ qua. Triệu Quốc Đống không nhịn được cười khổ một tiếng. Bây giờ tổ khảo sát của ban tổ chức cán bộ trung ương sắp tới,
mình lại gặp chuyện này là sao nhỉ? Chẳng lẽ là báo ứng do đêm qua mình và Kiều San? Triệu Quốc Đống không khỏi suy nghĩ miên man. Hai tiếng sau, ngay khi chỗ dựa, Mã Nguyên Sinh, Lạc Dục Thành dẫn theo cảnh sát và lực lượng vũ trang thị xã chạy tới thì Lỗ Năng cũng mang theo một đoàn phóng viên tới. Lúc này mấy người Triệu Quốc Đống đã sớm vào khu đất giao nhau giữa vùng ngoài và trong để thuận tiện cho chỉ huy và nắm giữ tình hình. Lỗ Năng chặn tất cả phóng viên ở bên ngoài. Dù sao bây giờ có đi vào cũng không có tin tức gì, hơn nữa vào có thể lạc nên các phóng viên cũng đành ở ngoài đợi bên trong có người trở ra thông báo tình hình. Việc quan trọng nhất hiện nay là cứu người. Chẳng qua trời bắt đầu mưa to nên khiến việc tìm kiếm rất khó khăn. Mà trời tối đen nên càng khó tìm được phương hướng. Nhưng đây cũng không phải vấn đề, việc cần làm vẫn phải làm. Việc khó hơn là đối phó giới truyền thông. Anh không thể nói bây giờ do thời tiết quá xấu, ban đêm khó tìm, nếu không đám phóng viên sẽ nói anh không quan tâm tới mạng sống con người. Anh cũng không thể nói việc tìm kiếm đang tiến triển thuận lợi, đám phóng viên có thể cho rằng anh khoác lác, vài tiếng nữa không có kết quả thì càng bị nói nhiều hơn. Tóm lại anh không thể quá bi quan, không thể quá lạc quan. Anh phải thể hiện mình tích cực triển khai công việc một cách có khoa học, chính quyền phải dùng hết toàn lực để làm, cũng phải để đám phóng viên thấy được khó khăn. Làm như thế nào nắm bắt được chừng mực cần phải dựa vào tài ăn nói của anh, phải xem năng lực giao tiếp của anh với giới truyền thông. Hải biết rằng chuyện này dễ đẩy Ninh Lăng thậm chí cả tỉnh vào hoàn cảnh rất xấu. Quyển 15, chương 101. Theo yêu cầu của Triệu Quốc Đống, Lỗ Năng chủ động tổ chức họp báo. Trong cuộc họp báo, Lỗ Năng trả lời khá tốt các câu hỏi của đám phóng viên. Mặc dù phóng viên đưa nhiều câu hỏi hóc búa nhưng Lỗ Năng đã được chuẩn bị trước nên phóng viên đều không nhận được quá nhiều thông tin. Đương nhiên các phóng viên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngoài trời mưa như chút nước, tiếng sấm liên tục vang lên, các con suối nhỏ hiền hòa giờ như dòng nước dữ chạy quanh làm các phóng viên cũng hơi sợ. Vì thế bọn họ đành ngoan ngoãn ở trong một căn nhà gỗ đợi đến sáng mai. Bởi vì đoạn bên trong này chỉ có mấy căn nhà gỗ đơn sơ dùng làm chỗ nghỉ ngơi cho đội tuần tra của khu du lịch, vì thế cảnh sát và lực lượng vũ trang tăng viện đành phải dùng các tấm ván gỗ dựng vài căn lều ở khu vực bên cạnh. Bí thư Triệu, tôi vừa nhận được điện của Ủy ban tỉnh, Phó Chủ tịch tỉnh Nhân Lương đã qua huyện thành Vân Lĩnh, đang chạy tới đây. Chủ tịch Hạo Nhiên cũng đã đến địa phận Vĩnh Lương, có lẽ gần tiếng nữa sẽ đến Ninh Lăng. Trung Dược Quân nói. XX cảm thấy may mắn là buổi chiều Triệu Quốc Đống cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề nên vừa báo cáo lên tỉnh, vừa yêu cầu ban quản lý khu du lịch khẩn cấp dựng mấy căn lều gỗ dùng bạt ni lông vây quanh nên miễn cưỡng làm nơi chỉ huy việc cứu nạn. Tối nay tôi nghĩ chắc không có kết quả. Trời mưa to, địa hình khu vực bên trong rất hiểm trở, đoàn tìm kiếm chưa chắc có thể đi được 500 mét. Hơn nữa nếu đám sinh viên kia không xảy ra chuyện thì bọn họ cũng có thể trốn ở đâu đó tránh mưa. Ở tình huống đó mà tìm kiếm cũng không có hiệu quả, còn mang tới nguy hiểm cho đội tìm kiếm. Triệu Quốc Đống nhìn trời mưa rất to làm hắn không khỏi lo lắng. Vậy để bọn họ dừng tìm kiếm. Trung Dược Quân hỏi xong lại thấy không ổn. Như vậy sợ rằng không được, sợ người ta lại nói chúng ta chỉ làm cho có. Đương nhiên rồi, đây là nhiệm vụ chính trị, có kết quả hay không cũng phải tiếp tục, không được chậm trễ. Nó giống như máy bay gặp tai nạn trên biển vậy. Sau vài ngày tuy biết không có hy vọng ai sống sót nhưng anh vẫn phải tìm kiếm đến khi tìm được thi thể, ít nhất cũng loại trừ khả năng người còn sống mới có thể ngừng lại. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Trời mưa to và tối lại ở trong khu vực rừng núi rộng lớn này thì hiệu quả tìm kiếm là rất kém nhưng không thể nói không có chút hy vọng nào nên đương nhiên cần tiếp tục. Hơn nữa còn phải làm hết sức, đây là nhu cầu chính trị. Trung Dược Quân nghe ra được vẻ bất đắc dĩ của Triệu Quốc Đống. Việc này cũng khó trách. Vào lúc này lại xảy ra chuyện. Thực ra trách nhiệm của chính quyền ở việc này không lớn, đám sinh viên tự mình vào núi, chính quyền cũng kịp thời phái ra đội ngũ cứu hộ, tất cả đều tốt. Nhưng nếu trong quá trình tìm kiếm mà anh làm không tốt đó là trách nhiệm của chính quyền. Đoàn người Khang Nhân Lương đến được Yêu đã là 11 giờ đêm. Đi cùng Khang Nhân Lương còn có đội ngũ cứu nạn của Sở Công an. Trong hoàn cảnh thời tiết như thế này ai cũng biết hiệu quả tìm kiếm không quá tốt nhưng công việc vẫn cần phải triển khai. Triệu Quốc Đống báo cáo qua tình hình với Khang Nhân Lương, đồng thời cũng đề nghị Ủy ban tỉnh liên lạc với quân khu Quảng Châu đề nghị bọn họ điều trực thăng đến tìm kiếm ở trên không. Theo dự báo thời tiết và phán đoán của người dân địa phương thì thời tiết ngày mai sẽ đẹp nhưng tầm 5, 6 giờ chiều sẽ mưa. Vì thế cần phải tìm kiếm được đám sinh viên kia trước 5 giờ chiều. Khang Nhân Lương cũng đồng ý với ý kiến của Triệu Quốc Đống,
y cũng báo cáo việc này với Tần Hạo Nghiên. Tần Hạo Nghiên lập tức báo cho Ứng Đông Lưu, xin mời Ứng Đông Lưu cùng tư lệnh quân khu tỉnh, Ba Kiên Cường liên lạc với quân khu Quảng Đông mời bọn họ phái trực thăng tới giúp. Vân Hải vô tình từ bạn gái biết được tin này. Bạn gái y cùng với cô bạn thân cùng ngồi ăn cơm nói chuyện này. Phóng viên Trang Thiên Hạ ngầm đến tỉnh An Nguyên hỏi về sự kiện, Kiến Long, Thiết Bổn, chiếm đất phi pháp, chính quyền địa phương và nhà đầu tư cấu kết hóa nhỏ hạng mục, lấy danh nghĩa thuê đất mà chiếm mấy ngàn mẫu đất. Bạn gái Vân Hải thuận miệng hỏi ở đâu, đối phương nói là Ninh Lăng liền làm bạn gái Vân Hải chú ý. Cô gái biết anh trai Vân Hải là lãnh đạo Ninh Lăng, tỉnh An Nguyên, mặc dù không rõ chức vụ nhưng cũng lo ảnh hưởng đến anh bạn trai nên sau khi về nhà liền vội vàng nói cho Vân Hải. Vân Hải rất giật mình và không khỏi nói bạn gái sao không lập tức gọi điện nói cho mình mà chờ về đến nhà mới bảo. Lúc này đã qua 11 giờ đêm, bây giờ muốn tìm hiểu rõ cũng không tiện. Vân Hải mặc dù không rõ hai sự kiện này xuất hiện từ khi nào. Nhưng y biết đến Trung ương sẽ trực tiếp nhúng tay vào điều tra xử lý nếu xuất hiện sự kiện như vậy. Ví dụ như Thiết Bổn, chẳng những vận dụng nhiều cấp bộ, hơn nữa ngành chính pháp cũng tham gia để thể hiện quyết tâm của Trung ương. Bây giờ nếu như đúng là một huyện ở Ninh Lăng có hành vi này mà bị truyền thông đưa tin, như vậy nhất định trở thành sự kiện Thiết Bổn, Kiến Long, thứ hai. Đây coi như là công khai chống đối chính sách của Trung ương, đảng ủy, chính quyền địa phương sẽ bị nghiêm khắc xử lý. Nếu như cơn sóng gió này xuất hiện thì sẽ mang tính hủy diệt với sự nghiệp chính trị của đại ca. Vì thế Vân Hải không cần biết là đã muộn, y lập tức liên lạc với người phụ trách mảng tin tức Trang Thiên Hạ xác minh việc này. Qua đó Vân Hải biết ngoài phóng viên Thiên Hạ ra còn có phóng viên của tờ Southern Weekend tham gia cuộc điều tra ngầm này. Mặc dù thời gian bọn họ ở Ando chỉ có một ngày, tối nay đã bay về Quảng Châu nhưng lại được một số người ở địa phương ủng hộ mạnh, thu được nhiều tài liệu đáng giá. Có một bộ phận đều là văn bản của chính quyền địa phương, có thể nói đã hình dung ra rõ ràng sự kiện này. Đây là vụ án điển hình về việc lấy hình thức thuê để nhận đất của các hạng mục lớn. Mặc dù trước đó chính quyền huyện Vân Lĩnh cũng ý thức vấn đề ở việc này nên tạm thời dừng hạng mục lại đôi chút nhưng thực tế hạng mục vẫn tiến hành. Trên thực tế chính quyền địa phương vẫn chờ thờ cơ. Vân Hải mặc dù chỉ biết sơ qua tình hình cũng thấy được nó rất nghiêm trọng. Phóng viên nói được người địa phương giúp đỡ rất nhiều, điểm này càng làm Vân Hải lo lắng. Đây không đơn giản là đối phương muốn tố giác vấn đề mà là có người có mưu đồ nhằm vào ông anh mình. Vân Hải gọi cho Triệu Quốc Đống nhưng phát hiện không gọi được, thậm chí điện thoại của thư ký ông anh cũng không gọi được. Y liền nghĩ ngay tới tin tức đã xuất hiện trên mạng. Khu du lịch U, Ninh Lăng có một đoàn sinh viên người nước ngoài mất tích, Vân Hải đoán anh mình đã tới đó nên không có sóng điện thoại di động. Nhưng chuyện này Vân Hải biết không thể trì hoãn phải báo ngay cho Triệu Quốc Đống chuẩn bị. Trong lúc nhất thời Vân Hải không biết mình nên làm gì, bay tới Ando thì sang sáng mai mới có, đến Ando còn phải tới khu du lịch U thì cũng phải tối mai mới kịp. Vân Hải không dám kéo dài. Vân Hải cũng không biết ngoài Trang Thiên Hạ và Southern Weekend thì còn có phóng viên của hãng nào khác tham gia không. Bên Trang Thiên Hạ thì Vân Hải có thể kéo dài, bên Trang Southern Weekend thì y cũng liên lạc đến thứ tư sẽ cùng đưa tin báo cáo điều tra hạng mục điện phân Hâm Đạt, Vân Lĩnh. Nhưng bây giờ mình làm như thế nào liên lạc được với anh? Vân Hải gọi cho văn phòng ủy ban Ninh Lăng, đối phương không biết liên lạc với bí thư thị ủy như thế này, chỉ có thể cung cấp số điện thoại bàn của ban quản lý khu du lịch. Mà số đó bây giờ đang là số nóng toàn máy bận, khó khăn lắm gọi được lại nói bí thư Triệu vào núi không thể liên lạc, chỉ cần chuyện không liên quan đến việc cứu nạn đều gác lại. Nó đúng là làm Vân Hải khóc không ra nước mắt. Quyển 15, chương 102. Lúc này Vân Hải mới phát hiện mặc dù anh mình có không ít hồng nhan tri kỷ nhưng lại không có ai ở Ninh Lăng. Cù Vận Bạch là người duy nhất y có thể liên lạc thì lại đang ở Dương Thành. Số điện thoại của Cổ Tiểu Âu thì y cũng biết nhưng gọi không liên lạc được. Ông anh hình như có mấy người phụ nữ ở Ando nhưng ngoài Từ Xuân Nhạn thì Vân Hải còn có chút ấn tượng ra, người khác thì không biết. Ông anh đúng là thỏ không ăn cỏ gần hang, nếu không có thể tìm được cô nào đó chạy lên núi thông báo. Cô gái thấy bạn trai mình đầy lo lắng hỏi sao vậy, Vân Hải cũng nói ra lo lắng trong lòng mình và muốn lập tức liên lạc với anh trai. Anh không thể liên lạc được với ai khác ở Ninh Lăng sao? Cô gái hỏi. Liên lạc thì có thể nhưng anh lọ nếu chuyện lộ ra thì càng nghiêm trọng hơn. Vân Hải có chút do dự. Em nghĩ chắc không như vậy đâu. Quốc Đống ca nếu là bí thư thị ủy Ninh Lăng chẳng lẽ không có một hai người tin được sao? Anh không phải nói Quốc Đống ca rất có uy tín ở Ninh Lăng sao?
Chuyện lớn như vậy mà truy cứu trách nhiệm thì Đống Ca nhất định sẽ bị liên quan, các người khác cũng bị. Ở điểm này em nghĩ liên quan tới cả Ninh Lăng chứ không riêng gì Đống Ca. Cô gái lúc này bình tĩnh hơn Vân Hải nhiều nên phân tích khá chính xác. Ừ, em nói đúng, chuyện lớn như vậy mà giống sự kiện, Thiết Bổn, Kiến Long, thì ai cũng bị cuốn vào. Vân Hải dần bình tĩnh lại. Anh sẽ gọi cho thị ủy Ninh Lăng để bọn họ lập tức nói cho Đống Ca, còn tình hình cụ thể để Đống Ca gọi lại cho anh là được. Lam Quang nhận được số điện thoại lạ lại nghĩ là gọi nhầm số. Bây giờ đã 12 giờ đêm, hơn nữa đây là số điện thoại di động tỉnh ngoài. Chẳng qua bây giờ Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân tới Cô Lỗ Câu, y ở nhà lo công việc. Tần Hạo Nghiên vừa cùng Tằng Lệnh Thuần đi tới Cô Lỗ Câu. Y đương nhiên không dám ngủ. Khi đối phương báo tên tuổi thì Lam Quang có chút tò mò. Lúc Triệu Quốc Đống làm bí thư quận ủy Tây Giang thì y mơ hồ biết mấy người em trai của Triệu Quốc Đống làm kinh doanh, chẳng qua Triệu Quốc Đống không muốn nói đến tình hình gia đình mình mọi người biết ý không hỏi nhĩ. Chỉ biết mỗi điều là đám em của Triệu Quốc Đống làm ăn rất tốt. Từ miệng một ít cán bộ quận, thị xã thì Lam Quang cũng nghe nói Triệu Quốc Đống đến Thượng Hải hay Bắc Kinh đều có người tới đón, nghe nói là của công ty mấy người em. Chẳng qua Lam Quang rất nhanh chú ý đến mục đích của cuộc điện này. Vân Hải nói qua tình hình cho Lam Quang nghe. Lam Quang chỉ thấy cả người mình đổ mồ hôi lạnh, có thể nói là tóc gáy dựng thẳng lên. Mẹ tên Lang Thế Quần nữa chứ. Nếu lời đối phương nói là thật, một khi Ninh Lăng không đề phòng để chuyện bộc phát thì đó là một kích chết người. Đến lúc ấy việc Triệu Quốc Đống vào thường vụ tỉnh ủy coi như xong, chỉ sợ còn không chỉ liên quan mình Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân. Bỏ máy xuống, Lam Quang đã không còn chút buồn ngủ nào nữa, đây mới là nguy hiểm thật sự, chuyện bên Cô Lỗ Câu đáng gì chứ. Dù tất cả đám sinh viên chết hết cũng không liên quan mấy đến chính quyền địa phương. Chỉ cần chính quyền địa phương dùng hết sức cứu nạn là được. Nhưng chuyện trong tay mình bây giờ mới là chuyện đủ để đánh ngã toàn bộ máy thị ủy, ủy ban khóa này. Bây giờ cần phải lập tức tìm Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân để bàn kế sách đối phó. Lam Quang không hề do dự gọi Cố Vĩnh Bân và Tiêu Phượng Minh tới nói chuyện này ra. Hai người kia đều rất sợ. Cố Vĩnh Bân là phó thị trưởng thường trực, y đương nhiên biết chuyện này mang tới hậu quả như thế nào. Lúc trước tập đoàn Hâm Đạt muốn tiến hành xây dựng khu công nghiệp ở Vân Lĩnh, Cố Vĩnh Bân khá ủng hộ. Hạng mục điện phân này chẳng những kéo GDP lên mà còn giải quyết được nhiều công ăn việc làm, đồng thời lợi dụng tài nguyên điện giá rẻ của sông Kim Mã. Chẳng qua Triệu Quốc Đống lại không quá đồng ý với hạng mục này vì cho rằng hiện nay ngành điện phân xuất hiện xu thừa. Y còn tranh luận khá kịch liệt với Triệu Quốc Đống về việc này. Sau đó thị xã sau nhiều lần thảo luận cho rằng trạm phát điện Cô Lỗ Câu có năng lực phát điện khổng lồ, hơn nữa tập đoàn Hâm Đạt là tập đoàn tư nhân có sức ảnh hưởng lớn ở tỉnh và cả nước. Chủ tịch nhiều lần lên bảng Forbes, lãnh đạo tỉnh cũng đã gọi tới yêu cầu thị xã ủng hộ Hâm Đạt. Vì thế Triệu Quốc Đống cuối cùng cũng không kiên trì ý kiến mà chỉ đưa ra yêu cầu tập đoàn này phải cân nhắc đến việc áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Hạng mục này bắt đầu được lập vào tháng 11 năm ngoái, chuẩn bị báo lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh và quốc gia nhưng vừa báo lên tỉnh lại gặp phải cơn bão khống chế vĩ mô, tỉnh tỏ vẻ không muốn phê duyệt mấy hạng mục như thế này. Vướng trong tỉnh mà lúc ấy Ninh Lăng cũng ý thức được đợt khống chế này của Trung ương là rất mạnh nên cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Lúc ấy Cố Vĩnh Bân và Triệu Quốc Đống có ý kiến khá nhất trí là dừng việc trình phê duyệt, dừng việc giải phóng mặt bằng. Nhưng Trung Dược Quân lại có chút do dự ở việc này. Công việc chuẩn bị đã tiến hành khá nhanh, có thể nói thị xã vừa lập hạng mục đã tiến hành giải phóng mặt bằng một số nơi. Mà tập đoàn Hâm Đạt lại có thỏa thuận với Vân Lĩnh và xã Âu Hương sẽ nhận 800 nông dân vào làm việc, cũng tài trợ xây dựng cơ sở vật chất công cộng cho xã khiến xã Âu Hương rất ủng hộ hạng mục này. Hơn nữa một vài lãnh đạo tỉnh cũng ủng hộ khiến cho hạng mục trên thực tế không dừng lại. Do lúc ấy là gần cuối năm nên thị xã cũng có thảo luận về hạng mục này. Triệu Quốc Đống nói hạng mục này khác hẳn hạng mục sân bay Đông Trại, rất khó qua cửa Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, yêu cầu tạm dừng hạng mục này lại, nhất là phải trả lại toàn bộ đất đã trưng dụng. Chẳng qua sang đầu năm Triệu Quốc Đống đi học ở Bắc Kinh nên chuyện này cũng không được ai xác thực. Sau đó Vân Lĩnh làm như thế nào thì thị xã cũng không quá để ý. Ngay cả Cố Vĩnh Bân cũng không chú ý, cũng không nghe nói qua huyện có động tĩnh gì, ngay cả số lần tập đoàn Hâm Đạt lên thị xã cũng giảm đi nhiều giống không còn tin vào hạng mục này nữa. Nhưng trước đó tất cả thủ tục ở thị xã đã xong, chỉ là trong hội nghị cuối cùng tỏ vẻ tạm dừng báo lên trên mà thôi. Nhưng nếu đúng như lời Triệu Vân Hải kia nói, như vậy huyện ủy, ủy ban Vân Lĩnh thật sự không thèm để ý tới ý kiến của thị xã.
lợi dụng việc trước đó thị xã đã phê duyệt mà tiến hành lấy đất đai. Việc này không thể, Lang Thế Quần muốn chơi với nửa sao. Ngọn lửa này đủ để thiêu sống hắn, thậm chí còn kéo cả bộ máy thị ủy, ủy ban chôn cùng. Cố Vĩnh Bân có chút thất thố kêu lên, nếu chuyện đúng là như vậy thì y làm phó thị trưởng thường trực cũng không thoát được. Y đã ký vào hạng mục này, mặc dù tạm dừng nhưng do tập đoàn Hâm Đạt và huyện ủy, ủy ban Vân Lĩnh cấu kết lừa thị xã. Nếu truy cứu trách nhiệm thì y sẽ có trách nhiệm giám sát không chu đáo. Bí thư Lam, thật sự là em trai của bí thư Triệu gọi tới. Mặt Tiêu Phượng Minh hơi tái lại, bây giờ xảy ra chuyện này thì sẽ khiến Triệu Quốc Đống không thể vào thường vụ tỉnh ủy. Y cũng ngửi được âm mưu trong đó. Quyển 15, chương 103. Chắc là đúng, ở vấn đề này có lẽ không ai trêu chúng ta như vậy. Lam Quang suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi mặc dù không biết đối phương nhưng tôi hỏi nhân viên trực ban thì trước đó y đã gọi tới và không liên lạc được với bí thư Triệu. Có lẽ y muốn thông qua cách này để liên lạc được với bí thư Triệu. Chuyện này không thể kéo dài, phải lập tức báo cáo với bí thư Triệu và thị trưởng Trung, vừa lúc chủ tịch Tần cũng ở đây, có lẽ cũng có thể mời bí thư Triệu và thị trưởng Trung báo cáo với chủ tịch Tần. Cố Vĩnh Bân thoáng bình tĩnh lại. Lam Quang và Tiêu Phượng Minh nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu nói. Bây giờ không nên báo cáo với chủ tịch Tần, còn phải bàn một chút nữa. Ngoài ra tình hình chúng ta chưa rõ, sợ rằng phải do bí thư Triệu và thị trưởng Trung quyết định. Đúng, bây giờ cần là lập tức thông báo với bí thư Triệu và thị trưởng Trung. Bí thư Lam, tôi thấy hay là mời anh và lão Cố nhanh chóng lên núi bàn với hai người bọn họ, tôi sẽ ở nhà phụ trách. Tiêu Phượng Minh nói. Lam Quang gật đầu nói. Lão Cố, anh gọi cả lão Trúc nữa, y phụ trách mảng đất đai. Có lẽ anh ta biết trước đây Vẫn Lĩnh xin phê duyệt ra sao, sao dừng lại, tình hình bây giờ như thế nào. Trời mưa rất to, Triệu Quốc Đống đang báo cáo tình hình cứu nạn với Chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nghiên vừa chạy tới. Bây giờ đã phái đi tổng cộng 8 đội tìm kiếm, mỗi đội đều có 2 người dân địa phương đi cùng, có 4 nhân viên tuần tra của ban quản lý, 8 cảnh sát và quân nhân. Ngoài ra chúng tôi còn chuẩn bị vài đội dự bị đợi mai trời sáng là tiếp tục tham gia tìm kiếm. Triệu Quốc Đống lúc này khá bình tĩnh, thị xã phản ứng khá nhanh ở chuyện này, ứng phó tốt, ngay cả truyền thông cũng không thể nói gì. Đương nhiên nếu như kết quả không được tốt lại khác. Ừ, Quốc Đống, cậu đảm bảo 8 tổ tìm kiếm này có thể bao trùm được bao nhiêu nơi. Tần Hạo Nghiên cũng không nói nhiều, lúc này y chỉ có thể tin tưởng thị ủy, ủy ban Ninh Lăng. Mặc dù y cũng mang tới đội ngũ cứu nạn nhưng đám người kia đâu có quen với hoàn cảnh ác liệt như thế này. Lại không quen địa hình nên khó phát huy được tác dụng. Chắc là bao trùm được hết nhưng địa hình đồi núi phức tạp kết hợp mưa lớn 2 ngày liên tục khiến địa hình có thể có biến hóa, tiến triển sẽ rất chậm. Triệu Quốc Đống nói. Nhưng có lẽ sáng mai khi thời tiết tốt lên thì chúng tôi sẽ điều thêm 4 tổ dự bị và bao trùm toàn bộ khu vực. Chỉ mong nhóm sinh viên kia không nên sơ sẩy nếu không đúng là khó nói. Ừ, người tôi mang tới cậu cũng bố trí một chút. Sáng mai để bọn họ đi tìm kiếm hết. Bây giờ nhóm sinh viên đó đã mất liên lạc 32H, đói rét thì không biết có ai xảy ra chuyện không. Có thể nói tình hình rất xấu, đến sáng mai coi như mất liên lạc gần 40 tiếng. Tôi đoán mai báo chí các nơi sẽ liên tục đưa tin về việc này, có thể nói mai là ngày rất quan trọng. Tỉnh cũng có yêu cầu trong sáng mai phải tìm được nhóm sinh viên này. Tỉnh cũng đã liên lạc với quân khu Quảng Châu nhờ bọn họ cử 2 trực thăng sang tìm kiếm giúp chúng ta. Tần Hạo Nghiên nói khá ôn hòa nhưng giọng điệu rõ ràng là sáng mai phải tìm được nhóm sinh viên. Xin chủ tịch yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm. Theo tôi phán đoán thì bọn họ vào núi không quá xa, có lẽ do mưa nên càng chạy càng xa. Nhưng nếu bọn họ biết suy nghĩ thì nên lập tức dừng lại chờ đội cứu nạn. Quốc Đống, chuyện này cậu không nên coi nhẹ, lúc này không thể để xảy ra chuyện. Trong đó có nhiều sinh viên người nước ngoài, nếu xảy ra chuyện thì sẽ mang tính chính trị lớn. Trước khi tôi tới một vị phó bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã gọi cho bí thư ứng hỏi tình hình, yêu cầu chúng ta dùng mọi lực lượng nhanh chóng tìm được tất cả số sinh viên đó. Tần Hạo Nghiên rất thận trọng. Phải coi đây là nhiệm vụ chính trị, không nên cảm thấy chuyện này đảng ủy, chính quyền địa phương chúng ta không có trách nhiệm, không có quan hệ mấy. Việc này thực ra cũng thể hiện năng lực ứng phó khẩn cấp của đảng ủy, chính quyền, thậm chí còn có thể đến mức nước ngoài đánh giá về sự chấp hành và năng lực ứng phó khẩn cấp của toàn Trung Quốc chúng ta. Nghe Tần Hạo Nghiên nói như vậy, Triệu Quốc Đống không khỏi run lên. Đám sinh viên lén vào núi đương nhiên là trách nhiệm của bọn họ nhưng sau khi xảy ra chuyện thì anh xử lý ra sao,
hiệu quả như thế nào, kết quả ra sao thường sẽ là thể hiện năng lực của đảng ủy, chính quyền địa phương. Nếu như kết quả là bi kịch thì chỉ sợ chẳng những bị quốc tế chê trách, thậm chí có thể tạo nghi ngờ về năng lực của đảng ủy, chính quyền địa phương. Theo hắn nhớ du khách Hoài Khánh sang Philippines du lịch rồi bị bắt, cảnh sát Philippines giải cứu không thành công khiến dư luận quốc tế rất nghi ngờ về chính phủ Philippines. Sau khi bố trí cho Tần Hạo Nghiên và Khang Nhân Lương đi nghỉ, Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân đi ra. Bây giờ mà lại xảy ra chuyện là sao chứ? Triệu Quốc Đống hừ một tiếng nói. Trước mặt Trung Dược Quân hắn cũng không giấu tâm trạng của mình. Tổ khảo sát của ban tổ chức cán bộ Trung ương chắc đã tới tỉnh ta rồi chứ? Trung Dược Quân nói. Ừ, có lẽ là ở trên tỉnh 2-3 hôm rồi tới Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Anh nói như vậy có phải thêm loạn không? Ha ha, ai thêm loạn chứ? Trung Dược Quân cười nói. Người ta mong cũng không mong được chuyện tốt này. Việc này khó nói, chỉ đến lúc đó mới biết được. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Hai người đang nói chuyện thì có vài bóng người đi tới. Đến gần Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân mới nhận ra là Lam Quang, Cố Vĩnh Bân và Trúc Văn Khôi. Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân đều có chút kinh ngạc, lúc này ba bọn họ tới đây làm gì? Qua ánh đèn pin, Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân thấy ba người kia mặt đều xa sầm lại, mặt Cố Vĩnh Bân còn tái đi. Long Ứng Hoa ngồi nhà xem thời sự sáng. Tần Hạo Nghiên, Khang Nhân Lương và Triệu Quốc Đống cùng xuất hiện trên TV, đám sinh viên người nước ngoài tới Cô Lỗ Câu du lịch đã mất tích hơn 30 tiếng. Long Ứng Hoa cười cười một tiếng nhìn phóng viên đang phỏng vấn Khang Nhân Lương, Triệu Quốc Đống đứng bên cạnh. Ngay sau đó phóng viên lại hỏi chuyên gia cứu nạn về tình hình, giới thiệu hoàn cảnh tự nhiên của địa phương. Nhân viên cứu nạn nói thời tiết rất xấu nên ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm, chỉ có chờ thời tiết tốt lên mới có thể tìm trên quy mô lớn, có lẽ sáng nay thời tiết sẽ tốt lên. Thú vị đây, xem ra hai hôm nay Ninh Lăng đúng là náo nhiệt. Tổ khảo sát của ban tổ chức cán bộ Trung ương đã đến Ando, ở Ando hai hôm rồi tới Ninh Lăng khảo sát. Như vậy hai hôm này Triệu Quốc Đống sợ rằng chỉ có thể vùi đầu ở Cô Lỗ Câu. Tần Hạo Nghiên và Khang Nhân Lương cũng ở đó, Triệu Quốc Đống hắn không có lý do gì không ở đây. Mà sau hai ngày này khi tổ khảo sát tới Ninh Lăng sẽ có trò hay để xem rồi. Là tìm kiếm thất bại, đám sinh viên chết hết hay là khu công nghiệp nặng của Vân Lĩnh có hành vi chiếm đất phi pháp. Long Ứng Hoa cũng không hy vọng việc tìm kiếm thất bại, nếu như chuyện này quá lớn có khi lại làm giảm chú ý vào việc chính. Nhưng nếu như thực sự xuất hiện chuyện đó thì chỉ sợ đó là ngày, tận thế, đối với Triệu Quốc Đống. Long Ứng Hoa tính qua một chút, đám phóng viên kia chắc đã về Nam Việt, phóng viên Tân Hoa xã chắc cũng đang chuẩn bị viết bài rồi chứ. Long Ứng Hoa không lo đạo đức nghề nghiệp của đám phóng viên. Y biết chỉ cần có hai kênh truyền thông tham gia thì về cơ bản sẽ chặn đứng việc chính quyền địa phương mua chuộc hoặc áp chế, bởi vì dù là ai cũng không muốn nhà khác đưa tin độc quyền. Long Ứng Hoa hy vọng chính là Trang Thiên Hạ đưa trước, sau đó Trang Sao Dần Weekend sẽ đi sâu phân tích. Đây là còn chưa tính mình bố trí thêm cả phóng viên Tân Hoa xã nữa. Long Ứng Hoa không tin Triệu Quốc Đống có thể thoát được kiếp nạn này. Quyển 15, chương 104. Một cao trào làm người ta chờ mong sắp tới. Long Ứng Hoa biết Triệu Quốc Đống có năng lực không nhỏ, cũng biết ở tỉnh ủy thậm chí là Trung ương nhất định có người muốn bảo vệ Triệu Quốc Đống nhưng kết quả sẽ như thế nào. Ba mũi tên cùng bắn, Trang Thiên Hạ là trang web có tính ảnh hưởng lớn nhất trên mạng. Mà tờ Sao Dần Weekend lại được gọi là tiên phong trong dư luận, nội tham, Tân Hoa xã càng được người chú ý. Nghĩ đến đây Long Ứng Hoa không khỏi khâm phục mình, từng đợt sóng dư luận công kích thì y muốn xem ai có thể bảo vệ được Triệu Quốc Đống. Dù là Triệu Quốc Đống tránh được việc bị xử lý thì tư cách vào thường vụ của hắn còn không. Dù là tỉnh ủy hay trung ương cũng không thể để một người bị dư luận nhằm vào trở thành thường vụ tỉnh ủy mới đúng, đó chính là coi thường chính sách khống chế vĩ mô của trung ương. Long Ứng Hoa cho rằng không ai dám mạo hiểm với tiền đồ chính trị của mình để bảo vệ Triệu Quốc Đống. Vậy tư cách thành thường vụ tỉnh ủy sẽ vào tay ai? Long Ứng Hoa nghĩ vậy không khỏi cười phá lên. Cơ hội chỉ lọt vào tay người có chuẩn bị. Khi mọi người còn đang ghen ghét hâm mộ vì Triệu Quốc Đống được xác định làm thường vụ tỉnh ủy, đều thấy mọi việc đã xong thì thực tế nói cho bọn họ biết việc gì cũng có thể xảy ra. Lam Quang thấy mặt Triệu Quốc Đống càng lúc càng trở nên lạnh lùng nhưng vẫn không đến mức hoàn toàn nổi giận như mình nghĩ, cũng không xuất hiện tình huống mắng chửi Lang Thế Quần. Ngược lại Trung Dược Quân mặt mày tái nhợt, chống tay lên bàn trông có chút sa sút và tuyệt vọng hơn cả Cố Vĩnh Bân. Lang Thế Quần thấy Triệu Quốc Đống càng bình tĩnh thì y càng sợ. Triệu Quốc Đống rất hiếm khi lộ ra vẻ tức giận,
cũng hiếm khi thấy hắn thật sự nổi giận, nhưng không có nghĩa là hắn không tức giận. Có lẽ vẻ mặt bây giờ thể hiện hắn đang rất tức giận. Triệu Quốc Đống nghe Lam Quang nói xong liền biết ngay tính nghiêm trọng của vấn đề. Sự kiện, Thiết Bồn, và Kiến Long, đang trong thời kỳ đỉnh cao, cấp bộ Trung ương có thể nói tiến hành điều tra toàn diện hai sự kiện này, qua đó có thể thấy được quyết tâm của Trung ương. Lúc này Vân Lĩnh đột nhiên xảy ra chuyện làm hắn không thể nào trầm tĩnh được. Đây chính là có người lên kế hoạch nhằm vào hắn, vì thế mới chọn đúng lúc này muốn đánh hắn không thể xoay người lại được. Tình hình là rất rõ ràng, huyện ủy, ủy ban Vân Lĩnh quá to gan, mà trước đó bên ủy ban thị xã cũng mắt nhắm mắt mở bật đèn xanh. Từ vẻ mặt của Trung Dược Quân đã nói rõ y biết một chút về việc này, chẳng qua không đơn giản như y nghĩ mà thôi. Lang Thế Quần quá to gan, không ngờ lại chơi trò này. Nó không chỉ kéo cả Trung Dược Quân và Cố Vĩnh Bân xuống nước mà cả mình xuống theo. Nếu chuyện này một hai tháng nữa mới lộ ra thì Triệu Quốc Đống tin khi ấy chức thường vụ tỉnh ủy của mình đã được phê duyệt, mình có thể xử lý việc này trong phạm vi nhỏ. Nhưng bây giờ lại khác, mình chưa được quyết định làm thường vụ tỉnh ủy, thêm hai chuyện này sợ khiến chức thường vụ của mình sẽ bay mất. Chẳng qua Triệu Quốc Đống đúng là có chút phục khí phách của Lang Thế Quần, không ngờ dám có quyết định to gan như vậy. Lang Thế Quần nhất định đã cân nhắc hậu quả khi làm như vậy, nó cũng có nghĩa tiền đồ chính trị kết thúc. Triệu Quốc Đống không biết Lang Thế Quần suy nghĩ sao về việc này. Lão Lang, tình hình tôi thấy mọi người cũng thấy rõ, chuyện này muốn ỉm đi cũng không được. Tại sao anh làm vậy? Dù là trước đó thị xã có ý này nhưng tôi nhớ là năm trước vấn đề hạng mục điện phân của tập đoàn Hâm Đạt đã nói rõ tạm dừng, không được lấy đất nữa. Tại sao anh làm như vậy? Anh coi ý kiến của thị ủy, ủy ban là thế nào? Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Lúc này hắn có tức giận cũng vô ích. Hơn nữa rất nhiều chuyện còn cần Lang Thế Quần lập tức sửa chữa, có thể sửa chữa được đến đâu cũng là tốt tới đó. Bí thư Triệu, thị trưởng Trung, thưa các vị lãnh đạo, đến nước này tôi cũng không muốn biện bạch gì. Tôi biết lần này mình đã rất sai lầm, ai bảo tôi gặp đúng lúc này, chỉ là làm phiền các vị lãnh đạo khiến tôi không yên. Có lẽ đã nghĩ xong, Lang Thế Quần nở nụ cười còn khó coi hơn khóc. Tôi sợ gì muốn hạng mục này nhanh chóng tiến hành cũng không có ý gì khác mà căn cứ mấy nguyên nhân. Một là quá tin vào năng lực của Hâm Đạt, chủ tịch bọn họ đã gặp tôi 3 lần, tôi cũng gặp qua tổng giám đốc của bọn họ. Bọn họ tự mình hứa với tôi hạng mục này chỉ cần lấy hình thức chia nhỏ báo lên trên là có thể được phê duyệt. Trên thực tế y không nói sai. Khi tôi đưa mấy thủ tục đã được thị trưởng Trung, thị trưởng Cố phê đưa lên tỉnh, Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh đã phê duyệt, mà Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh cũng bật đèn xanh. Triệu Quốc Đống gật đầu ra hiệu Lang Thế Quần nói tiếp. Chủ tịch và Tổng Giám đốc Hâm Đạt, Chu Hâm, Chu Vận là hai anh em lập nghiệp từ một nhà máy sản xuất phân bón nhỏ đi lên, sau đó mở rộng thành Tổng Công ty Phân bón Hâm Đạt, sản xuất đạm, lân, kali. Sau đó là tiến vào ngành khai khoáng, hình thành một quá trình toàn diện, có đầu tư lớn ở Vinh Sơn, Thông Thành, hơn nữa đầu thế kỷ cũng tiến vào Kiềm Nam thành lập công ty bên đó. Mà hai anh em này cũng liên tục nhiều năm xuất hiện ở bảng Forbes Trung Quốc. Giống anh em Lưu Thị tỉnh Tứ Xuyên được gọi là gia đình giàu sang. Mặc dù lực lượng không mạnh bằng anh em Lưu Thị nhưng phát triển khá tốt. Tôi thấy bọn họ đúng là làm được điểm này nên có chút tự tin. Hơn nữa huyện ủy nghiên cứu có lẽ cơn bão khống chế vĩ mô sẽ kết thúc vào năm nay, đến lúc ấy kinh tế sẽ đón một cơn gió mà phát triển rất nhanh. Nếu như chúng tôi gác hạng mục này lại thì tập đoàn đã ký kết hiệp định với huyện, hay là trước đó công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đã sớm khởi động. Nếu dừng lại huyện sẽ tổn thất rất lớn. Vì thế huyện xã đã ký hợp đồng với dân chúng có thể đổi ý nhưng chính quyền hai cấp lại không thể. Tiền đền bù, trợ cấp đã phát không ít, nếu dừng lại đó là con số khổng lồ, tài chính Vân Lĩnh không thể gánh chịu được nhiều như vậy. Mấy người không nói gì, dù là Trung Dược Quân hay Lam Quang, Cố Vĩnh Bân, Tằng Lệnh Thuần và Trúc Văn Khôi. Bọn họ hoặc ít hoặc nhiều biết điều này, tổn thất đó dù ở trên thị xã cũng là con số không hề nhỏ. Do dự đoán chính sách khống chế vĩ mô chỉ duy trì 1 năm, hơn nữa thủ tục trên tỉnh cũng đang tiến hành nên chúng tôi vẫn thực hiện. Đến tháng 4, năm do có tin tức truyền ra nên chúng tôi tạm dừng đến hơn tháng trước tập đoàn Hâm Đạt dục nên chúng tôi mới lại tiến hành trở lại. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng, nói đi nói lại đều do chính sách khống chế vĩ mô gây ra hậu quả. Sớm biết vậy hắn lúc đầu kiên quyết một chút, lập tức bóp chết hạng mục này thì đâu ra còn có chuyện này. Nhưng Vân Lĩnh có tài nguyên điện phong phú, điều kiện tốt như vậy mà không khai thác đúng là lãng phí. Nhưng khi chọn đối tượng hợp tác thì Vân Lĩnh đã hơi nhầm,
nếu là tập đoàn trung lưu hoặc mấy tập đoàn lớn khác thì có lẽ đã không vấn đề gì. Nói đi, lúc này còn có gì không thể nói? Thấy Lang Thế Quần muốn nói lại thôi, Triệu Quốc Đống nói. Chuyện đã xảy ra, Lang Thế Quần có lẽ cũng đã nhận số mệnh của mình, bây giờ có trách cũng vô ích. Còn có một nhân tố chính là bí thư Triệu ngài. Vẻ mặt Lang Thế Quần trở nên cổ quái. Tôi, Triệu Quốc Đống run lên, mấy vị khác cũng nghi ngờ. Đúng, bí thư Triệu, bây giờ tôi cũng nghĩ kỹ rồi nên nghĩ gì nói đó. Sau khi ngài đến Ninh Lăng làm Ninh Lăng thay đổi rất nhiều. Thị xã và các quận, huyện biến hóa rất lớn. Nhưng ngài không biết nó cũng mang lại áp lực cực lớn cho chúng tôi, nhất là thấy các quận, huyện khác phát triển nhanh, chúng tôi phát triển không nhanh nên rất sốt ruột. Mà câu nói ai phát triển chậm nhất sẽ bị đào thải khiến đầu bí thư, chủ tịch quận, huyện có thể sắp bạc hết đén nơi. Từng tháng chúng tôi đều phải so sánh với các quận, huyện xung quanh, mấy tháng liên tục mà rơi lại thì không thể ngủ ngon. Lang Thế Quần cười khổ nói. Ở tình huống như vậy tôi có thể dừng hạng mục kia sao? Quyển 15, chương 105. Câu nói của Lang Thế Quần làm mọi người phải suy nghĩ. Làm người đứng đầu không dễ dàng, nhất là trong thời đại cạnh tranh khốc liệt như thế này. Mọi người ngồi đây đều hiểu rõ áp lực kinh tế đối với bí thư, chủ tịch quận, huyện lớn đến mức nào. Anh không thể không dùng hết tâm trí vào việc phát triển kinh tế, nếu không sẽ bị đào thải. Tốc độ phát triển 2 năm qua của Ninh Lăng quá nhanh, nhất là mấy khu vực có ưu thế tương đối tốt là Đông Giang, Thổ Thành cùng với mấy quận, huyện có trụ cột tốt như khu khai phát, Tây Giang và Hoa Lâm đột nhiên tăng mạnh đã tạo thành áp lực không nhỏ đối với các huyện khác. Không thay đổi tư tưởng đổi người, đứng cuối đổi người, người có năng lực lên, yếu xuống, những câu này luôn xuất hiện trong các hội nghị. Đi đến vị trí này có ai không tốn nhiều công sức, ai muốn đi sau người khác. Lang Thế Quần tự nhận mình không phải người Triệu hệ, mà Vân Lĩnh lại phát triển trung bình. Mặc dù kém mấy quận, huyện đứng đầu nhưng cũng tốt hơn Thương Hóa, Phong Đình cùng với Tào Tập, chẳng qua nó không thể giảm bớt áp lực cho Lang Thế Quần. Suy nghĩ phát triển của Triệu Quốc Đống là điều các bí thư, chủ tịch quận, huyện không theo kịp, đó là thực tế. Làm như thế nào theo sát được lối suy nghĩ và bước tiến của Triệu Quốc Đống là một vấn đề khó khăn với lãnh đạo quận, huyện. Triệu Quốc Đống cũng ý thức được điểm này nên trong nhiều hội nghị hắn cũng dành thời gian nói về quan điểm phát triển của mình, về con đường phát triển, làm như thế nào mới có thể đạt được sự phát triển khoa học, hợp lý, làm như thế nào dùng phát triển để đưa tới cuộc sống tốt hơn cho dân chúng, làm như thế nào được dân chúng ủng hộ và hiểu. Nhìn mấy lãnh đạo đều phải suy nghĩ, Lang Thế Quần nói tiếp. Các vị lãnh đạo, chuyện đã xảy ra hơn nữa có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn, tôi cũng rất áy náy. Nhất là đối với bí thư Triệu ngài, là bí thư Vân Lĩnh, cũng là người đứng đầu bộ máy tôi đương nhiên phải gánh chịu trách nhiệm chính. Tôi xin thị ủy miễn chức bí thư huyện ủy của tôi, cũng nhanh chóng báo cáo lên tỉnh ủy. Triệu Quốc Đống nhíu mày rồi xua tay nói. Lão Lang, chuyện này để sau rồi nói, miễn chức hay không còn cần thị ủy nghiên cứu quyết định. Bây giờ anh vẫn là bí thư huyện ủy Vân Lĩnh, tôi nghĩ anh dù còn đương chức một phút cũng phải làm tròn chức trách của mình. Lang Thế Quần im lặng không nói, mấy người khác cũng nhìn Triệu Quốc Đống. Tôi nghĩ như thế này, chuyện này đúng là rất khó giải quyết, rất phiền phức, nhất là bây giờ còn có cả chuyện đám sinh viên mất tích nhưng bên kia chúng ta cũng không thể kéo dài. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Lão Cố, anh lập tức đến huyện cùng Lão Trương giải quyết mấy việc, nhất là vấn đề lấy đất. Nếu đã xảy ra, chúng ta không thể tránh được thì phải đền bù về thủ tục. Cả vấn đề bồi thường và các loại chi phí cho nông dân phải làm tốt. Tôi đoán tổ điều tra bên trên rất nhanh sẽ xuống. Việc này có hành vi vi phạm pháp luật không, có tạo tổn thất lớn không, mấy chuyện này thì ủy ban cùng huyện ủy ban Vân Lĩnh phải gánh chịu trách nhiệm, không thể đùn đẩy được. Triệu Quốc Đống nói làm mọi người chấn động. Câu này của hắn có hàm nghĩa khác, nó có nghĩa thị ủy Ninh Lăng sẽ chủ động gánh trách nhiệm này. Mà làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống sẽ gánh trách nhiệm chính. Lão Lam, anh lập tức cùng Lão Lỗ chuẩn bị phương án trao đổi với giới truyền thông để chúng ta không bị động. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Ý của tôi là chủ động tổ chức họp báo một cách nhanh chóng, công khai toàn bộ tình hình hạng mục. Nhớ mấy vấn đề chúng ta có như chiếm đất, lấy hình thức thuê để lấy đất cùng với cách thức thực hiện không đúng phải nói rõ, không được che đậy, nhưng phải chú ý cách dùng từ để tránh ảnh hưởng. Nhất định phải đưa ra trước khi mấy kênh truyền thông có ý đồ xấu đưa tin. Tuyệt đối không thể để âm mưu tập kích của bọn họ thành công. Mắt Trung Dược Quân và Lam Quang sáng lên, chiêu này của Triệu Quốc Đống rất độc, công bố trước, lộ rõ tình hình,
sau đó chủ động tỏ thái độ để lấy quyền chủ động. Nó tốt hơn nhiều so với đột nhiên bị tập kích. Dược quân, bên này anh và lão lang lập tức liên lạc với tập đoàn Hâm Đạt, phải để bọn họ chủ động gánh trách nhiệm, ví dụ như mấy vấn đề như xây dựng tường vây, lấy đất là bọn họ phải chịu. Huyện ủy, ủy ban Vân Lĩnh có trách nhiệm giám sát không sát sao? Ngoài ra anh có thể nói với hai anh em Chu Hâm cùng Chu Đạt nếu bọn họ không cho thị ủy, ủy ban Ninh Lăng chúng ta câu trả lời thuyết phục thì tự chịu hậu quả. Bí thư Triệu, tôi và lão Lỗ sẽ lập tức chuẩn bị họp báo nhưng thời gian gấp nên tôi dự định tối nay sẽ công bố, còn có cả việc nên thông qua con đường nào để xác định, ngoài ra có cần báo cáo lên tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh không? Lam Quang nói, Bí thư Triệu, tôi thấy hai chúng ta nên đi báo cáo với Chủ tịch Tần. Chuyện đã xảy ra tôi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Đầu năm anh lên Bắc Kinh học, tôi phụ trách công việc, tôi sẽ nói rõ vấn đề này với tỉnh ủy, ủy ban. Trung Dược Quân có chút cảm động nói, Triệu Quốc Đống không phải ra vẻ mà thể hiện rõ tư cách của người đứng đầu. Nhất là khi việc khảo sát tư cách vào thường vụ tỉnh ủy của hắn sắp diễn ra còn đứng ra nhận trách nhiệm. Mặc dù không nói là hoàn toàn mất hy vọng thành thường vụ nhưng cũng tạo ra khó khăn rất lớn. Mà việc này bản thân Triệu Quốc Đống lại không có trách nhiệm mấy. Lúc trước chính mình tỏ thái độ mập mờ mới khiến đám người Lang Thế Quần làm vậy. Được rồi, không cần nói chuyện này. Thị ủy Ninh Lăng là một khối thống nhất, tôi đã về hơn tháng, là bí thư thị ủy đương nhiên có trách nhiệm. Bây giờ không phải lúc nói chuyện nay, chờ chuyện có kết quả thì chúng ta ngồi lại bàn bạc rút kinh nghiệm. Triệu Quốc Đống cắt ngang lời Trung Dược Quân. Lát nữa chúng ta sẽ đi báo cáo qua với Chủ tịch Tần. Lão Lam, anh và lão Lỗ đưa ra bản thảo trước, về phần ai thông báo với truyền thông thì tính sau. Ý của tôi là nếu lấy tư cách thị ủy Ninh Lăng tự phát hiện vấn đề và kiểm điểm, sau đó do tỉnh ủy thông báo, bên này chúng ta tổ chức họp báo, thời gian tính toán chuẩn là có thể giảm bớt sức ảnh hưởng. Khi mây đen trên trời tan đi, ánh nắng chiếu xuống cũng là lúc hai trực thăng bay tới. Khi trực thăng tới đỉnh núi bắt đầu tiến hành tìm kiếm, mà 16 tổ tìm kiếm cũng toàn diện triển khai khắp đỉnh núi. Không ngoài suy đoán của Triệu Quốc Đống, Tần Hạo Nghiên không tỏ thái độ mà yêu cầu Triệu Quốc Đống lập tức báo cáo với Ứng Đông Lưu, yêu cầu thị ủy, ủy ban Ninh Lăng nhanh chóng giao tình hình lên tỉnh ủy, ủy ban, cố gắng lấy thế chủ động, giảm sức ảnh hưởng của vấn đề ở mức nhỏ nhất. Triệu Quốc Đống sau khi báo cáo xong liền gọi lên cho Dương Kính Quang, Dương Kính Quang không hề khách khí mắng Triệu Quốc Đống một trận làm hắn chỉ biết liên tục xin lỗi. Cũng may Dương Kính Quang mặc dù mắng nhưng vẫn đi tới báo cáo qua với Ứng Đông Lưu. Sau đó Triệu Quốc Đống mới gọi điện báo cáo với Ứng Đông Lưu. Ứng Đông Lưu cũng khá tức giận chẳng qua chuyện tới nước này thì y cũng biết thời gian đó Triệu Quốc Đống lên Bắc Kinh học, nhiều chuyện không thể nắm bắt hết. Ứng Đông Lưu yêu cầu Ninh Lăng báo cáo ngay lên tỉnh ủy, phải chi tiết, chính xác và khách quan. Tỉnh ủy sẽ lập tức cử tổ công tác xuống điều tra. Mặc dù Ứng Đông Lưu nói rất ngắn gọn nhưng Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận rõ đối phương đang tức giận. Quyển 15, chương 106. Hừ, tên Triệu Quốc Đống này đúng là dám đứng ra gánh hết trách nhiệm về mình. Y chắc là cho rằng chúng ta sẽ giúp nên mới không sợ, hay là không coi chuyện này ra gì. Ứng Đông Lưu có chút tức giận nhìn Dương Kính Quang. Bí thư Ứng, vậy ngài cảm thấy gánh trách nhiệm là tốt hay không tốt? Dương Kính Quang có chút hỏi lại một câu. Hừ, Ứng Đông Lưu không trực tiếp trả lời Dương Kính Quang mà chuyển sang vấn đề chính. Anh thấy sao về việc này? Bây giờ hai sự kiện loại này đang rất xôn xao, Trung ương có hành động rất lớn, cũng đừng kéo chúng ta vào Ninh Lăng đó. Cái này thì khác, Thiết Bổn là người cầm cờ nên phải đứng mũi chịu sào, phải bị xử lý nghiêm khắc. Chẳng qua xử lý như thế nào ở chuyện này cũng còn tranh luận, có nhiều người nói coi công ty tư nhân là đối tượng khống chế, công ty nhà nước vẫn cười vui là không công bằng, là phân biệt đối xử với kinh tế tư nhân. Âm thanh này còn được nhiều chuyên gia kinh tế trong tế trong nước trợ uy. Cho nên Trung ương vẫn đang cân nhắc vấn đề này, nếu không bây giờ cũng không đến mức không có kết luận chính thức. Về phần Kiến Long thì tôi đoán chỉ là sấm to, mưa nhỏ, tập đoàn Phục Tinh cũng có chút thực lực, chủ yếu xem bên trên thấy như thế nào mà thôi. Dương Kính Quang nghiên cứu nhiều về chính sách kinh tế vĩ mô của quốc gia. Ở Đại học An Nguyên, Dương Kính Quang cùng Bùi Hoài Viễn được gọi là hai giáo sư kinh tế hàng đầu. Chẳng qua sau khi y thành lãnh đạo tỉnh ủy nên dần rời xa giới khoa học. Nhưng không có nghĩa đánh giá của y về nền kinh tế lại giảm đi. Ý anh nói chuyện Vân Lĩnh không quá lớn. Ứng Đông Lưu không cho là đúng. Bí thư Ứng, chuyện phải xem xuất hiện vào lúc nào.
nếu như hạng mục của tập đoàn Hâm Đạt xuất hiện trước Thiết Bổn thì Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân coi như xong. Nhưng bây giờ có hai chuyện kia còn lớn hơn chuyện bên Vân Lĩnh, tôi đoán có lẽ Trung ương sẽ không dễ dàng lại tạo ra một tâm điểm chú ý nữa. Tập đoàn Hâm Đạt cũng là tập đoàn tư nhân có tiếng trong nước. Hai anh em Chu Hâm Chu Đạt đều là ủy viên Hội Thương nhân Trung Quốc, có sức ảnh hưởng lớn trong ngành kinh doanh. Khi hai chuyện kia chưa xử lý xong, Trung ương sẽ không thể mạo muội mở rộng tình hình. Tôi đoán điều tra thì có nhưng xử lý thì có lẽ do tỉnh tự quyết định. Nhưng điều kiện là truyền thông không làm ầm lên. Dương Kính Quang phân tích khá có lý, làm Ứng Đông Lưu cũng phải gật đầu. Nhưng Triệu Quốc Đống có nói Trang Thiên Hạ và Southern Weekend đã tham gia điều tra, sợ là khó có thể khống chế. Ứng Đông Lưu thở dài nói. Có thể nhờ bí thư Ninh Pháp ra mặt giúp không? Dương Kính Quang do dự một chút rồi nói. Ứng Đông Lưu lắc đầu nói. Bí thư Ninh sợ là không dễ mở miệng, y vẫn phản đối can thiệp vào truyền thông, cho rằng chỉ cần phản ánh tình hình thực tế thì không có gì không được, có sai thì sửa. Hơn nữa đây là chuyện tỉnh An Nguyên chúng ta mà. Ngoài Red Giang Thiên Hạ và Trang Southern Weekend, anh không thể đảm bảo Trang khác không đưa. Dương Kính Quang im lặng không nói. Y phải thừa nhận Ứng Đông Lưu nói có lý. Ninh Pháp có mở miệng hay không cũng khó nói, mà tờ Southern Weekend vốn có phong cách độc lập, chưa chắc nghe lời chính quyền. Như vậy chỉ có thể theo ý của Triệu Quốc Đống, tỉnh ủy phải cử tổ công tác xuống điều tra, đồng thời còn phải thông báo việc này, giảm sự tập kích. Dương Kính Quang suy nghĩ một chút rồi nói. Chỉ có thể như vậy, cũng may tên Triệu Quốc Đống này còn có chút bản lĩnh, không biết từ đâu mà nhận được tin này. Nếu không chuyện đột nhiên xảy ra mà không kịp đề phòng sẽ tạo thành cơn sóng lớn. Ứng Đông Lưu nói, anh đi bàn với Vi Phong nhanh chóng lập tổ công tác xuống Vân Lĩnh, cố gắng trong thời gian ngắn nhất hiểu rõ nguyên nhân. Tôi nghĩ Ninh Lăng đã tiến hành điều tra, đồng thời cũng cần báo cáo với văn phòng quốc vụ viện, giọng bình tĩnh một chút, khách quan một chút. Tôi hiểu. Dương Kính Quang gật đầu nói. Chỉ cần chúng ta đi trước thì tôi cho rằng chuyện sẽ không tạo thành sóng gió mấy. Nhiều lắm việc Triệu Quốc Đống vào thường vụ bị gác lại vài tháng mà thôi. Cậu ta dám gánh trách nhiệm thì chút chuyện này chắc cũng thừa nhận được mà. Ứng Đông Lưu nhìn Dương Kính Quang và biết đối phương đây là muốn trêu chọc Triệu Quốc Đống, nhắc Triệu Quốc Đống đừng có việc gì cũng không coi vào đâu. Ừ, tôi đồng ý với anh, phải rửa não cậu ta một lần. Làm cho cậu ta biết đừng có làm ra chút thành tích là coi trời bằng vung. Ứng Đông Lưu cười nói. Sau khi báo cáo xong với Ứng Đông Lưu, Triệu Quốc Đống bình tĩnh hơn nhiều. Chuyện chỉ cần nắm thế chủ động thì cũng không vấn đề gì. Chiêu của đối thủ mặc dù độc nhưng không bao giờ nghĩ tới việc mình lại có tin từ Nam Việt. Công việc khác đã được phân công, giờ hắn cần làm là tập trung tìm kiếm cứu nạn. 2 giờ chiều trên núi truyền tin nói trực thăng và đội ngũ tìm kiếm gần như cùng lúc phát hiện tung tích đám sinh viên. Mấy đơn vị tìm kiếm đã xác định đầu mối và đang tiến lại gần nhau, cuối cùng tìm được 11 sinh viên ở trong một vách đá. Đám sinh viên này mặc dù sức khỏe kém nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tính mạng. Làm người ta lo là có 2 sinh viên không cẩn thận rơi vào khe đá, cũng may mạng lớn nên bị rơi ở mỏm đá nhô ra, lên không được, xuống không được, bị thương không nhẹ. Hơn 40 tiếng làm 2 sinh viên này kiệt sức, nếu không phải đội ngũ tìm kiếm tìm được thì có lẽ bọn họ không sống qua tối nay. Sau đó đám sinh viên nói bọn họ cũng cử người đi tìm người giúp nhưng 2 đội cử đi được nửa đường bị lạc, không tìm được đường rời núi nên đành quay lại. Hơn nữa thời tiết mưa nhiều nên bọn họ không dám cử người đi nữa sợ người cử đi lại lạc đường và gặp bất trắc. Thực tế chứng minh bọn họ làm như vậy là chính xác. 1-2 người ra ngoài tìm người cứu. Không biết rõ địa hình thì rất có thể lạc đường, xa chân xuống vách núi, khe đá. Khi 13 sinh viên cùng xuất hiện, toàn bộ cô lỗ câu hòa trong tiếng reo hò mừng rỡ, ánh đèn máy ảnh liên tục sáng lên làm người ta lóa mắt. Xe cấp cứu đã sớm đợi bên dưới chân núi tiến hành sơ cứu cho các sinh viên, sau đó đưa về bệnh viện Ninh Lăng. Các phóng viên cũng chia thành vài nhóm rời đi, có người theo xe cấp cứu tới bệnh viện, có người ở lại phóng viên đội ngũ cứu nạn. Còn có 1-2 vị phóng viên đến từ đài truyền hình tỉnh và báo tỉnh muốn phỏng vấn Tần Hạo Nghiên và Triệu Quốc Đống, mời bọn họ nói cảm tưởng về cuộc cứu nạn. Triệu Quốc Đống lúc này đã không còn tập trung vào đây nữa, hắn đang nghĩ đến xử lý nguy cơ lần này đối với mình. Mặc dù bên tỉnh ủy đã biết, Dương Kính Quang cũng nói với hắn là Ứng Đông Lưu đồng ý ý kiến của hắn. Tỉnh sẽ cử tổ điều tra xuống, báo cáo với quốc vụ viện và chủ động họp báo nhưng Triệu Quốc Đống biết đối phương một khi phát hiện bị lộ nhất định sẽ có phản ứng. Đối phương còn ra chiêu gì thì hắn không rõ.
Triệu Quốc Đống sớm biết chức thường vụ tỉnh ủy không dễ vào tay mình nhưng không ngờ đối phương lại chơi chiêu ác như vậy. Nếu không phải Vân Hải trùng hợp biết tin thì hắn không biết chuyện sẽ lớn đến đâu nữa. Quyển 15, chương 107. Tổ điều tra trên tỉnh cửa xuống rất nhanh, chỉ chậm hơn tổ công tác của Ninh Lăng vài tiếng. Có lẽ Tần Hạo Nghiên trên đường về tỉnh thì đã ra lệnh cho tổ công tác tới Ninh Lăng. Đây cũng là việc tốt, ít nhất chứng minh tỉnh ủy rất chú trọng việc này. Ninh Lăng tự báo lên cùng với việc tỉnh ủy, ủy ban tỉnh An Nguyên chú trọng như vậy cũng chứng minh tính công chính và nhạy cảm của địa phương khi xử lý việc này. Nó tốt hơn nhiều so với việc bị người ta tố giác rồi mới tìm biện pháp bù đắp. Tổ công tác của tỉnh do Phó trưởng Ban Thư ký Ủy ban tỉnh, Tống Thế Tài đúng 4 giờ chiều đến ZX rồi nhanh chóng triển khai công việc. Mà cùng lúc đó Ủy ban tỉnh cũng chính thức báo cáo với Văn phòng Quốc vụ viện về việc này và cách xử lý của mình. Sau khi nhận được báo cáo của Ủy ban tỉnh An Nguyên, Văn phòng Quốc vụ viện cũng có phản ứng rất nhanh. Dù sao hiện nay cơn bão khống chế vĩ mô vẫn còn mạnh, dù Ủy ban tỉnh An Nguyên tự mình phát hiện vấn đề nhưng đó cũng là việc lớn, Quốc vụ viện không thể không có phản ứng. Rất nhanh tổ công tác do mấy cấp bộ trung ương thành lập chạy tới tỉnh An Nguyên. Long Ứng Hoa khi biết Ủy ban tỉnh và Ninh Lăng có hành động, y biết ngay có người phản bội mình nhưng lúc này y không thể nào phản kích lại được nữa. Ủy ban tỉnh phái tổ điều tra cũng có nghĩa tỉnh muốn nắm quyền chủ động việc này trong tay. Gì mà Ninh Lăng tự nhận khuyết điểm, đều là chó má cả. Nếu không có đám phóng viên ngầm điều tra, Long Ứng Hoa dám khẳng định Ninh Lăng tuyệt đối sẽ không đột nhiên, tự nhận lỗi, với tỉnh. Bây giờ truy cứu ai phản bội mình đã không còn bao tác dụng. Mặc dù mình luôn dặn mấy người tiếp xúc với đám phóng viên, yêu cầu đám phóng viên phải giữ bí mật nhưng chuyện này ai có thể ngăn cản hoàn toàn chứ? Đó là chuyện trên địa bàn người ta, ngậm miệng ăn tiền không phải ai cũng làm được. Không chừng bọn chúng vừa cầm tiền, phỏng vấn xong liền báo cáo với chính quyền địa phương thì sao? Bây giờ mình nên làm gì? Long Ứng Hoa cảm thấy đại thế đã mất, mất tính đột nhiên. Ủy ban tỉnh đã báo cáo lên Quốc vụ viện về việc này khiến tỉnh chiếm tính chủ động tuyệt đối. Bọn họ có thể đưa ra muôn ngàn lý do mà ứng phó. Quốc vụ viện cũng tuyệt đối sẽ không làm lớn chuyện khi tỉnh An Nguyên tự nhận sai. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến tính tích cực của địa phương. Long Ứng Hoa ngửa người ra ghế lặng lẽ xem TV. Thời sự đang chiếu cảnh 13 sinh viên được cứu thoát, sức khỏe qua kiểm tra khá tốt, các sinh viên đều cảm ơn việc chính quyền địa phương nỗ lực tìm kiếm, cũng xin lỗi vì hành vi liều lĩnh của bọn họ. Tên Triệu Quốc Đống này đúng là may mắn, chuyện như vậy mà còn không làm ngã hắn. Chẳng lẽ Long Ứng Hoa này trời sinh chỉ là kẻ thất bại sao? Long Ứng Hoa không cam lòng. Tổ khảo sát của ban tổ chức cán bộ trung ương vừa vặn tới, chẳng lẽ bọn họ hoàn toàn không biết gì về chuyện này sao, chẳng lẽ chuyện này không ảnh hưởng gì tới Triệu Quốc Đống sao? Trưởng ban Hàn Hàn, nghe nói hôm nay tổ công tác của Quốc vụ viện sẽ tới Ninh Lăng điều tra về việc tập đoàn Hâm Đạt chiếm đất phi pháp ở Vân Lĩnh. Vấn đề này có nghiêm trọng không? Tổ trưởng tổ khảo sát Kim Lấp Nhân khá kính trọng Hàn Độ. Hai hôm khảo sát ở trên tỉnh, Hàn Độ đều đi cùng y. Qua đó đủ thấy đối phương tôn trọng đoàn mình tới như thế nào. Việc khảo sát ở trên tỉnh đã kết thúc, sau đây là khách sạn ở Ninh Lăng. Mặc dù chỉ là trình tự nhưng lại là trình tự không thể thiếu. Nếu nói không nghiêm trọng thì tổ công tác của Quốc vụ viện đã không tới. Tổ công tác của tỉnh cũng được cử xuống Vân Lĩnh hôm qua, tình hình chủ yếu chỉ là một chuyện. Nhưng dù sao cũng không thể nói quá nghiêm trọng vì chỉ là lấy nhiều đất một chút, hơn nữa hạng mục kia mới được Ninh Lăng thông qua. Chưa trình lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia phê duyệt. Hàn Độ nói rất có nguyên tắc, tình hình thực tế là như vậy cũng không cố gắng nói giúp Ninh Lăng. Ồ, hôm nay chúng tôi có thể sẽ tới Ninh Lăng khảo sát, có lẽ thời gian là 2 ngày, sẽ tiến hành khảo sát 4 phương diện đức, năng, cần, tích của đồng chí Triệu Quốc Đống khi làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Nhưng sau khi nghe được tin này chúng tôi rất kinh ngạc vì thế muốn hỏi ý kiến của tỉnh ủy tỉnh An Nguyên về việc này. Mặc dù kết quả điều tra chưa có nhưng tôi nghĩ tỉnh ủy các anh cũng đã phái tổ công tác xuống vài hôm nên chắc cũng có phán đoán. Chúng tôi chỉ biết một vấn đề là đồng chí Triệu Quốc Đống có trách nhiệm ở việc này không? Nếu có thì trách nhiệm mang tính gì? Kim Lấp Nhân là trưởng phòng nhiều năm kinh nghiệm ở ban tổ chức cán bộ nên cũng hiểu rõ nếu là lúc bình thường thì việc này căn bản không tạo thành ảnh hưởng mấy đến một bí thư thị ủy. Là thị ủy không thể nào can thiệp vào công việc cụ thể, dù là hạng mục lớn thì hoạt động chính vẫn là chính quyền. Hơn nữa chuyện là hơn năm trước thì Quốc vụ viện căn bản không quan tâm. Nhưng giai đoạn này lại khác. Hàn Độ cũng biết đây là vấn đề không thể né tránh, trên thực tế trước đó Hàn Độ đã chuẩn bị tư tưởng về việc Kim Lấp Nhân sẽ hỏi.
Hàn Độ trầm ngâm một chút rồi nói. Lão Kim, lão Hạ, vấn đề này bây giờ tôi còn chưa tiện trả lời vì còn chưa có kết luận. Nhưng theo cá nhân tôi chuyện này Ninh Lăng tự phát hiện vấn đề rồi chủ động báo cáo với tỉnh, tỉnh hết sức coi trọng và cân nhắc đến chính sách hiện nay thì có thể nói chuyện này tuy nghiêm trọng nhưng chưa tạo thành hậu quả, ảnh hưởng không lớn. Hơn nữa đồng chí Triệu Quốc Đống hồi đầu năm vẫn học trên trường Đảng Trung ương, tháng 6 mới về công tác. Theo tôi thì đồng chí Triệu Quốc Đống không có bao nhiêu trách nhiệm. Đương nhiên là bí thư thị ủy thì nhất định có chút trách nhiệm, việc này còn phải do tỉnh ủy xác định. Ừ, trưởng ban Hàn, ý của anh là bây giờ còn chưa thể xác định vấn đề này đồng chí Triệu Quốc Đống có bao nhiêu trách nhiệm. Hạ chú, người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương gật đầu nói. Là như thế nên tôi đề nghị tổ khảo sát vẫn tiến hành theo trình tự, không nên bị chuyện này ảnh hưởng. Các anh có thể tới Ninh Lăng khảo sát biểu hiện của đồng chí Triệu Quốc Đống. Về phần kết quả của chuyện này tôi nghĩ tổ công tác quốc vụ viện trong thời gian ngắn sẽ có kết luận. Tỉnh ủy tỉnh An Nguyên sẽ căn cứ kết quả của quốc vụ viện mà đưa ra ý kiến xử lý. Tới lúc đó tôi sẽ báo cáo lên ban tổ chức cán bộ và Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Hàn Độ nói làm Kim Lấp Nhân và Hạ Chú khẽ gật đầu, chỉ cần tỉnh ủy An Nguyên có thể nói rõ với ban tổ chức cán bộ và Ủy ban Kỷ luật Trung ương về việc Triệu Quốc Đống có trách nhiệm trong việc này hay không, bọn họ đương nhiên hoan nghênh. Như vậy bọn họ chỉ cần theo trình tự bình thường khảo sát xong là hoàn thành nhiệm vụ. Tỉnh ủy chúng tôi khi quyết định đề cử Triệu Quốc Đống làm thường vụ tỉnh ủy đã suy nghĩ rất kỹ, ở điểm này hai vị khảo sát hai hôm trên tỉnh cũng hiểu rõ. Nhưng tôi muốn nói qua quan điểm của tỉnh ủy về việc này một chút. Hàn Độ cười nói. Trưởng ban Hàn quá khách khí rồi. Ý kiến của An Nguyên là cơ sở, tổ khảo sát chúng tôi cũng là dựa theo chính sách của ban mà tiến hành khảo sát, mong trưởng ban Hàn thông cảm. Kim Lấp Nhân rất lễ phép cười nói. Tôi và lão Hạ không có thành kiến gì đối với đồng chí Triệu Quốc Đống. Trên thực tế hai hôm nay chúng tôi nghe không ít lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh nói về đồng chí này, cảm thấy đây là đồng chí có năng lực công tác mạnh. Ha ha, tôi chỉ muốn nói chính là việc tỉnh ủy An Nguyên đề cử đồng chí Triệu Quốc Đống làm thường vụ tỉnh ủy chủ yếu là hy vọng dùng Ninh Lăng làm ngọn cờ điển hình. Công tác xuất sắc của Ninh Lăng không chỉ thể hiện ở việc phát triển kinh tế, càng nằm ở chỗ Ninh Lăng lợi dụng kinh tế phát triển mà làm lợi cho dân chúng. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chúng tôi và Cục Thống kê tỉnh đều điều tra về độ hài lòng của quần chúng nhân dân Ninh Lăng, qua đó chứng minh điểm này. Tôi hy vọng hai vị khi tới Ninh Lăng khảo sát có thể tìm hiểu ở phương diện này. Tỉnh ủy An Nguyên chúng tôi vẫn luôn cho rằng ý dân mới là tiêu chuẩn xác định công tác của một lãnh đạo chủ yếu tốt hay xấu. Hàn Độ nói làm cả Kim Lấp Nhân, Hạ Chú đều phải trầm ngâm suy nghĩ. Quyển 15, chương 108. Tổ công tác của Quốc vụ viện và tổ khảo sát của Ban tổ chức cán bộ Trung ương gần như cùng lúc tới Ninh Lăng, nó làm thị ủy, Ủy ban Ninh Lăng gặp áp lực khổng lồ. Một tổ điều tra việc chiếm đất phi pháp ở Vân Lĩnh, tổ còn lại là khảo sát tư cách vào thường vụ tỉnh ủy của bí thư thị ủy Triệu Quốc Đống. Có thể nói hai chuyện này làm cả thị ủy, Ủy ban Ninh Lăng khó thở. So sánh với đám người chỗ dựa, Cố Vĩnh Bân đang rất lo lắng, Triệu Quốc Đống lại bình tĩnh hơn, ít ra là ngoài mặt hắn thể hiện được như vậy. Tổ khảo sát tiến hành ở các ban ngành với tốc độ rất nhanh gần như là lấy lệ. Nó làm Trung Dược Quân và Lam Quang hoang mang, khó hiểu. Việc khảo sát các ban ngành thuộc thị xã chỉ mất hơn ngày là xong, như vậy có gì mà đánh giá. Mọi người thấy đây không phù hợp phong cách khảo sát của ban tổ chức cán bộ Trung ương. Dù là trình tự thì anh cũng phải làm cho nó giống một chút mới đúng, làm như thế này là quá cổ thả. Ngược lại tổ công tác của Quốc vụ viện lại điều tra khá cẩn thận. Từ thị xã tới huyện hẽ là người liên quan đến hạng mục này đều được gặp và nói chuyện. Người phụ trách hạng mục này của tập đoàn Hâm Đạt cũng được thông báo tới An Đô để điều tra. Ngay khi tổ công tác của Quốc vụ viện tới Ninh Lăng, mấy trang web lớn như Tân Lãng, Thiên Hạ đều nói qua về việc này. Nhưng trong tin tức này cũng giới thiệu trước khi tổ công tác Quốc vụ viện tới thì tỉnh An Nguyên cùng thị xã Ninh Lăng đã sớm phát hiện vấn đề trong hạng mục điện phân của tập đoàn Hâm Đạt tại Vân Lĩnh, đã dừng hạng mục này và triển khai điều tra. Thứ tư, Southern Weekend đăng bài viết, đất đai, sự khó khăn, để đưa tin về việc này. Mà thứ ba trước đó Triệu Quốc Đống cũng nhận được tin nói tờ Nội Tham, Tân Hoa Xã cũng đưa tin lên án việc phân lĩnh cho tập đoàn Hâm Đạt lấy đất của dân, bài viết với lời lẽ gay gắt nhằm thẳng vào lãnh đạo chủ yếu của Ninh Lăng. Chẳng qua lúc này tổ công tác của Quốc vụ viện đã tới Ninh Lăng nên bài này không tạo ra hiệu ứng gì mấy. Người phụ trách đi cùng tổ khảo sát của ban tổ chức cán bộ Trung ương là Lam Quang đã mơ hồ cảm nhận thấy tổ khảo sát có vẻ hứng thú với việc đánh giá của dân chúng với chính quyền.
Điều này làm Lam Quang có chút kinh ngạc. Tổ khảo sát tiến hành xong việc theo trình tự cũng không rời đi mà trực tiếp xuống cơ sở tìm hiểu từ phát triển kinh tế, cuộc sống dân chúng, cuộc sống văn hóa tinh thần, tình hình đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự. Bọn họ trước đó cũng không nói mình muốn tìm hiểu gì mà thích đến đâu thì đến. Nó đúng là làm nhiễu bố trí ban đầu của Ninh Lăng. Cách khảo sát như vậy diễn ra liên tục trong 3 ngày làm Lam Quang không biết tổ khảo sát sẽ đánh giá đợt khảo sát này như thế nào. Y thậm chí cảm thấy sợ là tổ khảo sát của ban tổ chức cán bộ trung ương nhất định có ý đồ mà tới. Vì thế y cũng lo cho Triệu Quốc Đống, chẳng qua Triệu Quốc Đống lại có vẻ thản nhiên nói để mặc bọn họ. Sao rồi lão hạ, tôi thấy công việc của chúng ta chắc là xong rồi chứ. Kim Lấp Nhân đi chậm trên đê phía đông Ô Giang, 8 người bọn họ chia làm 4 tổ triển khai công việc của mình. Tôi mỗi ngày tiến hành trao đổi, sau 3 ngày coi như có đánh giá khách quan về tình hình thực tế của Ninh Lăng. Ừ, coi như xong. 3 ngày này đúng là có thu hoạch không ít. Mặc dù Ninh Lăng không thích cách khảo sát của chúng ta nhưng tôi thấy cách này sẽ thể hiện được tính khách quan. Ít nhất chúng ta không bị nhiều mây mù che mắt. Hạ chú đến từ Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Theo Trung ương yêu cầu khảo sát cán bộ cấp tỉnh càng lúc càng nghiêm ngặt thì Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng tham gia đợt khảo sát của ban tổ chức cán bộ Trung ương. Ha ha, anh thấy sao? Kim Lấp Nhân nói. Ừ. Tôi cảm thấy lời của trưởng ban Hàn khá khách quan. Ninh Lăng không chỉ có phát triển kinh tế nhanh, hơn nữa việc chăm lo cho đời sống nhân dân cũng làm khá tốt. Nói thật tôi mới đầu còn nghi ngờ việc này nhưng sau mấy lần tự mình đi khảo sát tôi phát hiện phải lật đổ quan điểm vốn có của mình. Hạ chú nói, tôi nghĩ cần khen ngợi việc Ninh Lăng đẩy mạnh xây dựng nhà cho thuê. Bọn họ có thể dành nhiều đất đẹp ở khu Giang Đông để xây dựng nhà cho thuê là hành động rất táo bạo và không dễ dàng. Nghe hạ chú nói như vậy, mắt Kim Lấp Nhân sáng lên. Lão hạ, xem ra anh rất chú ý việc Ninh Lăng xây dựng nhà cho thuê. Tôi thấy anh hình như đã 2 lần đi tìm hiểu việc này. Đúng, bây giờ giá nhà ở đô thị tăng cao, giá đất cũng tăng cao. Ai cũng biết đất là nguồn thu thứ hai của chính quyền địa phương. Năm ngoái Ninh Lăng xây dựng hơn 400 căn nhà cho thuê, năm nay đầu tư xây dựng 1.200 căn, mà địa điểm lựa chọn đều là vị trí đẹp. Có thể nói để chính quyền địa phương bỏ các vị trí đất đẹp như vậy để xây dựng nhà cho thuê là không dễ dàng. Người đứng đầu đảng ủy, chính quyền không có trái tim vì dân chúng thì tuyệt đối sẽ không làm được. Mà thị trường bất động sản hiện nay là khu vực phát sinh tham nhũng rất cao, nếu như lãnh đạo chủ yếu có ý đồ thì rất dễ xảy ra chuyện ở việc này. Trong thời gian ngắn anh muốn để tôi đánh giá về một người là không dễ, nên tôi chọn mảng bất động sản là mảng dễ xảy ra chuyện nhất. Kim Lấp Nhân không nghĩ hạ chú lại có quan điểm độc đáo như vậy. Lần này tổ khảo sát của ban tổ chức cán bộ tiến hành khảo sát Triệu Quốc Đống thì cũng có chút tranh luận. Phó trưởng ban Lăng Chính Dược cùng phó trưởng ban Trương Nhược Cốc đều rất chú ý tới việc này. Nhưng Kim Lấp Nhân cảm thấy quan điểm hai người này khác nhau nên làm y khó xử. Mà người đồng liêu cũ trước đây là Lưu Thác ở tỉnh Hắc Hà cũng gọi tới hỏi thăm việc khảo sát Triệu Quốc Đống, đủ thấy Triệu Quốc Đống này không bình thường. Y vốn còn có chút lo lắng thái độ của hạ chú, nhất là bây giờ Ninh Lăng còn xảy ra chuyện của tập đoàn Hâm Đạt kia. Không ngờ hạ chú lại biến tướng khẳng định công việc của Triệu Quốc Đống, nó làm Kim Lấp Nhân khá vui vẻ. Lão hạ, xem ra anh rất hài lòng với tình hình ở Ninh Lăng. Tôi chỉ có thể nói theo những gì tôi thấy thì tôi hài lòng. Nếu bản thân Triệu Quốc Đống còn có vấn đề ẩn giấu chưa lộ ra thì lại khác. Đó không phải là chuyện chỉ khảo sát vài ngày là nhìn ra được. Kim Lấp Nhân cười cười một tiếng rồi tiện tay ném viên đá xuống dòng sông. Ừ, bây giờ từ tình hình khảo sát có thể thấy tỉnh ủy tỉnh An Nguyên đề cử Triệu Quốc Đống làm thường vụ tỉnh ủy là có cân nhắc. Ninh Lăng phát triển kinh tế nhanh, mà thu tài chính tăng cao cũng không khiến thị ủy, ủy ban Ninh Lăng quên đầu tư cho sự nghiệp dân sinh. Trung ương bây giờ đang rất quan tâm đến việc xúc tiến tăng thu nhập cho dân chúng, giải quyết khó khăn cho dân chúng được chú trọng. Trưởng ban Trư bên tôi trong mấy hội nghị đều nói khi khảo sát lãnh đạo chủ yếu một nơi thì không chỉ nhìn vào chỉ tiêu kinh tế, còn phải xem đảng ủy, chính quyền địa phương đã làm bao công việc thực tế giải quyết vấn đề cho dân chúng. Quan điểm này của Kim Lấp Nhân rất được hạ chú tán đồng. Đúng thế, ở điểm này rất nhiều nơi mới chỉ nói bằng lời nhưng trong công việc lại chưa làm được mấy. Mắt của lãnh đạo chủ yếu chỉ nhìn chằm chằm vào xây dựng cơ sở vật chất cùng hạng mục công nghiệp để phát triển kinh tế. Nhưng bọn họ lại quên mục đích phát triển kinh tế chính là cải thiện đời sống nhân dân. Quyển 15, chương 109. Tổ khảo sát và tổ điều tra rời khỏi Ninh Lăng cũng gần như cùng lúc. Bọn họ đến như vì công việc bình thường,
thị xã cũng không giống chống khua chiêng tiễn bọn họ. Nó giống như là một cơn gió qua mà thôi. Nhưng ai cũng biết hai chuyện này hợp lại thì kết quả điều tra và kết quả khảo sát như thế nào cũng khó biết. Triệu Quốc Đống cũng biết chuyện mình vào thường vụ chưa chắc đã xong. Trước khi có kết luận cuối cùng về việc ở Vân Lĩnh, chức thường vụ tỉnh ủy của hắn vẫn chưa rõ ràng. Đây lại không phải vấn đề hắn có thể giải quyết được mà nó trên tầm trung ương. Hắn cũng thông báo chuyện này với Thái Chánh Dương, Liễu Đạo Nguyên và Lưu Nham. Ở hai người Thái Chánh Dương, Liễu Đạo Nguyên, hắn nhất định bị ăn mắng. Lúc này mà còn bị người túm được nhược điểm có thể nói hắn làm bí thư thị ủy còn chưa giỏi. Triệu Quốc Đống cũng chỉ có thể vâng dạ. Bên Lưu Nham thực ra lại an ủi hắn vài câu, bảo hắn không nên quá lo lắng. Ở chuyện này chủ yếu là thái độ, mà Ninh Lăng tự mình nhìn nhận vấn đề chính là cách tốt nhất. Điều này làm Triệu Quốc Đống có chút an tâm. Sự phát triển của Ninh Lăng không thể vì chuyện này ảnh hưởng. Dù sau này tỉnh ủy xử lý như thế nào thì tôi tin cũng không đến mức mất chức mà. Trong phòng hội nghị thường vụ, Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh nói. Bây giờ chúng ta cần phải tiếp tục triển khai công việc, chẳng những không thể chậm mà còn cần tiến bước nhanh hơn nữa. Lão Lam, anh nói qua công việc trung tâm sắp tới của thị xã chúng ta. Trung Dược Quân có chút bội phục Triệu Quốc Đống vì không hề sốt ruột với chức thường vụ tỉnh ủy kia. Không cần biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào, chỉ riêng sự bình tĩnh đó cũng không phải ai cũng làm được. Được, theo ý của Bí Thư Triệu thì Ninh Lăng chúng ta trong thời gian tới sợ rằng còn có vài hạng mục công việc quan trọng phải làm ngay. Cuối tháng 5 trong tỉnh tổ chức cuộc tọa đàm về chỉ thị của Trung ương về việc tiến hành nâng cao năng lực chấp chính của Đảng. Khi ấy Bí Thư Triệu còn ở trên tường Đảng, thị trưởng Trung và tôi đã tham gia hội nghị. Sau khi Bí Thư Triệu về, thị trưởng Trung và tôi đã tiến hành báo cáo lại việc này với Bí Thư Triệu, quyết định thị ủy Ninh Lăng chúng ta sẽ triển khai trước việc này. Lam Quang nhìn quanh một vòng và nói. Bí Thư Triệu, thị trưởng Trung và tôi vốn xác định sẽ tiến hành ở tuần trước nhưng không ngờ tuần trước lại nhiều việc nên đành gác lại. Theo ý của Bí Thư Triệu, chúng tôi quyết định bắt đầu từ tuần tới sẽ tổ chức đại hội đảng chính toàn thị xã. Bắt đầu từ tuần sau triển khai cuộc học tập, thảo luận trong 3 tháng, tiến hành phê bình và tự phê bình. Trong 3 tháng học tập này thì chúng ta cũng không phải là gác các công việc khác lại, chúng ta cần phải đưa nó vào trong công việc thực tế để tìm ra khuyết điểm và thiếu sót trong công việc. Trung Dược Quân tiếp lời Lam Quang. Gần đây chúng ta còn có không ít công việc cấp bách cần giải quyết. Ví dụ như cầu đoàn kết nối giữa khu Lâm Cảng, khu Khai Phát, cùng với cầu Đông Hồng nối khu Hà Nam, khu Giang Đông sẽ lập tức khởi công xây dựng. Ngoài ra Sở Giao thông cũng chính thức chấp nhận xây dựng cải tạo quốc lộ từ Nam Độ, Nam Hoa tới Vân Lĩnh, Ninh Lăng chúng ta. Hiện nay đoạn từ Vân Lĩnh tới Ninh Lăng đã sắp làm xong, đoạn từ Vân Lĩnh tới Nam Độ cũng đã làm xong công tác chuẩn bị, lập tức sẽ tiến hành làm đường. Đây cũng là một công trình rất lớn, sau khi xong nó sẽ tăng khả năng cung ứng, vận chuyển từ Ninh Lăng đến Nam Hoa. Hội nghị thường ủy cuối cùng đã kết thúc, không khí lần này không thoải mái như các lần trước. Vì dù sao các thường vụ lúc nói chuyện hay suy nghĩ đều vẫn nghĩ đến sự kiện của tập đoàn Hâm Đạt. Các thường vụ rời đi chỉ còn lại 3 người Triệu Quốc Đống, Lam Quang và Trung Dược Quân. Bí thư Triệu, bên trên không có chút tin tức gì sao? Lam Quang không nhịn được không khí nặng nề như thế này. Lão Lam, chuyện như vậy đâu có đơn giản thế. Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi cũng không vui vẻ gì, ai bảo Ninh Lăng chúng ta lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Còn có thể trách ai? Cho nên tôi nói chúng ta cũng không nên nghĩ đông nghĩ tây, cần làm gì vẫn phải làm. Dược Quân nói đúng, chỉnh đốn tư tưởng là tất yếu nhưng cũng cần kết hợp vào trong công việc thực tế của chúng ta. Năm nay kinh tế cả nước hơi đình trệ, đó là cơ hội của Ninh Lăng chúng ta. Chúng ta cần lợi dụng cơ hội này mà xác lập địa vị kinh tế của Ninh Lăng ở trong tỉnh. Bí thư Triệu, tuy nói như vậy nhưng chuyện kia đúng là đả kích mạnh vào tinh thần cán bộ Ninh Lăng chúng ta, nhất là việc anh lên làm thường vụ tỉnh ủy chỉ còn là trình tự. Bây giờ nếu vì việc này mà gác lại thì không công bằng. Trung Dược Quân thở dài nói, Triệu Quốc Đống ở chuyện này đã đứng ra nhận trách nhiệm. Mặc dù không biết tình nghĩ như thế nào nhưng chỉ cần có thái độ như vậy là đủ rồi. Dược Quân, không nên nghĩ vấn đề phức tạp như vậy. Chỉ là một chức thường vụ thôi mà, chẳng lẽ anh cảm thấy tôi lên làm thường vụ là có thể chỉ trỏ tay chân trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy sao? Triệu Quốc Đống xua tay nói, tôi tự biết vị trí của mình ở đâu, cũng chỉ là mang theo hai lỗ tai đi nghe một chút mà thôi. Bí thư Triệu, tôi thấy chúng ta cần phải chủ động phản ánh tình hình thực tế của Ninh Lăng với tỉnh ủy,
ít nhất chúng ta cũng có thể đạt chút hiệu quả mà. Lam Quang nhíu mày nói. Lão Lam, hiệu quả gì vậy? Chuyện như vậy thì đó là vấn đề của chúng ta. Chúng ta nhận sai và sửa chữa. Hơn nữa chuyện cũng không tạo thành tổn thất quá lớn. Tập đoàn Hâm Đạt cũng đang tích cực xin phê duyệt hạng mục. Bây giờ chỉ cần theo trình tự phê duyệt mà thôi, còn được hay không lại là việc khác. Chúng ta chỉ cần mình đoan chính là đủ. Triệu Quốc Đống ra vẻ thản nhiên. Bây giờ chúng ta cần làm là vùi đầu làm việc của mình, mưa gió bên ngoài chúng ta không xen vào, cũng không cần chú ý nhiều. Trung Dược Quân và Lam Quang đều nghe ra chút buồn bực trong giọng của Triệu Quốc Đống. Hai người nhìn nhau rồi không tiện nói tiếp chuyện này. Triệu Quốc Đống về văn phòng, ngồi xuống ghế nhắm mắt suy nghĩ. Gặp chuyện này có thể làm người ta vui vẻ là điều không thể có. Lam Quang nói cũng không có gì không đúng, thái độ vừa nãy của mình có vẻ hơi quá. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng không có tâm tư nghĩ tới việc này. Cơn tức tối trong lòng mấy ngày nay không tìm được chỗ phát tiết, bề ngoài còn phải tỏ vẻ thản nhiên đúng là làm người ta mệt mỏi. Là ai chơi một chiêu tàn nhẫn như vậy đối với mình thì Triệu Quốc Đống không cần đoán cũng biết. Chẳng qua chiêu của đối thủ là chiêu công khai. Nếu anh không có vấn đề thì không ai có thể làm gì được anh. Anh mà có chuyện vậy anh phải chuẩn bị tư tưởng bị người theo dõi. Nó giống như cuộc sống riêng của mình vậy, mình luôn phải đề cao cảnh giác khỏi bị người túm được nhược điểm. Nhưng ở việc công thì Triệu Quốc Đống đúng là không ngờ đối phương lại nhằm vào. Vì hắn vốn tin rằng ở phương diện này mình vẫn làm tốt. Long Ứng Hoa đây là bị dồn vào chân tường, Triệu Quốc Đống không nhịn được cười lạnh một tiếng. Y nghĩ chiêu này đá mình ra rồi tới lượt y sao? Nghĩ thì hay đó, đừng nói mình nhất định phải có chức thường vụ này, dù mình thật sự không muốn chức thường vụ này thì tỉnh ủy tuyệt đối cũng không tha thứ cho kẻ như Long Ứng Hoa. Lam Quang nói cũng có lý, bây giờ mà cứ ngồi chờ cũng không phải kế sách tốt nhất. Trên tỉnh có lẽ cũng đang chưa xác định tổ điều tra của Quốc vụ viện sẽ kết luận vụ việc như thế nào. Quyền xử lý có nằm toàn bộ trong tỉnh hay không thì tỉnh cũng chưa xác định. Mà ban tổ chức cán bộ trung ương cũng chưa thể nào có quyết định công nhận mình làm thường vụ tỉnh ủy hay không khi chưa có kết luận cuối cùng của cuộc điều tra. Triệu Quốc Đống không biết lúc nào tổ công tác của Quốc vụ viện sẽ đưa ra kết luận, thường chuyện này nhiều lúc phải chờ tình hình chính trị trong nước thay đổi mới có thể tiến hành. Nếu không có ngoại lực tác động thì có lẽ là 3 tháng, nửa năm. Nếu là bình thường thì 3, 5 tháng không sao cả nhưng bây giờ lại khác, nhất là khi có người nhìn chằm chằm vào vị trí thường vụ tỉnh ủy của mình. Như vậy nó sẽ có nhiều ẩn số. Có lẽ mình nên chủ động ra tay một chút. Quyển 15, chương 110. Bắc Kinh mùa hè mát hơn tỉnh An Nguyên nhiều. Nói chung thời tiết phương Bắc mùa hè tốt hơn miền Nam. Người đón Triệu Quốc Đống là Hứa Vĩ. Năng lượng quốc toàn đã chuyển trụ sở chính lên Bắc Kinh. Theo như lời phòng tử toàn thì năng lượng quốc toàn sau đây sẽ trở thành công ty quốc tế hóa chứ không phải đứng trong một góc như trước nữa. Mặc dù Triệu Quốc Đống không cho rằng một công ty chuyển trụ sở tới Bắc Kinh hoặc Thượng Hải chính là quốc tế hóa nhưng hắn cũng không phản đối năng lượng quốc toàn chuyển trụ sở lên Bắc Kinh. Dù sao Bắc Kinh thuận lợi cho anh tiếp xúc với nhiều loại tài nguyên, quan hệ hơn. Mà năng lượng quốc toàn nếu muốn chính thức bước ra thế giới thì càng cần nhiều sự ủng hộ. Triệu Quốc Đống cũng khá vui vì Hứa Vĩ càng lúc càng trầm tĩnh. Mọi người đều đã trưởng thành, Hứa Vĩ đi từng bước từ cậu thanh niên nông thôn đến bây giờ cũng là nhờ nỗ lực của y. Chú lên Bắc Kinh vậy bên Kiềm Nam do ai phụ trách? Triệu Quốc Đống hỏi. Kiềm Nam đã thành trụ sở quan trọng ở phía nam của năng lượng quốc toàn. Mà năm nay Kiềm Nam chính là khu vực được năng lượng quốc toàn đầu tư nhiều nhất ở trong nước. Một phần nguyên nhân là do bên Nội Mông và tỉnh Tấn có biến hóa, năng lượng quốc toàn cũng càng lúc càng nhạy cả với nền chính trị trong nước, càng lúc càng chú ý nên muốn tăng việc, đi ra ngoài. Theo suy nghĩ của phòng tử toàn nếu như không nhanh chóng đưa năng lượng quốc toàn lên thị trường chứng khoán thì năng lượng quốc toàn sẽ dùng chiến lược mượn xác. Phòng tử toàn vốn còn có ý niêm yết lên thị trường chứng khoán Thượng Hải nhưng do bị nhiều hạn chế, hơn nữa trong nước có không ít chính sách phân biệt với các công ty tư nhân vì thế y liền chuyển mục tiêu sang thị trường chứng khoán Hong Kong, chuẩn bị tiến hành mua một công ty ở bên này trước, sau đó rót tài sản của năng lượng quốc toàn ở tỉnh Tấn, Nội Mông vào để lên thị trường chứng khoán. Chiến lược phát triển của năng lượng quốc toàn đã có thay đổi. Ở Trung Quốc thì năng lượng quốc toàn tăng đầu tư về phía Nam, giảm đầu tư ở Nội Mông, tỉnh Tấn. Đồng thời năng lượng quốc toàn lại đầu tư mạnh ở Mông Cổ, Indonesia cùng Australia, Lào. Tử toàn ca đã bố trí người khác ạ? Hứa Vĩ nói. Vậy còn chú có dự tính gì không? Triệu Quốc Đống biết Hứa Vĩ nếu về Bắc Kinh thì nói rõ phòng tử toàn có ý định khác.
Tử Toàn ca muốn em sang Mông Cổ phụ trách, bên đó hơi hỗn loạn nhưng công ty lại không ngừng tăng vốn đầu tư. Tử Toàn ca không quá yên tâm khi giao cho người khác nên muốn em sang đó một thời gian. Xe Mercedes, Ben tiến vào đường cao tốc liền nhanh chóng tăng tốc độ lên 120 km. Bên đó điều kiện có chút khó khăn, không chừng lại quay về thời điểm chú và Tử Toàn khởi nghiệp ở Nội Mông. Chú chuẩn bị tư tưởng chưa thế? Triệu Quốc Đống cười nói. Xe Mercedes, Ben màu đen vốn là loại xe Phòng Tử Toàn thích nhất. Trong xe hơi thì Phòng Tử Toàn thích hai thương hiệu là Rolls-Royce cùng Mercedes-Benz, hơn nữa thích nhất màu đen, chỉ tiếc màu đen Rolls-Royce bây giờ đối với Phòng Tử Toàn mà nói vẫn là hy vọng xa vời. Đây không phải là do không có tiền mà nó quá bắt mắt, không chắc đã là chuyện tốt với sự phát triển của công ty. Đại ca, anh cũng quá coi thường em rồi. Ở Kiềm Nam hay Mông Cổ đối với em đều không có vấn đề gì. Nói thật em còn phải cảm ơn Tử Toàn ca vì cho em cơ hội đứng riêng một chỗ. Mà tính em cũng thích cuộc sống nhiều thử thách hơn. Hứa Vĩ cười nói. Triệu Quốc Đống lần này lên Bắc Kinh cũng không định làm phiền ai, thậm chí ở tỉnh hắn cũng không nhiều lời. Hắn chỉ xin phép Dương Kính Quang nói vợ mình từ Iran về nên muốn nghỉ hai hôm. Dương Kính Quang cũng đồng ý. Không khí chính trị ở trong nước hiện nay hơi vi diệu vì chính sách khống chế kinh tế vĩ mô của Trung ương. Một vài nơi bị ảnh hưởng rất lớn nên có không ít người kêu gọi Trung ương khi áp dụng chính sách cần phải căn cứ vào tình hình thực tế, không nên áp đặt. Một số chuyên gia kinh tế cũng có thái độ nghi ngờ về hiệu quả của chính sách này. Bọn họ cũng lo nếu như đến lúc chính sách này dừng lại thì sức bắn ngược của nó sẽ cực lớn. Nền kinh tế thị trường phải do chính thị trường điều tiết và khống chế, chính quyền chỉ có thể đưa ra chính sách an tính chỉ đạo, dẫn hướng chứ không phải là can thiệp trực tiếp. Truyền thông trở thành trận địa của các chuyên gia kinh tế. Các hệ tư tưởng đều đưa ra các ngôn luận làm cho người ta chú ý. Giới kinh tế cũng tranh luận nhiều về thủ đoạn và hiệu quả của đợt khống chế này. Lúc trên máy bay Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ mình nếu mạo muội tham gia luồng giao phong tư tưởng này sẽ phản tác dụng. Dù sao thân phận của hắn đã khác, nếu công khai nhảy ra thì sợ sẽ dẫn tới phản kích không cần thiết. Vì thế hắn suy nghĩ chỉ có thể đi đường vòng mà tiến hành bày tỏ quan điểm của mình. Chính sách khống chế chung nhất định là không sai, chủ yếu nằm ở thủ đoạn khống chế và phương thức thực hiện. Chính quyền làm như thế nào cam đoan chính sách không nghiêng về một nhóm quần thể lợi ích nào đó. Ở điểm này quyền lực khống chế của các cơ quan hành chính sẽ là rất lớn. Triệu Quốc Đống nghe nói trong Đại hội Đảng lần thứ tư khóa 16 tới đây sẽ tiến hành thảo luận về việc giải tỏa trói buộc cho kinh tế tư nhân. Triệu Quốc Đống đang định dựa vào tin này để dò xét một chút, đồng thời cũng muốn trao đổi với lãnh đạo tập đoàn Hâm Đạt. Hai anh em Chu Hâm Chu Đạt lần này tới Bắc Kinh tham gia ra hội nghị hội công thương toàn quốc. Triệu Quốc Đống không mong hai anh em Chu Hâm Chu Đạt này có thể thay đổi chính sách, nhưng có thể hy vọng hai người bọn họ đưa ra tiếng nói trong hội nghị cấp quốc gia, xúc tiến chuyện ở Vân Lĩnh nhanh chóng được phê duyệt. Hai anh em Chu Hâm Chu Đạt này thì Triệu Quốc Đống cũng không lạ gì. Với hạng mục của tập đoàn Hâm Đạt tại Vân Lĩnh, ngay từ đầu Triệu Quốc Đống đã phản đối, cho rằng hạng mục điện phân đang thừa ở trong nước. Hơn nữa ngành tiêu tốn điện năng lớn như vậy thì quốc gia nhất định có chính sách điều chỉnh, khống chế. Mặc dù Vân Lĩnh có tài nguyên điện phong phú nhưng khi chính sách quốc gia được công bố sẽ không thỏa hiệp với vì một phương án cá biệt nào cả. Nhưng sau vài lần nói chuyện với hai anh em Chu Hâm Chu Đạt, Triệu Quốc Đống cũng dần thay đổi cảm tưởng với đối phương, cũng từ thái độ bi quan chuyển sang lạc quan cẩn thận. Theo hắn thấy hai anh em Chu Hâm Chu Đạt là nhà kinh doanh tư nhân thành công như vậy nhất định là có điểm độc đáo của bọn họ. Trong quá trình phát triển, tập đoàn Hâm Đạt không ngừng điều chỉnh nhưng ngành chính vẫn không đổi, vẫn chiếm phần lớn trong lợi nhuận của tập đoàn. Mà lần này bọn họ đặt cược vào hạng mục điện phân này cũng là do phân tích rất chu đáo tình hình thị trường, cho rằng công ty tư nhân của bọn họ dễ thành công hơn công ty nhà nước. Với điều kiện của Vân Lĩnh bây giờ mặc dù là không có tập đoàn Hâm Đạt tiến vào thì 2-3 năm nữa mấy công ty lớn khác của nhà nước trong lĩnh vực này cũng tiến vào. Vậy tại sao tập đoàn Hâm Đạt không thể đi đầu? Chu Hâm Chu Đạt lúc nói chuyện với Triệu Quốc Đống cũng tỏ rõ thái độ. Bọn họ nói nếu đã hạ quyết tâm làm hạng mục này thì nhất định phải làm tốt, phải cho bên ngoài thay đổi cái nhìn ngờ vực về hạng mục này. Do hai người tỏ thái độ như vậy nên thái độ của Triệu Quốc Đống thay đổi đôi chút. Hắn sau đó cũng ủng hộ hạng mục này nhưng có hai điều đó là hạng mục này phải cải thiện đời sống nhân dân trong vùng. Triệu Quốc Đống đặc biệt đưa ra ý này chứ không phải là cải thiện tình hình tài chính địa phương. Thứ hai chính là hạng mục phải nghiêm khắc tuân theo quy định bảo vệ môi trường, không thể hy sinh hoàn cảnh tự nhiên mà phát triển.
anh em Chu Hâm Chu Đạt cũng hứa sẽ làm được hai điểm này. Quyển 15, chương 111. Hứa Vĩ đưa Triệu Quốc Đống đến cửa câu lạc bộ Mỹ Châu, hai anh em Chu Hâm đã sớm đợi ở đây. Hai anh em bọn họ đều là hội viên câu lạc bộ này, đây cũng là nơi bọn họ hay tiếp khách. Mặc dù trụ sở chính của tập đoàn Hâm Đạt nằm ở An Đô nhưng trụ sở nghiên cứu của bọn họ lại ở Bắc Kinh. Như Chu Đạt nói, ở Bắc Kinh sẽ thuận tiện tiếp xúc công nghệ mới của thế giới và thu hút nhân tài hơn. Việc hạng mục điện phân Hâm Đạt chiếm đất phi pháp lộ ra đã đẩy thị ủy, ủy ban Ninh Lăng lên đầu sóng ngọn gió, nó cũng làm hai anh em Chu Hâm không vui vẻ gì. Hai người Chu Hâm vẫn tin mặc dù cơn bão khống chế tuy mạnh nhưng ngành điện phân vẫn là ngành trụ cột, chỉ cần có thị trường thì ngành này vẫn phát triển. Vân Lĩnh có thể nói có đầy đủ điều kiện phát triển ngành này, nguồn cung ứng điện dồi dào và tài nguyên đất phèn cao, đây là cơ hội trời ban. Hơn nữa chính quyền Vân Lĩnh rất ủng hộ hạng mục, chỉ thiếu mỗi thiên thời. Xảy ra chuyện làm cho hai anh em Chu Hâm bị đả kích lớn. Bọn họ không phải lo bị xử phạt, trên thực tế việc cũng không tạo thành ảnh hưởng quá nghiêm trọng, đồng thời bọn họ cũng đã lập hạng mục và báo cáo lên trên, chỉ còn chờ thời gian phê duyệt mà thôi. Bọn họ chủ yếu là lo việc này ảnh hưởng đến quan hệ giữa tập đoàn với chính quyền địa phương. Bí thư thị ủy Triệu Quốc Đống sắp lên thường vụ tỉnh ủy lại gặp chuyện này, nó gần như là đòn chí mạng. Bây giờ lời đồn truyền khắp tỉnh An Nguyên, nói gì mà việc khảo sát Triệu Quốc Đống vào thường vụ tỉnh ủy đã không có hy vọng gì. Nó cũng có nghĩa là hạng mục của tập đoàn Hâm Đạt tại Vân Lĩnh hoàn toàn dừng lại. Không có chính quyền địa phương ủng hộ thì điều kiện của Vân Lĩnh có tốt hơn nữa cũng không tới lượt Hâm Đạt. Sau khi nhận được lời chấp nhận gặp mặt của Triệu Quốc Đống, hai người Chu Hâm đều suy nghĩ làm như thế nào để đền bù tổn thất cho vị bí thư thị ủy Ninh Lăng này. Anh, làm như vậy có ổn không? Em thấy chúng ta nên xem một chút trước đã. Chu Đạt vẫn cảm thấy cách bố trí của ông anh mình không ổn mấy. Lão nhị, nhìn gì nữa, cứ tiếp tục nhìn thì hạng mục này của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể hết. Chu Hâm có chút nôn nóng nói. Chu Hâm không quá rõ về Triệu Quốc Đống. Mặc dù tiếp xúc vài lần nhưng y có cảm giác như mình nằm trong đám sương mù vậy. Từ đầu Triệu Quốc Đống phản đối sau ủng hộ hạng mục, ngay cả Chu Hâm cũng không rõ lý do gì thuyết phục được vị bí thư thị ủy giỏi làm kinh tế của Ninh Lăng này. Về phần hai điều mà Triệu Quốc Đống yêu cầu theo Chu Hâm thấy đó chỉ là làm ra vẻ mà thôi. Nhưng chúng ta làm như vậy nếu Triệu Quốc Đống phản cảm thì sẽ phản tác dụng mất. Chu Đạt cẩn thận nói. Chú chưa thử sao biết hắn có thích hay không? Chu Hâm hỏi lại một câu. Lão nhị, biểu hiện của Triệu Quốc Đống có vẻ không giống đám quan chức khác, nhưng anh thấy đó là một người còn trẻ, chẳng lẽ hắn không có ham muốn gì sao? Người này có đầu óc thoáng đạt, tầm nhìn xa, quen với việc vận hành của các công ty, đúng là một nhân tài. Nhưng nhân tài cũng là con người. Anh cảm thấy y không có hứng thú với tiền mấy, đương nhiên thứ hắn thích nhất chính là thành tích đủ để đánh bóng tên tuổi của hắn. Chu Hâm trầm giọng nói. Vậy anh muốn làm gì? Chu Đạt nghe ra ý ẩn trong câu nói của Chu Hâm. Anh đã cẩn thận nghiên cứu quá trình phát triển của hắn, người này không phải không có sở thích, ví dụ như tác phong sống có chút thú vị. Chu Hâm cười nói. Anh nói là hắn thích phụ nữ nên muốn thử ở điểm này. Chu Đạt không cho là đúng. Người đàn ông nào không thích gái đẹp trừ khi là kẻ có vấn đề. Chủ yếu nằm ở chỗ khả năng tự khống chế. Triệu Quốc Đống dù thích phụ nữ cũng rất bình thường nhưng ít nhất hắn khống chế tốt để không có quá nhiều lời đồn. Rất nhiều thứ đều là thử từng bước mới biết được. Lão nhị, chú cần phải học tập thêm nữa. Mắt Chu Hâm sáng lên. Ở tình hình hiện nay nếu chúng ta không nỗ lực thì sợ rất khó có thể được Ninh Lăng ủng hộ. Theo tin tức anh nhận được thì tập đoàn Trung Lữ đã thông qua vài con đường để đòi nhận hạng mục này của chúng ta tại Vân Lĩnh. Chú biết bọn họ đưa điều kiện gì không? Chu Đạt có chút giật mình nói. Điều kiện gì vậy? Hừ, chú nói điều kiện gì mà Triệu Quốc Đống không thể từ chối nhất? Chu Đạt nghiến răng nghiến lợi nói. Ý của bọn họ rất rõ ràng, nếu An Nguyên có thể ủng hộ bọn họ tiếp nhận hạng mục này, bọn họ sẽ ra mặt giúp đỡ tỉnh giảm thiểu sức ảnh hưởng của việc này xuống thấp nhất. Bọn họ dám làm như vậy sao? Mặt Chu Đạt trở nên khó coi. Cạnh tranh với công ty nhà nước thì công ty tư nhân mặc định là kém. Công ty nhà nước khổng lồ thì cũng kèm theo mạng lưới quan hệ rộng. Có lẽ ưu thế duy nhất của công ty tư nhân là cơ chế và hiệu suất làm việc. Có gì không dám chứ? Bọn họ có chỗ dựa thì sao không lợi dụng? Chú cho rằng đám lãnh đạo công ty nhà nước đều ngu cả sao? Bọn họ chọn thời cơ quá thích hợp. Lần trước chúng ta có thể thành công tiến vào Vân Lĩnh,
không phải bọn họ ngu hơn chúng ta mà là bọn họ đánh giá mình quá cao, cũng coi thường sự quyết đoán của chính quyền địa phương. Chu Hâm hừ một tiếng. Tên Triệu Quốc Đống này rất lợi hại, chú không nghe hai điều hắn đặt ra cho chúng ta sao? Muốn cho dân chúng địa phương hưởng lợi ích từ hạng mục này mà không phải tài chính của địa phương, phải đảm bảo an toàn lao động và môi trường, như vậy chiến tích sẽ nằm trong tay hắn. Dù chúng ta làm như thế nào cũng phải thỏa mãn hai điều này, nếu không hắn sẽ xử chúng ta. Tập đoàn Trung Lữ không phải không thể thỏa mãn quá cao này của hắn nên mới hậm hực rời đi sao? Nhưng bây giờ lại là cơ hội tốt nhất của bọn họ. Chu Đạt nghe xong không khỏi thở dài nói. Em cảm thấy trên tỉnh và bản thân Triệu Quốc Đống có vẻ không thể từ chối điều kiện bọn họ đưa ra. Dù là tỉnh thì chúng ta có thể tác động nhưng Triệu Quốc Đống thì sao? Vậy hôm nay chúng ta phải hiểu rõ ý của hắn, phải biết điều kiện của hắn là gì. Nếu hắn không đưa ra điều kiện rõ ràng thì chỉ có thể nói hắn đòi nhiều hơn. Chẳng qua dù nhiều hơn chúng ta cũng phải thỏa mãn hắn. Chu Đạt nặng nề nói. Theo anh thấy thì hắn rất lợi hại, vì thế hôm nay chúng ta phải dò xét từng bước một. Chu Đạt không nói gì mà cúi đầu xuống, theo y thấy do cũng không giống lời anh mình nói. Đúng, Triệu Quốc Đống này khôn khéo, nhạy cảm nhưng có lẽ chỉ là quan niệm. Một lãnh đạo khôn khéo, có năng lực cũng không có nghĩa sâu trong lòng hắn ẩn giấu sự đen tối. Triệu Quốc Đống là loại người như thế nào thì bây giờ còn chưa thể kết luận. Triệu Quốc Đống đến đây liền cảm thấy mình như về thời gian mới nhận chức ở bộ năng lượng hơn 2 năm trước. Lúc ấy câu lạc bộ này hắn thường xuyên tới, gần như một tháng tới 2-3 lần. Có lúc đi cùng mấy người Lôi Hướng Đông, Kiều Huy, có lúc lại đi cùng lãnh đạo các công ty thuộc bộ tới đây. Bây giờ nhìn lại thì nửa năm đó như là thời gian dễ chịu nhất của mình từ khi vào chính trị. Hơn nữa hoàn cảnh công việc khá đơn thuần cũng là thời gian nghỉ ngơi cho hắn vốn quen công việc ở địa phương. Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ thu lại tâm trạng ngoài lề. Hôm nay hắn cần nói chuyện với hai anh em Chu Hâm xem nên làm như thế nào để kết thúc hạng mục điện phân Hâm Đạt. Anh em Chu Hâm mặc dù không phải đứng hạng đầu trên bảng Forbes nhưng vẫn vững vàng ở trong bảng nhiều năm, tiền không ngừng tăng lên, qua đó đủ thấy ninh lăng của hai người này. Quyển 15, chương 112. Từ tầng 28 nhìn xuống có thể thấy hết cảnh đêm của Bắc Kinh. Nóc cố cung, tháp đài truyền hình trung ương cùng Tây Sơn Đỉnh đều hiện ra ngay trước mặt. Lúc Triệu Quốc Đống ngồi xuống đã có người rót rượu vang cho hắn. Không khí ở đây thoải mái dễ chịu hơn Trường An nhiều, khách cũng tùy ý hơn. Nói thật Triệu Quốc Đống cũng thích phong cách này hơn. Hắn biết hai anh em Chu Hâm là hội viên lâu năm ở đây. Lúc còn công tác ở Bộ Năng lượng, hắn đã gặp anh em Chu Hâm tại đây, chẳng qua hai bên không có chào hỏi gì. Bọn họ thậm chí còn không nhận ra hắn. Nhưng thật ra hắn nghe Lôi Hướng Đông giới thiệu về hai người này. Mà bây giờ không ngờ hai bên lại cùng ngồi với nhau, có vài cuộc nói chuyện với nhau. Bí thư Triệu, đối với việc ở Vân Lĩnh hai anh em tôi rất xin lỗi, không ngờ chuyện lại thành như vậy. Chu Hâm lúc này trông rất bình thường, không ai có thể nhìn ra được y và Chu Đạt vừa bàn bạc với nhau. Chủ tịch Chu, chuyện đã xảy ra có oán trời trách người cũng vô ích. Tôi chỉ đang suy nghĩ nếu như hạng mục này cứ thế bị gác lại cũng không phải biện pháp, cũng không có lợi cho tập đoàn Hâm Đạt các anh, cũng không có lợi cho sự phát triển của Vân Lĩnh. Vì thế tôi lần này lên Bắc Kinh lại nghe hai anh ở đây nên muốn hỏi xem Hâm Đạt có dự tính gì không. Triệu Quốc Đống lắc lắc cốc rượu và nói. Anh em Chu Hâm đều hơn 40, đã ở trong thương trường hơn 20 năm nhưng mỗi lần gặp Triệu Quốc Đống đều có cảm giác khó nói chuyện. Cảm giác này đối với hai anh em Chu Hâm mà nói là không tự nhiên. Bí thư Triệu, không giấu gì ngài, Hâm Đạt bây giờ vẫn đang cố gắng để được phê duyệt hạng mục. Đối với hạng mục này Hâm Đạt chưa bao giờ gác lại, tôi tin ngài cũng cảm nhận được. Tỉnh khá ủng hộ hạng mục này của Hâm Đạt nhưng do chính sách khống chế vĩ mô của quốc gia nên thời gian bị kéo dài một chút. Chu Đạt tiếp lời. Vậy Hâm Đạt các anh định cứ kéo dài như vậy, có nghĩ thông qua con đường nào khác thúc đẩy chuyện này không? Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Anh em Chu Hâm không khỏi run lên. Chẳng lẽ mình suy nghĩ đúng, Ninh Lăng muốn hợp tác với Trung Lữ, vứt bỏ Hâm Đạt. Không biết bí thư Triệu có gì chỉ dạy anh em tôi. Chu Hâm trầm giọng nói. Triệu Quốc Đống lắc lắc chén rượu, một lúc lâu sau mới nói. Tôi vẫn cho rằng hạng mục điện phân Hâm Đạt lúc đầu phù hợp với quy hoạch và sự phát triển của Vân Lĩnh. Nhưng chính sách quốc gia thì chúng ta phải tuân theo cho nên tạm thời gác lại một chút cũng không có gì là xấu. Chẳng qua lúc này lại có người lấy việc này mà lên án Ninh Lăng, chúng ta không thể không phản kích.
chỉ sợ hai vị cũng biết có một vài công ty nhà nước khổng lồ hy vọng họ nhận lại hạng mục này để giảm đi các tin tức không tốt đối với Ninh Lăng. Từ góc độ cá nhân tôi mà nói tin này là có lợi, nhưng tôi nghĩ nếu bọn họ mượn cơ hội này áp chế địa phương có phải sẽ khiến lợi ích Ninh Lăng bị tổn thất quá lớn không? Triệu Quốc Đống như giới thiệu với anh em Chu Hâm, hoặc như hỏi chính mình. Triệu Quốc Đống nói làm Chu Hâm, Chu Đạt run lên, lại thấy nghi hoặc. Thời này thật sự có người vì lợi ích địa phương mà không màng tới lợi ích cá nhân sao? Hợp tác với Trung Lữ sẽ giải quyết êm chuyện này, nhưng nếu Ninh Lăng vẫn chọn hợp tác với Hâm Đạt phải đưa ra cái giá gì? Bí thư Triệu, Hâm Đạt chúng tôi vẫn hy vọng tiến hành hạng mục này. Như trước đây đã trao đổi, chúng tôi không chỉ muốn xây dựng nhà máy ở Vân Lĩnh, còn muốn thành lập khu công nghiệp nặng ở Vân Lĩnh. Ngoài dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh về điện phân ra, chúng tôi còn có lý lợi dụng tài nguyên đá vôi phong phú của cô Lỗ Câu để xây dựng một hạng mục khai thác 800.000 tấn đá vôi, toàn bộ sẽ được dùng cho tập đoàn chúng tôi, đồng thời có thể thực hiện việc sản xuất tuần hoàn, đạt mục đích bảo vệ môi trường. Chu Hâm bắt đầu tung ra mồi nhử thứ nhất. Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu. Điểm này hắn biết, hạng mục này thực ra sớm được Hâm Đạt đề cập tới trước cả hạng mục điện phân. Chẳng qua do hạng mục điện phân chưa được phê duyệt nên hạng mục này chưa chính thức đưa ra bàn bạc, nghiên cứu. Bây giờ xem ra tập đoàn Hâm Đạt hy vọng lợi dụng cái này để khiến Ninh Lăng tin vào bọn họ hơn. Hạng mục này là rất cần thiết, nó vừa có thể lợi dụng tài nguyên của địa phương, vừa có thể bảo vệ môi trường, đây là chuyện tốt. Tôi tin hai vị cũng thấy được hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội của chuyện này. Triệu Quốc Đống cười nói. Tập đoàn Hâm Đạt khá hứng thú với mảng tài chính. Lúc Ninh Pháp còn ở Ninh Lăng, toàn tỉnh tiến hành cuộc cải tổ quỹ tín dụng nhân dân, nhiều quỹ tín dụng lớn chuyển sang thành ngân hàng thương mại, thông qua việc phối hợp với chính quyền địa phương mà một vài công ty tư nhân đã có cổ phần trong các ngân hàng thương mại. Mặc dù cổ phần chưa chắc đã nhiều nhưng nó cũng giúp cho các công ty này dễ tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng thương mại hơn. Tập đoàn Hâm Đạt lúc ấy cũng là công ty tư nhân nổi tiếng toàn tỉnh, hiệu quả kinh doanh tốt. Hơn nữa tập đoàn Hâm Đạt còn có công ty trực thuộc niêm yết lên thị trường chứng khoán cho nên đã mua và thành cổ đông quan trọng của ngân hàng thương mại Vinh Sơn, Thông Thành. Vì vậy bọn họ vay vốn cũng dễ dàng hơn. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu mà tập đoàn Hâm Đạt dám can đảm đưa ra ý tưởng xây dựng khu công nghiệp nặng ở Vân Lĩnh. Anh em Chu Hâm nhìn nhau, xem ra tên Triệu Quốc Đống này muốn ra giá. Hạng mục 800.000 tấn đá vôi chưa làm hắn động tâm. Ừ, bí thư Triệu. Tập đoàn Hâm Đạt chúng tôi còn có một hạng mục dự định sẽ đẩy mạnh sau khi hạng mục điện phân được phê duyệt. Ví dụ như chuẩn bị hạng mục hợp kim với vốn đầu tư 500 triệu. Hạng mục này yêu cầu kỹ thuật khá cao nhưng xây dựng xong chẳng những mang lại lợi ích lớn về kinh tế đồng thời cũng có thể lợi dụng các sản phẩm thừa từ sản xuất điện phân. Chu Đạt có chút không nhịn được nữa. Xem ra lần này không đưa ra vài thứ thật sự thì đối phương sẽ không động tâm. Mặc dù như vậy chưa chắc được đối phương đồng tình nhưng vẫn còn hơn ngồi im dâng hạng mục cho bên Trung Lữ. Ồ, mắt Triệu Quốc Đống sáng lên, hắn cũng nghiên cứu qua về hạng mục điện phân, nếu muốn nâng cao giá cả thì đúng là cần yêu cầu rất cao. Nếu Hâm Đạt có ý ở phương diện này nói rõ bọn họ đã tìm hiểu sâu về ngành điện phân. Bí thư Triệu, xem ra ngài cũng nghiên cứu qua về ngành điện phân. Việc sản xuất kim loại với công nghệ hiện nay mặc dù không khó nhưng làm như thế nào loại bỏ được tạp chất nhiều nhất. Sản xuất được nhiều nhất thì Hâm Đạt chúng tôi hiện nay đã có kỹ thuật chuyển giao công nghệ độc quyền của nước ngoài. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng mua các thiết bị trong nước nhưng kỹ thuật sẽ là hàng đầu của thế giới. Mục tiêu của là vừa có hiệu quả cao, vừa bảo vệ môi trường. Chu Hâm rất tự tin nói. Hâm Đạt vẫn coi hạng mục ở Vân Lĩnh là một sản nghiệp trụ cột của tập đoàn, quyết không phải là việc đầu tư trong ngắn hạn. Đúng thế bí thư Triệu, không giấu gì ngài, chúng tôi còn ký hiệp định ghi nhớ với tập đoàn Long Thịnh. Nếu như hạng mục Hâm Đạt, Vân Lĩnh xây dựng xong, tập đoàn Long Thịnh về nguyên tắc sẽ xây dựng một công ty lớn ở Vân Lĩnh. Chỉ cần hạng mục này tiến hành sẽ thúc đẩy kinh tế Vân Lĩnh phát triển nhanh hơn nữa. Chu Đạt gằn từng chữ một. Triệu Quốc Đống không nhịn được cười nói. Hai vị, xem ra các vị có vẻ hiểu rõ sở thích của tôi, thứ này nghe thật tuyệt vời. Tôi cũng tin hạng mục này đúng như anh miêu tả. Nó đúng là có thể khiến Vân Lĩnh phát triển nhanh hơn nhưng mà... Chu Hâm và Chu Đạt nhìn nhau, bọn họ biết đây mới là mấu chốt cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Đối phương cũng muốn lật bài rồi. Bí thư Triệu, hôm nay chỉ có ba người chúng ta ở đây, ngài có gì băn khoăn xin cứ nói. Chỉ cần là chuyện Hâm Đạt chúng tôi có thể làm, chúng tôi quyết không từ chối, điểm này mong ngài yên tâm. Quyển 15, chương 113. Triệu Quốc Đống có chút buồn cười.
hai người Chu Hâm xem ra có ý đồ rồi. Hai vị, tôi nghĩ các anh cũng thấy hiện nay trong nước đang có tranh luận về chính sách khống chế vĩ mô, nhất là các công ty tư nhân không ngừng bị chính sách này ảnh hưởng, còn công ty nhà nước lại có thể dựa vào quốc gia mà an toàn vượt qua cửa, nó khiến giới kinh tế và lý luận chú ý. Trung ương cũng chú ý tới điểm này nên muốn thay đổi. Mà gần đây Trung ương đã thông qua các loại con đường để đưa ra vài thông tin, cùng lúc đó hội nghị lần thứ tư, Đại hội Đảng khóa 16 cũng sẽ tiến hành làm như thế nào buông lỏng nền kinh tế tư nhân, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Chu Hâm, Chu Đạt khẽ gật đầu, hội nghị hội công thương toàn quốc lần này chính là thảo luận về chính sách buông lỏng của Trung ương mà phát triển kinh tế phi công hữu. Nhất ao Trung ương lần này có bước tiến khá lớn, đưa ra ý kiến buông lỏng các ngành lũng đoạn, ủng hộ kinh tế tư nhân tiến vào các ngành như đường sắt, điện lực, nguồn năng lượng, hàng không, quặng mỏ. Cổ vũ các nhà đầu tư tham gia việc cải cách công ty nhà nước. Phạm vi chính sách rất rộng, nó tạo chấn động không nhỏ với giới kinh tế tư nhân, cảm thấy Trung ương lần này có phải thật sự bật đèn xanh với kinh tế tư nhân. Ý kiến của Trung ương muốn chấp hành xuống dưới thì tôi thấy còn có khoảng cách. Dù là lực độ hay tiết đầu đều sẽ giảm không ít. Bây giờ dù là khu vực có kinh tế tư nhân phát triển nhanh nhất cả nước là Chiết Giang cũng có những mạng lưới vô hình trói buộc kinh tế tư nhân. Gì, chính quyền địa phương vừa cần kinh tế tư nhân để phát triển kinh tế địa phương, về phần khác vẫn có các cơ chế hành chính để khống chế kinh tế tư nhân. Triệu Quốc Đống nói rất rõ ràng, Chu Hâm cũng hiểu ý của hắn. Bí thư Triệu, ngài nói rất đúng. Hạng mục điện phân Hâm Đạt, Vân Lĩnh chúng tôi là ví dụ rõ ràng nhất. Nếu là tập đoàn Trung Lữ làm hạng mục này thì tôi dám nói chỉ sợ là từ tỉnh tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đã sớm bật đèn xanh. Hiện nay Quốc vụ viện đang tổ chức cuộc hội thảo kinh tế phi công hữu ở Thanh Đảo, nghe nói tranh luận khá sôi nổi về phương diện này. Thủ tướng Văn cùng Phó Thủ tướng Tô cũng tham gia hội nghị tiến hành trao đổi với đại diện các công ty tư nhân, nghe nói hội nghị này chỉ có một ngày mà nâng lên 2 ngày rưỡi. Hai vị chắc cũng cảm nhận điều khác lạ từ hội nghị này. Triệu Quốc Đống đương nhiên biết rõ tập đoàn khổng lồ như Hâm Đạt có thể phát triển được đến ngày hôm nay thì ngoài sự tích lũy cũng còn có quan hệ rộng. Hâm Đạt ngoài có quan hệ tốt ở tỉnh An Nguyên ra thì cũng có con đường của mình ở trên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, cũng có tiếng nói và sức ảnh hưởng ở Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Quốc gia và Hội công thương Quốc gia, trong giới học thuật và truyền thông cũng có người lên tiếng cho bọn họ. Bí thư Triệu, bây giờ mọi người đều đang mong chờ kết quả từ hội nghị này. Nhưng theo chúng tôi biết đây chỉ là cuộc thảo luận, có lẽ còn phải đợi sau mới có hành động thực tế. Giới học thuật và kinh tế rất chú ý đến động tác này của Trung ương, chẳng qua tôi cảm thấy nó tạm thời chưa có tác dụng mấy đối với hạng mục điện phân. Chu Đạt trầm giọng nói. Đây mới là điều quan trọng nhất, chuyện cứ kéo dài sẽ càng có nhiều ẩn số. Triệu Quốc Đống có vẻ còn chưa chính thức nhận áp lực từ tập đoàn Trung Lữ, nhưng kéo dài như vậy khó tránh khỏi ảnh hưởng đến việc vào thường vụ tỉnh ủy của hắn. Hắn sẽ dao động thì sao? Nếu không đạt được gì thì đương nhiên không có thay đổi, nhưng hiện nay có chuyển hướng về chính sách thì tại sao không mượn nó để làm lớn hơn một chút? Bí thư Triệu, lớn hơn một chút là sao? Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Hai vị đều là tinh anh trong giới kinh doanh, cũng có sức ảnh hưởng với giới lý luận và truyền thông, tại sao không lợi dụng tài nguyên này? Chu Hâm nhìn nhau và gật đầu nói. Bí thư Triệu, ý của ngài thì chúng tôi hiểu. Ngài cảm thấy bây giờ thích hợp làm như vậy sao? Ha ha, anh nếu không thử thì sao biết nó có hiệu quả hay không? Có đôi khi dư luận có thể phản ánh ý của cấp trên, có khi dựa vào nó làm cấp trên chú ý, khiến người ta phải suy nghĩ. Chỉ cần có thể tạo được tác dụng này thì tôi nghĩ vậy là đủ rồi. Triệu Quốc Đống cười nói. Hai anh em Chu Hâm cũng biết chỉ có thể nói tới nước này, mặc dù còn không quá tin Triệu Quốc Đống như không có hứng thú với việc khác. Nhưng đối phương nói không lộ chút sơ hở trong lời nói gì nên bọn họ không tiện hỏi nhiều. Đồ ăn Tây của câu lạc bộ khá tốt, ba người vừa ăn vừa nói chuyện tiếp đến cục diện kinh tế trong nước. Chu Hâm, Chu Đạt là người thành công trong kinh doanh không phải là ngẫu nhiên, cũng hiểu nhiều về nền kinh tế quốc gia. Những phân tích, suy đoán về nền kinh tế của Triệu Quốc Đống làm hai người Chu Hâm khá bội phục. Vị bí thư thị ủy này trong 2 năm có thể khiến kinh tế Ninh Lăng phát triển vượt bậc như vậy đương nhiên là có năng lực, bản lĩnh. Bí thư Triệu, tối có bận gì không? Nếu không thì ở lại đây, tối nay câu lạc bộ có một hành động sắp diễn ra. Đó là hoạt động mang tính từ thiện, không ít hội viên cùng khách mời tới. Tôi thấy bí thư Triệu khá quen với nơi này, hai anh em tôi cũng muốn có thêm thời gian thảo luận với ngài. Chu Đạt cười cười mời Triệu Quốc Đống. Ồ! Anh biết là tôi không thích mấy việc này.
Hơn nữa thân phận của tôi không thể thoải mái như các anh, không thích hợp xuất hiện trong trường hợp này. Triệu Quốc Đống khéo léo từ chối. Ha ha, Bí thư Triệu, ngài quá cẩn thận rồi. Trên thực tế tham gia hoạt động này cũng không đại biểu cái gì. Tôi đã thấy không ít quan chức có đôi khi tham gia hoạt động này, hôm nay tới hầu hết là người trong làng giải trí. Ngài tham gia cũng chỉ là ngồi xem một chút mà thôi, nếu không tôi có thể bảo người bố trí bàn của chúng ta vào bên trong, vừa xem vừa nói chuyện. Mắt Chu Hâm sáng lên. Không cần, tôi nghĩ mình nên đi. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ rồi nói. Tôi vừa nãy cũng đã nói và hy vọng hai vị ghi nhớ. Tập đoàn Hâm Đạt nếu như có thể bước qua được cửa này thì có lẽ sẽ phát triển đến tầm cao mới. Từng công ty đều trải qua giai đoạn cao trào và phát triển bình thường, đều có được cơ hội. Tôi hy vọng tập đoàn Hâm Đạt sẽ phát triển nhanh hơn nữa. Chu Hâm, Chu Đạt có chút thất vọng. Bọn họ hy vọng thông qua việc tiếp xúc để hiểu về tên Triệu Quốc Đống này. Trước kia mấy lần gặp chỉ là trao đổi về hạng mục, bây giờ mới vừa trao đổi thêm chuyện bên ngoài thì lại bị gác lại. Chu Hâm rất muốn tạo được quan hệ mật thiết giữa đôi bên để về sau đối phương giúp tập đoàn mình. Nhưng Triệu Quốc Đống có vẻ không có hứng thú này, nó khác phán đoán của Chu Hâm. Chu Hâm thầm nghĩ có lẽ do quan hệ của mình và đối phương chưa đủ thân thiết. Chỉ có một lần ngồi như thế này thì sao có thể chính thức tới gần đối phương được. Hai anh em Chu Hâm đưa Triệu Quốc Đống xuống lầu. Bí thư Triệu, ngài nhìn xem, kia là phó cục trưởng ở Bộ Dân Chính, Tần Khải Trạch, mấy vị kia cũng là quan chức chính phủ. Bọn họ cũng tham gia hoạt động này. Lão Chu, hoạt động làm từ thiện thuộc phạm vi công việc của bọn họ, thậm chí phải cổ vũ. Đương nhiên các anh nên tham gia nhiều vào hoạt động từ thiện, nó sẽ khiến tâm lý mình thoải mái hơn. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Xe Mercedes, Ben đã dừng ở bãi đỗ xe đợi. Hứa Vĩ hạ cửa kính xuống, đợi Triệu Quốc Đống đi ra thì một bong người đột nhiên chạy tới cửa xe. Hứa Vĩ, chú mày ở đây làm gì? Tử Toàn ca về sao? À, nhị ca, Tử Toàn ca không về, vẫn bên kia. Chẳng qua đại ca đang ở trên nói chuyện với khác. Hứa Vĩ nhìn hai người phụ nữ đứng sau Đức Sơn, hai người này trông quen quen. Chú nói ai? Đại ca của anh. Đức Sơn có chút giật mình nói. Đại ca sao lại lên Bắc Kinh? Sao lại ở đây? Anh hỏi đại ca ý, em chỉ làm lái xe thôi. Đại ca bảo em đưa đến đây rồi lên, vừa nãy gọi bảo em tới đón. Hứa Vĩ nhún nhún vai. Một người phụ nữ trong kia y cũng biết một chút, đó là Trình Nhược Lâm hình như có quan hệ không bình thường với Triệu gia. Chẳng qua hình như là có quan hệ với đại ca thì phải. Quyển 15, chương 114. Hai anh em Chu Hâm Chu Đạt cùng Triệu Quốc Đống xuống dưới cũng gặp không ít danh nhân. Chẳng qua đây không có quan hệ gì tới Triệu Quốc Đống. Đến bãi đỗ xe Triệu Quốc Đống thấy Đức Sơn, Trình Nhược Lâm cùng hai cô gái khác đứng cạnh xe Hứa Vĩ thì không khỏi giật mình. Hắn không muốn để anh em Chu Hâm Chu Đạt biết quan hệ giữa mình và Đức Sơn nên đi chậm lại. Đức Sơn cũng cảm thấy có người ngoài nên rời đi, Hứa Vĩ vội vàng mở cửa xe. Sau khi chào Chu Hâm Chu Đạt, Triệu Quốc Đống vừa lên xe liền nhận được điện của Trình Nhược Lâm. Trình Nhược Lâm và Đức Sơn đến tham gia hành động từ thiện kia. Đây là điều thường thấy nhất trong làng giải trí. Làm từ thiện là chuyện tốt, em nói với Đức Sơn bảo chú ấy đừng ngại chi nhiều ở việc này. Triệu Quốc Đống cười nói. Câu này em không tiện nói, Đức Sơn coi như ông chủ của em mà. Trình Nhược Lâm cười hì hì nói. Ồ, ông chủ à, càng là ông chủ thì càng phải làm từ thiện nhiều. Kiếm tiền để làm gì? Ngoài việc làm sự nghiệp mình lớn mạnh hơn cũng suy nghĩ đến cuộc sống. Anh thấy ở phương diện này Đức Sơn không bằng Trường Xuyên. Em nhắc nó cho anh, bảo là anh nói. Triệu Quốc Đống hừ một tiếng. Được rồi, em sẽ chuyển lời. Tối nay anh ở đâu? Câu này được Trình Nhược Lâm nói rất nhỏ vì nghe Hứa Vĩ nghe thấy. Em vẫn ở đó. Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Khách sạn Côn Lôn là khách sạn mà Triệu Quốc Đống hay ở khi lên Bắc Kinh. Nhưng hôm nay hắn không tới đó mà đến biệt thự của Trình Nhược Lâm ở gần Thiên Hồ. Đây là nơi có hoàn cảnh ưu nhã, rất đẹp, đương nhiên giá của nó không hề rẻ. Hôm nay Đức Sơn chấp hành đúng lời của anh, chú ấy gần như bỏ tiền nhiều nhất đó. Trình Nhược Lâm rúc vào lòng Triệu Quốc Đống để hưởng thụ cảm giác ấm áp này. Đức Sơn đã trưởng thành nhưng vẫn thích chơi đùa, cả ngày vào làng giải trí làm gì không biết nữa. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài nói. Anh thấy nó đúng là thằng thích chơi, có phải cả đời muốn như vậy không nữa? Cũng không phải do anh làm gương sao? Trình Nhược Lâm cười hì hì nói.
Ít nhất Đức Sơn vẫn độc thân nên dù phong lưu thế nào cũng là tự do của chú ấy, ai có thể xen vào chứ? Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Trình Nhược Lâm. Lời này em chỉ được nói với anh, đừng nói với Đức Sơn, nếu không nó chắc làm loạn hơn nữa đó. Lần này nó lên Bắc Kinh không phải là vì việc của công ty em đó chứ? Không, Đức Sơn không hỏi gì tới chuyện của công ty cả. Quốc Đống, hai người em của anh thoáng thật đó. Từ khi công ty được thành lập mà chưa từng hỏi hoạt động của công ty, ngay cả em chủ động báo cáo công việc thì bọn họ cũng lấy lý do bận mà từ chối. Chưa thấy ai làm ông chủ như vậy cả. Trình Nhược Lâm nói, có đôi khi em suy nghĩ nếu công ty này phá sản thì ăn nói như thế nào với bọn họ. Việc này em thật ra không cần lo lắng, em chỉ dựa theo điều mình muốn mà làm là được. Triệu Quốc Đống thân mật véo má Trình Nhược Lâm. Hơn nữa anh thấy em làm cũng tốt mà, bộ phim đầu tiên hình như anh xem qua một chút rồi thì phải. Bình thường ạ, chỉ có thể nói không lỗ. Như Đức Sơn nói bộ phim đầu tay không thua lỗ là đáng ăn mừng rồi, ý là về sau sẽ làm ăn phát đạt. Trình Nhược Lâm khá hài lòng với công việc của mình. Mặc dù mệt một chút nhưng em thấy rất phong phú. Có đôi khi tối về nhà tắm xong ngủ tới 10 giờ sáng mai mới dậy, có lẽ đêm ai vào mang em đi bán em cũng không dậy được. Cuộc sống bây giờ nhiều thử thách hơn so với lúc ở Ando nhưng em thích như vậy. Thích thử thách hư, mình không như vậy sao? Triệu Quốc Đống lặng lẽ suy nghĩ câu này. Thái độ thẳng và trong sáng của Trình Nhược Lâm làm hắn xúc động. Từ trường đảng về hình như hắn vẫn luôn có áp lực, nhất là sau chuyện ở Vân Lĩnh làm mình trở nên cẩn thận hơn, thậm chí ngay cả mình cũng cảm thấy việc này. Vì thế lần này lên Bắc Kinh cũng rất cẩn thận, không còn vẻ tự nhiên, bình thản như trước nữa. Mục đích đạt được vị trí thường vụ kia là để làm gì? Không phải là để về sau có sân khấu tốt hơn sao? Sân khấu này dùng để làm gì? Ít nhất hiện nay mà nói thì mình có được vị trí thường vụ tỉnh ủy kia thì trong thời gian tới vẫn làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Nếu là như vậy sao mình phải cố chấp quan tâm tới nó làm gì? Chẳng lẽ không có chức thường vụ tỉnh ủy thì tiếng nói của mình ở Ninh Lăng sẽ giảm sao? Nghĩ vậy Triệu Quốc Đống không khỏi có chút buồn cười. Nếu mình phải làm thường vụ tỉnh ủy mới có thể ngồi ổn định trên vị trí bí thư thị ủy Ninh Lăng, như vậy mình quá kém. Nếu như vậy sao mình cứ phải nghĩ tới chức thường vụ làm gì? Mưu việc có thể, mưu quan thì có lẽ không cần. Cảm ơn em đã giúp anh giải đáp khúc mắc trong lòng. Triệu Quốc Đống ôm chặt Trình Nhược Lâm rồi nói. Trình Nhược Lâm có chút khó hiểu, cô không biết sao câu nói của mình lại làm Triệu Quốc Đống đột nhiên cảm ơn mình. Chẳng qua cô phát hiện vẻ u ám trên mặt Triệu Quốc Đống như biến mất, thay vào đó là ý chí dâng trào. Lên Bắc Kinh, Triệu Quốc Đống cũng đi gặp không ít người. Sau khi vứt bỏ được vướng mắc trong lòng, hắn thầm nghĩ cần phải thông qua nhiều con đường để phản ánh hạng mục điện phân Vân Lĩnh, làm cho hạng mục này nhanh chóng được thông qua. Ra khỏi cánh cửa đề phòng nghiêm ngặt kia, Triệu Quốc Đống cảm thấy rất hưng phấn. Cơ hội này là hắn cắn răng kiên trì mà tranh thủ được. Trên thực tế khi gọi cuộc điện cuối cùng hắn vẫn còn có chút lo lắng, chẳng qua cuối cùng vẫn hạ quyết tâm gọi điện. Lục Kiến Bang khi đến Ninh Lăng thị sát đã để lại cho Triệu Quốc Đống vài thứ. Phó chủ nhiệm văn phòng của ủy viên trưởng đã để lại cho hắn một số điện thoại, Triệu Quốc Đống rất trân trọng số này nhưng trước đó hắn chưa từng dùng tới. Làm Triệu Quốc Đống ngạc nhiên đó là văn phòng ủy viên trưởng rất nhanh gọi lại, chiều nay ủy viên trưởng có 2 tiếng rảnh, có thể gặp Triệu Quốc Đống. Thời gian mặc dù ngắn nhưng Triệu Quốc Đống thấy thế là đủ, những thứ cần nói cũng đã nói. Lục Kiến Bang có thể gặp mình thì mình phải tận dụng thật tốt. Nên nói về tình hình phát triển của Ninh Lăng, hình như hơi quá hạn hẹp, về chuyện ở Vân Lĩnh có thể để đối phương nghĩ mình quá lo lắng việc này không? Hay là nói về những thay đổi sau hội nghị công tác phi công hữu mà Trung ương tổ chức? Có lệch vấn đề không? Triệu Quốc Đống lần đầu tiên cẩn thận viết ra những gì mình nên trình bày với ủy viên trưởng. Đề tài phong phú và sâu rộng của ủy viên trưởng làm Triệu Quốc Đống như chút được gánh nặng, nhiều đề tài chất chứa trong lòng được hắn nói ra. Suy nghĩ của ủy viên trưởng đã khác với khi ngài làm phó thủ tướng, suy nghĩ vấn đề càng thêm toàn diện, sâu sắc hơn. Đối với mấy vấn đề và quan điểm Triệu Quốc Đống đưa ra, Lục Kiến Bang cũng chỉ ra vài điểm còn thiếu sót, nó khiến Triệu Quốc Đống có thể từ góc độ khác mà cân nhắc. Triệu Quốc Đống vốn tự hào vì mình suy nghĩ khá toàn diện thì giờ hắn biết trước lãnh đạo quốc gia thì hắn vẫn còn nhiều non nớt. Ai cũng nói ủy viên trưởng Lục Kiến Bang là người nghiêm túc trong lời nói và thái độ nhưng lần này Triệu Quốc Đống lại có cảm nhận khác. Buổi nói chuyện này làm Triệu Quốc Đống thu hoạch được không ít. Còn về phần kết quả mặc dù chưa biết nhưng chính Triệu Quốc Đống phải thừa nhận tảng đá trong lòng mình đã chính thức rơi xuống.
Quyển 15, chương 115. Diêu Văn Chí bình tĩnh nhìn bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp bắt tay chào hỏi đoàn đại biểu đảng ủy, chính quyền tỉnh Điền Nam tới thăm. Đoàn đại biểu của Điền Nam nhận lời mời của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh Nam Việt mà đến, chủ yếu muốn khách sạn tình hình phát triển kinh tế của Nam Việt, đồng thời cũng tham gia một loạt hành động hợp tác kinh tế với Nam Việt. Ninh Pháp sau khi lên làm bí thư tỉnh ủy Nam Việt liền đẩy mạnh điều chỉnh kết cấu kinh tế của Nam Việt, muốn chuyển biến tình hình kinh tế của Nam Việt, muốn đẩy mấy thành phố như Dương Thành, Thâm Quyến phát triển nhanh hơn nữa. Cùng lúc đó Ninh Pháp cũng yêu cầu các công ty có thực lực của Nam Việt nhìn ra bên ngoài. Vì thế do Ninh Pháp và Thái Chánh Dương có quan hệ đặc thù nên cũng xúc tiến Nam Việt và Điền Nam hợp tác. Nam Việt có ý muốn tiến về phía Tây cũng mang đến không ít cơ hội cho các tỉnh khu vực Trung Tây. Mà Điền Nam có vị trí địa lý ưu việt và khí hậu tốt cũng có sức hấp dẫn lớn đối với Nam Việt vốn thiếu tài nguyên. Kinh tế hai tỉnh có khả năng hỗ trợ lẫn nhau, xúc tiến hợp tác kinh tế giữa hai tỉnh cũng là chuyện mà tỉnh ủy, ủy ban hai tỉnh sớm xác định. Đồng nghiệp ngay xưa bây giờ đã cùng là bí thư tỉnh ủy. Nhìn Thái Chánh Dương đứng chung với Ninh Pháp, Diêu Văn Chí mặc dù ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn quay cuồng dậy sóng. Chậm một bước sẽ chậm nhiều bước. Ngày xưa mình và Thái Chánh Dương là bí thư của Hoa Dương cùng Lộc Sơn được xưng là hai huyện có tốc độ phát triển nhanh nhất thành phố An Đô. Từ vị trí đó Thái Chánh Dương vẫn luôn nhanh hơn mình. Mình mặc dù cố gắng phấn đấu, nhanh chóng tiến lên nhưng đối phương cũng không chậm. Khi mình làm phó thị trưởng An Đô, đối phương đã là phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc gia. Khi mình làm thị trưởng An Đô, đối phương đã thành bộ trưởng Bộ Năng lượng. Mình sang Nam Việt làm phó chủ tịch tỉnh thì đối phương đã sớm làm bí thư tỉnh ủy Điền Nam. Lãnh đạo chủ yếu hai tỉnh cùng tham gia cuộc gặp mặt, cùng lúc đó cũng tiến hành nhiều cuộc gặp riêng. Bí thư Ninh, kinh tế cả nước năm nay bị chính sách khống chế vĩ mô ảnh hưởng, Nam Việt sợ cũng gặp khó khăn chứ. Trong phòng tiếp khách của Ninh Pháp, Thái Chánh Dương và Ninh Pháp ngồi nói chuyện với nhau, chỉ có hai người làm không khí khá dễ gần. Tôi cảm thấy đây lại là cơ hội, đào thải các ngành nghề lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. Trung ương không phải liên tục yêu cầu các nơi làm gương sao? Nam Việt có thể làm điển hình ở việc này. Ninh Pháp thản nhiên nói. Nhưng việc này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của Nam Việt không? Thái Chánh Dương cười nói. Trung ương bây giờ chỉ sợ cũng đang mâu thuẫn vì vừa hy vọng Nam Việt tiếp tục ưu thế dẫn đầu về kinh tế, đồng thời cũng hy vọng Nam Việt làm gương trong việc giảm các ngành gây ô nhiễm môi trường. Có được thì có mất nhưng từ góc độ lâu dài thì kinh tế Nam Việt nhất định phải tiến hành bước này. Chính quyền cũng cần chủ động dẫn dắt giúp đỡ điều chỉnh kết cấu kinh tế. Ninh Pháp trầm giọng nói. Đây có thể nói là một cơn đau nhưng ra tay sớm một chút thì vẫn tốt hơn là phải bị động điều chỉnh. Nhưng mà ở trong nền kinh tế thị trường mà chính quyền chủ động can thiệp sợ rằng chưa chắc tạo hiệu quả tốt. Chính quyền đương nhiên không thể trực tiếp can thiệp nhưng có thể có trọng điểm trong việc sắp xếp tài nguyên. Tiến hành giúp đỡ và cổ vũ các ngành tiên tiến, mà đối với các ngành không chủ đạo thì chính quyền sẽ nghiêm khắc tiến hành khống chế. Tôi nghĩ nếu như có thể trong quy định pháp luật mà vẫn có các công ty kinh doanh tốt thì chúng ta không có lý do gì khống chế cả. Công ty như vậy có thể sinh tồn chứng tỏ nó có sức sống. Thái Chánh Dương gật đầu, lời này của Ninh Pháp đúng là có lý. Anh không thể bởi vì chính quyền cổ vũ phát triển ngành chủ đạo mà có thái độ phân biệt đối xử với các ngành khác. Thậm chí là áp chế hy vọng dồn càng nhiều tài nguyên sang ngành chủ đạo. Năm nay tốc độ phát triển kinh tế chậm một chút nhưng tôi cho rằng sang năm sẽ nghênh đón một giai đoạn phát triển nhanh hơn. Làm như thế nào để kinh tế vẫn duy trì xu thế phát triển vững vàng mà không phải dựa vào chính sách để hãm phanh, nhất là phát triển kinh tế cần phải không ảnh hưởng đời sống nhân dân, đây là điều mà các ngành kinh tế cần nghiên cứu. Ninh Pháp suy nghĩ một chút rồi nói. Thái Chánh Dương cẩn thận suy nghĩ lời nói của Ninh Pháp. Bề ngoài thì sự kiện, thiết bản, và kiến long, vẫn chưa giảm sức ảnh hưởng, mặc dù là ở trên trung ương có thái độ khác nhau về hai sự kiện này. Đến nay thái độ rõ ràng về sự kiện này đang dẫn tới tranh luận kịch liệt ở trung ương. Bí thư Vương, ý của ngài là. Vấn đề này rất nhạy cảm, Ninh Pháp trả lời như thế nào là khá quan trọng. Thái độ của tôi rất rõ ràng, chính sách khống chế vĩ mô của trung ương là đúng nhưng phải đối xử như nhau. Không thể vì anh là công ty nhà nước và công ty liên doanh thì có thể liên tục lập hạng mục và được thông qua. Hạng mục do công ty tư nhân trình lên lại tìm mọi cách gây khó dễ, như vậy làm sao tạo được hoàn cảnh cạnh tranh công bằng. Ninh Pháp nói, truyền thông cũng phê bình rất nhiều về vấn đề này, nhưng một số ngành chức năng của chúng ta lại làm như không thấy, như vậy là rất không tốt,
nó dễ ảnh hưởng đến tính tích cực của mảng kinh tế tư nhân. Tôi vẫn có ý kiến về việc này. Trên mạng cũng nói nhiều về chế độ đãi ngộ với công ty nhà nước và công ty liên doanh, đây là do chúng ta không làm tốt. Thái Chánh Dương cảm thấy việc này có chút khó giải quyết. Hội nghị lần 4, Đại hội Đảng 16 sắp tổ chức. Mặc dù nội dung chính của hội nghị là tăng cường công tác xây dựng đảng nhưng mấy việc liên quan đến phát triển kinh tế cũng sẽ được thảo luận. Gần đây Quốc vụ viện đã tiến hành trưng cầu ý kiến ở mấy tỉnh Lỗ, Tô, Chiết, chủ yếu chính là nhằm vào việc làm như thế nào xúc tiến kinh tế tư nhân phát triển, làm cho kinh tế tư nhân trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo nhiều công ăn việc làm cho dân chúng. Bí thư Ninh, lần này tập đoàn Hâm Đạt ở An Nguyên gặp phải chuyện như hai sự kiện kia, tên Triệu Quốc Đống này đúng là đen đủi. Thái Chánh Dương cố ý muốn làm không khí hài hòa hơn nên nói chuyện này. Ồ, tôi cũng nghe nói. Tờ Southern Weekend đưa tin khá toàn diện và khách quan nhưng vẫn còn có chút tâm trạng ở trong đó. So sánh với hai sự kiện kia thì tập đoàn Hâm Đạt chưa phải sự kiện gì lớn. Chẳng qua bây giờ do hai sự kiện kia chưa được Trung ương đưa ra quyết định cuối cùng nên việc xử lý chuyện của tập đoàn Hâm Đạt vẫn tạm gác lại. Ninh Pháp không cho là đúng. Tôi nghĩ việc này rất nhanh sẽ có kết luận rõ ràng. Khi Triệu Quốc Đống nhận được tin thì hắn đang tiến hành thị sát công trường xây dựng sân bay Đông Trại. Từ khi hạng mục sân bay Đông Trại được khởi động đến nay, cả xã Đông Gia liền thành công trường khổng lồ, thời gian thi công rất gấp. Dù là mùa mưa cũng không chậm trễ chút nào. Công tác chuẩn bị trước đó đã được Đông Giang làm khá tốt, nhất là công tác tuyên truyền đã bắt đầu từ hơn nửa năm trước. Sau khi Quốc vụ viện phê duyệt hạng mục xây dựng sân bay Đông Trại, Ninh Lăng và Đông Giang cũng chuyên môn thành lập tổ lãnh đạo phụ trách hạng mục này. Quận Đông Giang còn chuyên môn bố trí một thường vụ quận ủy, phó chủ tịch quận ủy phụ trách công tác giải tỏa, điều động các cán bộ có năng lực giỏi trong việc này. Hàn Độ nói rất đơn giản với Triệu Quốc Đống. Trung ương đã thông qua việc cậu làm thường vụ tỉnh ủy, văn bản đã chính thức được gửi xuống. Quyển 15, chương 116. Triệu Quốc Đống không khỏi ngẩn ra và một lúc lâu không có phản ứng. Sau khi từ Bắc Kinh về, hắn dồn toàn bộ tinh thần và sức lực vào công việc. Sân bay Đông Trại, trung tâm vật tư do tập đoàn Trường Phú cùng tập đoàn Chuyển Hóa chung tay xây dựng, khu công nghiệp năng lượng mặt trời là ba công trình lớn nhất hiện nay của Ninh Lăng, đều được đồng thời khởi động thì có thể thấy khối lượng công việc nhiều như thế nào. Sân bay Đông Trại trước đó đã làm không ít công tác chuẩn bị, mà trung tâm vật tư từ khi được ký kết đến lúc chính thức khởi công đã sáng tạo thời gian kỷ lục. Hạng mục này được xây dựng ở thị trấn Bắc Đầu khiến quận Đông Giang vừa hưng phấn nhưng cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Nhất là thị trấn Bắc Đầu gần sát khu khai phát Ninh Lăng, gần với khu quy hoạch xây dựng cầu Đoàn Kết, cách đường cao tốc An Tương đoạn qua Ninh Lăng không quá xa. Mặc dù số hộ phải giải tỏa không nhiều nhưng do vị trí tốt nên các hộ này đều muốn được bồi thường nhiều hơn. Sân bay Đông Trại và hạng mục trung tâm vật tư trước sau khởi công khiến hai bên nhìn nhau, xem tiêu chuẩn bồi thường có công bằng không. Mặc dù vị trí địa lý hai nơi không thể so sánh với nhau nhưng ở việc nhận bồi thường thì không ai muốn thua ai. Nếu như việc này không làm tốt thì sẽ dễ ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Việc này đúng là làm khổ cán bộ Đông Giang, thị xã giao toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng cho quận. Việc giải tỏa sân bay Đông Trại chưa kết thúc, việc giải tỏa cho trung tâm vật tư lại toàn diện tiến hành. Nhân viên công tác phụ trách việc này của Đông Giang và cán bộ cơ sở gần như không có cơ hội thở dốc. Chỉ có mỗi khu công nghiệp năng lượng mặt trời là đơn giản hơn một chút. Từ 2 năm trước khi Triệu Quốc Đống mới tới Ninh Lăng đã yêu cầu khu khai phát phải có tầm nhìn xa, phải có định trước, phải học cách đi trước dẫn đầu. Vì thế Lưu Như Hoài và Lô Miễn Dương đều rất quyết đoán đưa ra kế hoạch quy hoạch giai đoạn 2 của khu khai phát và được Hội nghị Thường trực Ủy ban và Hội nghị Thường vụ Thị ủy thông qua. Hiệu suất làm việc của khu khai phát khá nhanh, quy hoạch giai đoạn 2 vừa có liền lập tức tiến hành xây dựng, mở rộng. Hơn nữa phạm vi quy hoạch khá lớn làm cho diện tích khu khai phát tăng lên gấp 3. Khi đó Phó Thị trưởng Thường trực Vưu Liên Hương đã kiên quyết phản đối cho rằng việc đi trước quá nhiều như vậy sẽ mang tới áp lực rất lớn cho tài chính thị xã, nhất là lại chấp hành việc đền bù theo tiêu chuẩn cao nhất như Triệu Quốc Đống yêu cầu. Hơn nữa còn phải đảm bảo nông dân mất đất được đưa hết vào hệ thống đảm bảo an sinh xã hội khiến cho tài chính ủy ban khó có thể chống đỡ khoản chi lớn đến như vậy. Khi ấy Triệu Quốc Đống mới tới mà lại kiên quyết ủng hộ việc này nên cả Vưu Liên Hương và Trung Dược Quân cũng không tiện xung đột với hắn. Vì thế Vưu Liên Hương chỉ có thể chấp nhận nuốt con ruồi này vào bụng. Sau đó Vưu Liên Hương đã có một thời gian mặt lạnh với Triệu Quốc Đống, làm cho trong tiệc cuối năm Triệu Quốc Đống phải tự mình uống mấy chén tỏ vẻ xin lỗi Vưu Liên Hương.
nhưng đúng là đi một bước lớn khiến diện tích khu khai phát tăng lên, xây dựng cơ sở vật chất cũng theo kịp. Sau khi Lưu Như Hoài điều sang làm bí thư quận ủy Tây Giang, Lô Miễn Dương cũng vẫn tuân theo tư tưởng này, việc xây dựng phải đi trước. Qua đó nó cũng khiến cho các nhà đầu tư khi đến khách sạn khu khai phát đều động tâm về hệ thống cơ sở vật chất ở đây. Các nhà đầu tư đi nhiều nơi khảo sát, cảm giác đầu tiên bọn họ cảm nhận là về nguồn điện, nước, khí thiên nhiên, xử lý nước thải, thông tin. Nếu tất cả đã xây dựng xong, về phần nhà xưởng chỉ cần anh nói một tiếng thì cũng có thể dựa theo yêu cầu của anh mà đề cử nhiều nhà cung cấp vật liệu xây dựng, công ty xây dựng một cách nhiệt tình thì đúng là làm anh khó có thể từ chối hấp dẫn như vậy. Hạng mục khu công nghiệp năng lượng mặt trời một khi đã được xác định, ngày ngày hôm sau các vị khách đang nghỉ ở Ninh Uyển cũng được nhân viên công tác của ban quản lý khu khai phát đến viếng thăm. Người phụ trách và nhân viên kỹ thuật của ba công ty Thiên Uy, Thượng Đức và Hán Đức đều được cán bộ khu khai phát nhiệt tình mời tới hiện trường tham quan, hiệu suất làm việc cao như vậy đúng là làm ba công ty đều phải than thở. Ba ngày sau khu đất cho khu công nghiệp đã được xác định, sau đó tiến hành xây dựng nhà xưởng. Trong những ngày này Triệu Quốc Đống mặc dù một lòng một dạ nghĩ tới công việc nhưng nếu nói không suy nghĩ gì tới biến hóa trong nền chính trị quốc gia là giả dối. Sau hội nghị kinh tế phi công hữu tổ chức ở Thanh Đảo, không khí đã ấm hơn. Mấy ngành bị khống chế mạnh như sắt thép, bất động sản, xi măng, điện phân đã ấm lên. Nhất là ngành bất động sản, sắt thép và vật liệu xây dựng được tiêu thụ mạnh hơn trước nhiều. Giá bất động sản các nơi tăng lên đôi chút cũng cho thấy chính sách của Trung ương có hiệu quả. Mà cùng lúc đó đại biểu các công ty tư nhân cũng tỏ vẻ không hài lòng với thái độ và cách đối xử của cơ quan hành chính, việc này càng được nói nhiều trong hội nghị ở Thanh Đảo. Bởi vì nguyên nhân này khiến kết quả xử lý sự kiện Thiết Bản và Kiến Long cũng dần sáng tỏ, thái độ cũng mềm mỏng hơn. Có lời đồn có mấy tập đoàn các nước lớn rất có hứng thú với hai hạng mục của tập đoàn Thiết Bản và Kiến Long, muốn tham gia vào hai hạng mục này. Dưới không khí đó khiến cho việc xử lý hạng mục điện phân hâm đạt của Ninh Lăng trở nên đơn giản. Dù sao từ quy mô hay sức ảnh hưởng của sự kiện này cũng không thể bằng hai cái kia. Tỉnh ủy tỉnh An Nguyên cũng đã chính thức đưa ra ý kiến xử lý, chỉ yêu cầu thị ủy, ủy ban Ninh Lăng nghiêm túc kiểm điểm, ngoài ra không có quyết định gì khác. Về phần việc mình làm thường vụ tỉnh ủy, Triệu Quốc Đống vẫn không nghe thấy tin tức gì, giống như mọi người trên thế giới hoàn toàn quên có chuyện này. Người ở thị xã cũng ngại không đề cập, mà tỉnh càng không có ai gọi hỏi. Vì thế Triệu Quốc Đống thậm chí còn nghe ngờ thân phận thường vụ tỉnh ủy của mình có thể trì hoãn tới sau hội nghị lần 4, đại hội đảng 16 hay lai a hơn nữa. Không ngờ vào lúc này lại nhận được tin tốt lành này. Sao vậy, mừng quá nên sửng sốt à? Chút định lực cũng không có là sao? Đến khi đầu bên kia truyền lại giọng trêu chọc của Hàn Độ, Triệu Quốc Đống mới tỉnh lại. Ha ha, trưởng ban Hàn, đây là chuyện từ bao giờ vậy? Văn bản vừa tới thì tôi gọi cho cậu. Chúc mừng cậu thường vụ Triệu. Hàn Độ rất hiếm khi trêu đùa như vậy với Triệu Quốc Đống, tất nhiên là tâm trạng y khá vui vẻ. Trưởng ban Hàn, còn phải cảm ơn sự quan tâm của ngài. Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không biết nên dùng từ gì để cảm ơn đối phương. Hàn Độ rất quan tâm và ủng hộ hắn, việc hắn có thể thành thường vụ tỉnh ủy cũng có công không nhỏ của Hàn Độ. Làm một trưởng ban tổ chức cán bộ mà ủng hộ một người hết lòng như vậy đúng là hiếm có. Hàn Độ còn đến nói không ít với Ứng Đông Lưu, cũng may Ứng Đông Lưu không phải người hẹp hòi, nếu không đã kiêng kỵ rồi. Hàn Độ nghe được đầu bên Triệu Quốc Đống khá ồn ào, tiếng máy móc gầm vang. Y biết Triệu Quốc Đống nhất định đang ở công trường nên nói qua vài câu rồi dập máy. Tăng Lệnh Thuần cùng Giản Hồng, Hoắc Vân Đạt, Vân Duệ ở bên thấy vẻ mặt Triệu Quốc Đống thay đổi. Triệu Quốc Đống dù muốn khống chế tâm trạng của mình nhưng mấy người này đi theo hắn vài năm nên biết ngay hắn có việc vui. Chẳng qua chưa kịp hỏi gì thì điện thoại di động của Triệu Quốc Đống lại vang lên. Chúc mừng thường vụ Triệu, vừa nãy chắc trưởng ban Hàn đã gọi điện cho cậu rồi chứ? Nghe lâu vậy, tôi cũng thông báo với cậu là 8 giờ 30 sáng thứ ba tuần sau tỉnh ủy muốn nghe thị ủy Ninh Lăng tiến hành kiểm điểm về sự kiện hâm đạt, đúng là xấu hổ. Đây là Dương Kính Quang gọi tới. Quyển 15, chương 117. Không phải chứ trưởng ban thư ký? Lần đầu tôi tham gia hội nghị thường vụ đã bị mất mặt như vậy sao, có phải hơi quá đáng không? Triệu Quốc Đống không nhịn được kêu lên. Ai an bài như vậy? Làm vậy thì tôi sao có thể ngẩng đầu lên nhìn ai được? Ha ha, cậu đó, đừng ở đó mà kêu than. Đây là bí thư Ứng xác định, chuyện Vân Lĩnh chỉ yêu cầu cậu kiểm điểm còn không hài lòng sao? Không xử lý mạnh tay với cậu là tốt rồi đó. Cậu không thấy bên Thường Châu, Ninh Ba như thế nào sao?
Dương Kính Quang cười mắng. Tôi phải nhắc cậu đến đúng giờ, thái độ đoan chính, kiểm điểm nhất định phải sâu sắc, phải chính thức nhận sai. Thân phận của cậu bây giờ đã khác, nếu ngay cả cậu cũng không nhận sai lầm ở việc này thì sau này tỉnh ủy còn có thể yêu cầu ai khác được bí thư ứng chuyên môn dặn tôi chuyển đạt ý này. Cậu hiểu chứ? Triệu Quốc Đống vội vàng nghiêm túc nói. Tôi hiểu, trưởng ban thư ký, tôi sẽ làm tốt kiểm điểm. Chẳng qua tôi muốn hỏi một câu là tỉnh ủy nếu đã yêu cầu thị ủy Ninh Lăng nghiêm túc kiểm điểm thì có phải là trên tỉnh sẽ không còn động tác gì ở việc này nữa không? Hừ, cậu đó, suốt ngày suy nghĩ việc này. Ý của bí thư ứng là dừng ở đây, chẳng qua thị ủy Ninh Lăng cũng cần có ý kiến xử lý, phải xem trách nhiệm cụ thể của ai, không thể để tỉnh không rõ cách xử lý của Ninh Lăng. Có kết quả báo cáo với tỉnh ủy. Dương Kính Quang nghe thấy Triệu Quốc Đống thở dài nên đổi giọng. Đương nhiên thị ủy Ninh Lăng có ý kiến xử lý thì tỉnh ủy sẽ không can thiệp, cậu tự suy xét đi. Nghe thấy hai câu sau của Dương Kính Quang, Triệu Quốc Đống mới chính thức yên tâm. Tỉnh ủy chỉ cần không can thiệp vào quyết định của Ninh Lăng là dễ làm hơn nhiều. Dương Kính Quang nói vậy cũng cho thấy tỉnh ủy không yêu cầu phải cách chức của Lang Thế Quần. Cảm ơn trưởng ban thư ký, chuyện này ngài cũng biết rõ nguyên nhân, cái khác tôi không nói nhiều. Thị ủy nhất định có xử lý với Vân Lĩnh nhưng xin ngài nói tốt giúp chúng tôi trước bí thư ứng vài câu. Huyện ủy Vân Lĩnh đã nhận khuyết điểm ở việc này, hạng mục của tập đoàn Hâm Đạt đã hoàn toàn dừng lại. Được rồi, cậu đừng nói vòng vo như vậy với tôi. Nghe nói tập đoàn Trung Lữ muốn tham gia hạng mục này và tìm tới Phó Chủ tịch tỉnh Tề, tôi đoán Phó Chủ tịch Tề sẽ nhanh chóng liên lạc với cậu. Không biết cậu nghĩ sao về chuyện này? Dương Kính Quang cắt ngang lời Triệu Quốc Đống nói. Trung Lữ. Hừ, trước khi tập đoàn Hâm Đạt tiến vào, bọn họ đã tìm tới thị ủy, ủy ban Ninh Lăng. Chẳng qua không đàm phán tốt, bọn họ cho rằng yêu cầu của Ninh Lăng chúng tôi quá cao. Bây giờ lại tới là do thấy tập đoàn Hâm Đạt đã làm xong nhiều việc nên muốn lấy lợi từ người khác, hay là cảm thấy chính sách khống chế của Trung ương không ảnh hưởng đến công ty nhà nước như bọn họ. Triệu Quốc Đống khinh thường nói. Cậu đó, công ty nhà nước là quân chủ lực của nền kinh tế quốc dân, tâm trạng của cậu vậy là có chuyện. Dương Kính Quang nói, mặc kệ cậu có cái nhìn như thế nào nhưng tôi phải nhắc cậu cần có thái độ trung lập khách quan. Trưởng ban thư ký, ngài hiểu lầm rồi, tôi không có thành kiến gì với các công ty nhà nước. Trên thực tế ngành năng lượng mới của Ninh Lăng phát triển nhanh cũng có công sức của không ít các công ty nhà nước. Chẳng qua tôi không quen nhìn việc các công ty nhà nước lợi dụng địa vị để đạt lợi nhuận quá lớn mà thôi, hơn nữa còn không muốn cống hiến cho kinh tế địa phương, thậm chí còn không bằng công ty tư nhân. Hoàn toàn quên mất nghĩa vụ vốn có của công ty nhà nước. Triệu Quốc Đống khẽ hừ một tiếng. Ở điểm này có thể quan điểm của tôi có chút cực đoan nhưng đọc thấy nhiều ý dân trên mạng. Trưởng ban thư ký, ngài có thể cảm nhận được dân chúng rất phản cảm với các công ty nhà nước nhất là công ty mang tính lũng đoạn. Dân chúng cũng phản đối việc công nhân, nhân viên của các công ty này có chế độ đãi ngộ và phúc lợi cao hơn công nhân ở công ty tư nhân. Nếu như để mặc sự chênh lệch này mở rộng thì có lẽ dẫn tới nguy cơ xã hội. Tôi tin Trung ương cũng chú ý đến điểm này.